thân là cường giả hóa kính đại thành thì tốc độ của hai thanh chủy thủ phác thái ném ra có thể so với tốc độ của viên đạn. Phốc, phốc, hai thanh chủy thủ liền đâm vào yết hầu của hai gã đặc công, máu tươi phun ra, một kích mất mạng. Rầm, rầm. Sau đó, coi như lúc thi thể của hai gã đặc công sắp chạm xuống đất thì chiếc xe công vụ liền chạy qua tông thẳng vào thi thể, lập tức làm cho thi thể của hai tên đặc công bay lên, thi thể tứ phân ngũ liệt, máu tươi văng ra khắp nơi. Bọn hắn đã giết chết tiểu bát, tiểu cửu. Chiếc SUV phía trước, tên đặc công lái xe thấy được một màn huyết tinh này thì lập tức trợn tròn trong mắt, thất thanh hô. Bọn hắn muốn chết. Long Ngũ cũng thấy một màn này, lập tức nổi giận. Tiểu Lục, cậu lập tức liên hệ tổng bộ, báo lại chuyện này. Dạ. Tên đặc công tên là Tiểu Lục liền rút điện thoại vệ tinh ra rồi liên hệ với tổng bộ quốc an cửu sử, mà Long Ngũ thì hạ kính xe xuống rồi bấm về chiếc xe ở phía sau. Bằng. Loảng xoảng loảng xoảng. Viên đạn liền bắn thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe sau bất quá lại không bắn trúng tên tử sĩ lái xe kia, mặc dù tên tử sĩ lái xe này chỉ là ám kính nhập môn nhưng mà hắn cũng đoán được Long Ngũ sẽ bắn súng cho nên hắn đã né tránh trước. Bằng. Tiếng súng lại vang lên. Xì. Lần này, viên đạn đã bắn chuẩn xác vào lốp xe. Ngồi vững. Tên tử sĩ lái xe liền quát lên một tiếng, sau đó hai tay liền cầm lấy vô lăng làm ra một động tác. Sau đó chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Dừng xe, xử lý đám vương bát đản này. Mắt thấy chiếc xe thương vụ dần dần giảm tốc độ, sắp dừng lại, Long Ngũ liền bảo tên đặc công dừng xe. Dạ, tên đặc công lái xe nghe được mệnh lệnh của Long Ngũ thì lập tức giẫm vào chân phanh. Khi xe dừng lại, ba người Long Ngũ, Long Lục, Long Thất liền cầm súng xuống xe, lấy xe làm vật yểm trợ, chuẩn bị chặn đánh đám người phác thái đang đi tới. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai sớm đã dừng xe lại, sau đó hắn lấy điện thoại ra, quay lại một màn chiến đấu kịch liệt này. Cùng lúc đó, Hàn Quốc Seoul, trong biệt thự Thôi Gia. Sau khi cô độc phong ảnh đi ra khỏi thư phòng thì liền đi thẳng xuống dưới lầu. Bởi vì có mệnh lệnh của Thôi Chí Kim nên buổi sáng ở trong biệt thự cũng không có nhiều bảo tiêu. Các chú nói gia chủ đang làm gì? Vì sao từ tối hôm qua đến giờ lại ngồi yên trong thư phòng? Có lẽ là đang suy nghĩ vấn đề quan trọng gì đó, 10 năm trước khi gia tộc gặp khó khăn thì gia chủ đã ngồi trong thư phòng 2 ngày 2 đêm. Bên ngoài cửa biệt thự, 4 tử sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn của Thôi Chí Kim vây lại một chỗ nói chuyện. Hả? Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, trong lòng 4 người bọn hắn ngẩn ra, không hẹn mà cùng quay đầu lại về phía sau. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được cô độc phong ảnh đang đi về phía bọn hắn. Người nào? Thấy được cô độc phong ảnh thì 4 gã tử sĩ liền biến sắc, cùng lúc rút súng ra. Không trả lời, cô độc phong ảnh ngay tại chỗ bắn ra, cả người giống như một trận gió, hướng về 4 gã tử sĩ lướt tới, tay phải thuận thế chém ra, chém một nhát về tên tử sĩ đứng gần nhất. Phốc! Thủ đao chém ra, tên tử sĩ kia liền đầu một nơi, thân mình một ngã, một cột máu liền bắn lên cao. Phốc! 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 Cô độc phong ảnh cũng không dừng lại, vẫn hóa thủ vi đao, trước sau chém giết 3 tên tử sĩ còn lại. Làm cho bọn hắn giống với tên tử sĩ kia, đầu một nơi, thân mình một ngã. Hóa thủ vi đao, có thể so với đao thật. Thực lực của kính cô độc phong ảnh đã bước chân vào cảnh giới bán bộ cương kính, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là miễu sát. Liên tục giết chết 4 người cô độc phong ảnh lại tiếp tục đi ra bên ngoài. Cửa lớn của biệt thự. Con lớn của Thôi Chí Kim biết được từ tối qua đến giờ cha mình vẫn luôn ở thư phòng thì lại sinh tò mò, hắn chuẩn bị đến thư phòng để nhìn xem. Kết quả vừa mới bước đến biệt thự thì hắn đã thấy cô độc phong ảnh đang đi ra. Ông là... Con lớn của Thôi Chí Kim liền dừng bước lại, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc, hỏi. Vù! Trả lời hắn chính là một thủ đao. Phốc, rầm! Một đao chém ra, đầu người rơi xuống đất, lăn trên đất vài vòng. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, dường như cho lúc đến chết hắn vẫn không hiểu tất cả mọi chuyện. Chuyện gì? Bởi vì khâm phục thực lực, trí tuệ, khí phách của Bùi Vũ Phu nên một người luôn cao ngạo, độc lai độc vãng như cô độc phong ảnh đã trở thành tùy tùng bên người Bùi Vũ Phu, cùng với Bùi Vũ Phu thủ hộ lấy Trung Quốc. Hiện giờ, bên ngoài đã truyền ra tin tức cái chết của Bùi Vũ Phu sống không gặp người, chết không thấy xác. Thôi ra chẳng những muốn chém giết Bùi Đông Lai,
lại còn muốn đào bới phần mộ tổ tiên của Bùi Đông Lai. Điều này đã trực tiếp làm cho cô Độc Phong Ảnh nổi giận. Hắn muốn làm cho cả đại bản doanh của Thôi gia, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó trên một con đường chính của SQ, thân là con trai thứ hai của Thôi Chí Kim, cũng là người tiếp nhận đời kế tiếp của Thôi gia, Thôi Cảnh Thái đang ngồi trên một chiếc xe hơi. Mặc dù hắn là người tiếp nhận đời sau của Thôi gia, nhưng mà hắn và người SQ đều giống nhau, đều thích dùng đồ nội. Trong xe, Thôi Cảnh Thái cũng không biết chuyện đang xảy ra ở Thôi gia, lúc này hắn đang cầm một xấp tài liệu, cẩn thận nhìn xem. Rất nhanh, xe hơi đã chạy đến một khu nhà cao tầng. Khu nhà này chính là phân bộ của tập đoàn XX, sản nghiệp của Thôi gia. Xã trưởng, đến công ty rồi. Khi xe dừng lại, mỹ nữ trợ lý ở bên cạnh hắn liền xuống xe, rồi mở cửa xe ra, sau đó nói. Thôi Cảnh Thái nghe vậy thì thu hồi xấp tài liệu lại, bước xuống xe. Cùng lúc đó, đối diện với tòa nhà này, một thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng đang dùng súng nhắm vào Thôi Cảnh Thái. Bằng! Tiếng súng liền vang lên, một viên đạn bắn thẳng tới Thôi Cảnh Thái. Phốc! Viên đạn bắn trúng vào ngay ấn đường, máu tươi liền phun ra. A! A! Dầm! Mỹ nữ trợ lý hét lớn lên, còn thân thể Thôi Cảnh Thái thì ngã ầm xuống đất. Tòa nhà đối diện, thấy một súng đã bắn chết Thôi Cảnh Thái thì tên thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng liền thu hồi súng, bình tĩnh rời đi. Một màn giống như thế đã hoặc là sắp diễn ra trong những con đường lớn ở SQ. Đối với hết thảy mọi chuyện thì Phác Thái cũng không biết. Trên con đường mòn, Phác Thái mang theo Lý Đống Quốc cùng hai gã tử sĩ đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn, bước nhanh về đám người Long Ngũ, Long Lục, Long Thất, từng viên đạn bắn về phía bọn hắn nhưng đã bị bọn hắn thoải mái né tránh. Ngũ ca, công phu của bọn hắn hắn đã luyện đến mức tận cùng, có thể tránh né đạn. Chúng ta căn bản không thể bắn trúng bọn hắn. Mắt thấy đám người Phác Thái có thể dễ dàng né tránh đạn thì Long Thất tỏ ra sợ hãi. Không riêng gì Long Thất, Long Lục cũng là bị thực lực của đám người Phác Thái làm cho bị hù sợ. Rốt cuộc bọn hắn là ai? Không biết, nhưng có thể xác định, chúng ta bị Bùi Đông Lai lừa. Long Ngũ quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy được chiếc xe của Bùi Đông Lai đã dừng lại. Chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ còn một cách là liều một phen, tôi sẽ yểm trợ, hai cậu hãy chạy lên xe trước. Long Ngũ quyết đoán làm ra quyết định. Long Lục, đưa súng đây cho tôi. Long Lục nghe vậy vốn muốn nói cái gì, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Long Ngũ thì đành phải đưa súng cho Long Ngũ. Hô! Cầm lấy súng, Long Ngũ hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một phen, làm cho bản thân mình tỉnh táo lại rồi liền ngay tại chỗ lăn một vòng rồi bóp cò. Bằng, bằng, bằng. Tiếng súng lại vang lên, bất quá lại vẫn không có bắn trúng bốn người Phác Thái. Cùng lúc đó, hai người Long Lục, Long Thất liền chạy ra, cố gắng muốn lên xe. Vù, vù, hai thanh chủy thủ lại từ trong tay của Phác Thái bắn ra, hóa thành hai đạo quang mang bắn về phía Long Lục, Long Thất. Trực tiếp bắn thẳng vào thân thể hai người, làm cho động tác của hai người dừng lại rồi ngã xuống đất. Tiểu Lục, Tiểu Thất, Long Ngũ thấy thế. Khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, rồi bắn điên cuồng về bốn người Phác Thái. Phốc! Một tên tử sĩ đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn đã bị đạn bắn trúng vào bụng. Vù! Cùng lúc đó, Phác Thái giống như một trận gió thông thường đến Long Ngũ bên cạnh, vung trưởng bổ về phía đầu của Long Ngũ. Bốp! Một tiếng trầm muộn vang lên, đầu của Long Ngũ đã bị Phác Thái đập vỡ, tắt thở ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai liền dừng ghi hình, cất điện thoại rồi khởi động xe. Đuổi theo. Ánh mắt Phác Thái như đao nhìn vào chiếc Land Rover, lạnh lùng hạ lệnh. Sau đó, Bùi Đông Lai đem xe quẹo vào một con đường đất, sau đó đem xe dừng lại trước một cây đại thụ, mang theo hai người Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na đi đến một mô đất cách đó không xa. Một lát sau, đám người Phác Thái đã đuổi tới, bọn hắn liền xuống xe, tay cầm theo chủy thủ. Giống như là một trận gió, đuổi về phía đám người Bùi Đông Lai. Đám người SQ, các gia gia chờ các ngươi đã lâu rồi. Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên. Giọng nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Từng đạo thân ảnh từ trong một bụi cỏ ở bên đường đi ra. Người đi đầu mặc áo cà sa, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Không Minh, Thiếu Lâm đệ nhất cao tăng,
đứng thứ 3 trên Long bảng. Đã qua 10 năm, hắn một lòng hướng Phật, khổ tọa bế quan. Hôm nay, vì Bùi gia mà hắn xuất quan. Đi theo sau Không Minh Đại Sư Đại Chính là người đứng thứ 5 trên Long bảng, người từng bị Cô Độc Phong Ảnh đánh bại, Tàng Bố Trác Đại Sư. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có 3 vị cao thủ nằm trong top 10 trên Long bảng, gia chủ Tây Nam Nhạc gia Nhạc Phong, trưởng môn phái Hoa Sơn, và trưởng môn phái Côn Thành. Như vậy, 10 cao thủ nằm trên Long bảng, trừ Bùi Vũ Phu đã chết ra, Long Vương Diệp Cô Thành đang làm nhiệm vụ, trưởng môn võ đang là Bạch Mi Đạo Nhân, Máu Nhiễm SQ Cô Độc Phong Ảnh cùng trưởng môn Nga Mi Không Hỏi Thế Sự ra, thì 5 vị khác đã có mặt ở đây. Ngoài ra, còn có trưởng môn Dương Thiện của Hình Ý Môn, trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh, cùng với tứ đại thế gia võ học khác, số lượng vượt quá 50 người, có thể dùng từ quần anh hội tụ để hình dung. Sở dĩ bọn hắn có mặt ở đây là bởi vì mấy ngày trước bọn hắn được Bùi Đông Lai báo cho biết. Bùi Đông Lai nói cho mọi người, tính toán sáng nay sẽ đến lập bia cho Bùi Vũ Phu, kết quả lại âm thầm biết được đám người Phác Thái SQ muốn tiến vào đây để bới móc phần mộ tổ tiên của Bùi gia, Bùi Đông Lai hy vọng mọi người có thể giúp hắn. Trong vòng 20 năm qua, Vũ Thần Bùi Vũ Phu luôn luôn giơ cao cờ hiệu của võ học Trung Quốc phạm vào Hoa Hạ, dù xa cũng giết một mực yên lặng thủ hộ Trung Quốc, để cho đám người ngoại tộc không thể xâm nhập vào Trung Quốc nửa bước, ở trong giới võ học Trung Quốc thì nhất hô bá ứng, được nhiều người tôn trọng. Cho nên lúc này Bùi Đông Lai muốn lập bia cho Bùi Vũ Phu, những nhân vật có máu mặt trong giới võ học đều muốn đến đây, huống chi bọn hắn còn biết đám người SQ còn muốn giết Bùi Đông Lai, ngăn cản không cho Bùi Đông Lai lập bia cho Bùi Vũ Phu, đào mới phần mộ của Bùi lão gia tử. Nghe được tiếng gầm của trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh, thấy được đám người Không Minh Đại Sư xuất hiện thì bọn người bên Phác Thái liền dừng bước. Bởi vì trong lòng Phác Thái luôn tin vào thực lực của bên mình cho nên hắn mới trực tiếp xử lý 5 người đặc công kia, có thể nói là vô pháp vô thiên. Nhưng mà, lúc này đối mặt với một đám cường giả Trung Quốc thì đám người Phác Thái liền thu lại vẻ cuồng ngạo này, ngược lại bọn hắn còn giống như chuột thấy mèo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bất an. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua đám người Không Minh Đại Sư nhưng mà từ trên người của đám người Không Minh Đại Sư thì bọn hắn có thể cảm một cỗ khí thế kinh khủng. Nhất là khí thế trên người Không Minh Đại Sư, Tàng Bố Trác Đại Sư cùng với 3 người cao thủ trên Long bảng làm cho đám người Phác Thái có cảm giác như trước mặt đang bị một tòa núi lớn chặn đường. Không Minh Đại Sư, bọn người SQ này đến nước chúng ta giết người, còn muốn giết Đông Lai, hơn nữa còn muốn ngăn không cho Đông Lai lập bia cho Vũ Thần. Muốn đào bới phần mộ của thê tử Vũ Thần cùng Bùi lão gia tử, thật sự là tội không thể tha thứ, đáng giết. Mắt thấy đám người Phác Thái sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ, không dám lên tiếng, thì trưởng môn Vịnh Xuân là Thái Kinh đằng đằng sát khí nói. Ngày đó, người Nhật Bản đến hạ chiến thư với Vịnh Xuân, bởi vì thực lực của trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh không đủ cho nên Bùi Đông Lai thay hắn lên nghênh chiến, cuối cùng giết chết đằng dã, chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Cho nên hắn vô cùng cảm kích Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu, hiện giờ biết được mục đích vào Trung Quốc lần này của đám người Phác Thái thì hắn có thể không nổi giận sao? Giết! Giết! Phẫn nộ không riêng gì trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh mà còn có Dương Thiện và những gia chủ thế gia võ học có quan hệ tốt với Bùi Vũ Phu. Ở bọn hắn xem ra, đám người SQ tỏ ra nghiêu bức này muốn đến Trung Quốc để giết Bùi Đông Lai thì quả thật con mẹ nó, dám nhổ lông trên đầu lão hổ mà, muốn chết. Không nói đến chuyện của Bùi gia, Bùi Vũ Phu từng nói phạm vào Hoa Hạ, dù xa cũng giết. Tuy rằng Bùi Vũ Phu đã mất đi nhưng mà chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám ngoại tộc đến Trung Quốc dương oai. Đúng vậy. Lúc này, người mở miệng chính là trưởng môn của phái Hoa Sơn, so sánh với đám người Dương Thiện, Thái Kinh mà nói thì tuy rằng bọn hắn không gặp mặt Bùi Vũ Phu nhiều, nhưng mà trong lòng bọn hắn luôn khâm phục Bùi Vũ Phu, nhất là khâm phục chuyện Bùi Vũ Phu thủ hộ Trung Quốc này. Bên tai vang lên lời nói của những cường giả này, cảm nhận được sát ý khủng bố thì đám người Phác Thái liền tỏ ra hoảng sợ không dám nói một tiếng nào, cả người cứng ngắc. Cách đó không xa, Tần Đông Tuyết thấy được những vị cường giả của giới võ học Trung Quốc này động sát cơ thì không khỏi âm thầm cảm thán sức hiệu động của Bùi Vũ Phu trong giới võ học Trung Quốc, đồng thời cũng âm thầm một chiêu mượn dao giết người này của Bùi Đông Lai quả thật là rất độc. Bội phục rất nhiều. Tần Đông Tuyết thu hồi lại ánh mắt rồi nhìn về phía Bùi Đông Lai thì thấy dường như Bùi Đông Lai không quan tâm đến cục diện trước mắt, mà cầm sẻng đào đất, dường như một lập mộ cho Bùi Vũ Phu. Thấy vậy thì Tần Đông Tuyết cảm thấy đau lòng,
nàng cố gắng muốn làm chút gì đó nhưng mà phát hiện chỉ có một cái xẻng cùng với hai cái liềm. Hả? Thấy được hai cái liềm kia thì trong lòng Tần Đông Tuyết vừa động, lập tức hướng Hạ Ina nói. Ina, chúng ta cùng làm cỏ cho mẹ và ra ra đi. Ừ. Hạ Ina cũng lên tiếng gật đầu, khom người nhặt cái liềm lên rồi bắt đầu làm cỏ. Thấy hành động của hai người thì trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp, cũng không có ngăn cản. Cùng lúc đó, tất cả cường giả trong giới võ học Trung Quốc đều đem ánh mắt nhìn về phía Không Minh Đại Sư. Hôm nay ta đến đây là muốn tế Bùi Thí Chủ, hơn nữa là muốn ngăn cản những người muốn giết con của Bùi Thí Chủ. Không Minh Đại Sư đem ánh mắt nhìn về đám người Phác Thái, thản nhiên nói. Người xuất gia lấy từ bi làm đâu, Phật độ chúng sinh, nhưng mà bọn người đã phạm phải sát nghiệp ở Trung Quốc chúng ta, cho dù ta có nguyện ý tha cho các ngươi thì chỉ sợ các vị thí chủ ở đây cũng không đồng ý. Cho nên, xin chư vị hãy tự hành liễu đoạn tự mình kết thúc. Tự hành liễu đoạn. Đám người Phác Thái hoàn toàn ngẩn ngơ, không hiểu ý nghĩa của những từ này. Đám SQ kia, các ngươi còn không tự sát tạ tội. Chẳng lẽ muốn chúng ta động thủ sao? Thấy đám người Phác Thái thờ ơ thì trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh lập tức phát hỏa. Tự sát. Nghe được hai chữ này thì bọn người Phác Thái liền ngẩn ra. Sau đó, Phác Thái liền đưa mắt sang 17 gã tử sĩ thôi ra. Vù, vù, vù. Ngay sau đó, mười mấy thanh chủy thủ trong tay của bọn người Phác Thái liền bắn thẳng về phía đám người Không Minh Đại Sư. Kít hạng 3 mà tưởng là sô-cô-la loại 1. Trưởng môn phái Hoa Sơn liền quát lên một tiếng, cả người bắn lên, rút bảo kiếm ra, chém về những thanh chủy thủ kia. Vạn kiếm quy tông. Trưởng môn phái Hoa Sơn ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là kiếm pháp trấn phái của Hoa Sơn, vạn kiếm quy tông. Keng, keng, keng. Dường như mấy tiếng vang giòn cùng vang lên trong cùng một lúc, từng thanh chủy thủ đã bị trưởng môn phái Hoa Sơn người bước vào cảnh giới hóa kính đỉnh phong ngăn lại. Các ngươi muốn chết. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cùng lúc đó, đám người Dương Thiện liền quát lên một tiếng, ngay tại chỗ bắn ra, trực tiếp hướng về đám người tử sĩ thôi ra. Chạy! Phác Thái thấy thế, trong lòng hoảng hốt, lập tức làm ra quyết định chạy trốn. Chạy đường nào? Dương Thiện thấy thế, quát lên một tiếng lớn, thuận thế đá một cước vào thanh chủy thủ nằm trên mặt đất, thanh chủy thủ liền bắn ra với một tốc độ nhanh chóng. Khi thế xét đánh không kịp bưng tay bắn chúng vào hậu tâm của một gã tử sĩ, một kích mất mạng. Luận về ám khí thì Đường Môn là tổ tông của đám SQ các ngươi nhưng mà còn thua xa so với Việt Nam. Trưởng môn Đường Môn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tay phải giơ lên, ba đạo ám khí liền bắn về phía đám tử sĩ thôi ra đang hoảng hốt chạy trốn. Phốc, 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 lập tức có ba gã tử sĩ không kịp đề phòng, bị ám khí đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trừ 5 vị cường giả đứng trên long bảng ra thì toàn bộ những người khác đều đuổi theo đám tử sĩ thôi ra, quả thực chính là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, mọi người đều muốn lấy mạng của đám người tử sĩ thôi ra. Thấy song phương triển khai đại chiến, thì hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Ina liền dừng tay lại, quay đầu nhìn lại. Bùi Đông Lai cũng dừng đào đất. Bất quá! Hắn không có nhìn cảnh song phương chém giết mà là đem ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cha! Mặc kệ người đang ở thiên đường hay ở phía sau màn, hôm nay, con sẽ lập bia cho người, tụ tập đông đảo cường giả đến đây là để giết đám người ngoại tộc. Tương lai không xa, nhi tử sẽ dùng Bùi gia quyền mà người dạy để đưa đám người muốn xâm nhập vào Trung Quốc này vào Diêm Vương Điện. Seoul, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp những con đường lớn, những chiếc xe cảnh sát đều hướng về biệt thự thôi ra mà chạy tới, cả Seoul loạn thành một đống hỗn loạn. Khi một số người phụ trách cảnh phương, quân đội đuổi tới đây thì cảnh sát và binh lính đã vây chặt biệt thự thôi ra chật như nêm cối, hơn nữa kéo cảnh giới tuyến, cấm người dân bình thường tới gần. Tình huống thế nào? Sau khi nhân vật số 1 của cảnh sát SQ xuống xe thì xông vào biệt thự, hỏi. Đều chết hết rồi. Tên cảnh sát kia tỏ ra khó coi, hắn cố gắng ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói tỏ ra run rẩy đáp. Không còn một người nào sống sót, tất cả đều bị giết chết. Hơn nữa cái gì? Nhân vật số 1 của cảnh sát SQ liền trở nên nóng nảy hỏi. Tên kia vội vàng đáp. Hơn nữa những thành viên quan trọng trong thôi ra đều bị người ta dùng súng ngắm bắn chết. Ông nói cái gì?
Tâm tình của nhân vật số 1 của cảnh sát SQ vốn đã buồn bực, lúc này nghe được lời nói kia thì liền ngẩn ra, sau đó không đợi đối phương nói xong thì liền gào lớn lên. Thôi Cảnh Thái bị ám sát, ngoài ra còn có vài thành viên trung tâm của Thôi gia bị ám sát. Giọng nói của tên cảnh sát kia tỏ ra kinh hồn táng đảm, tiếp tục hội báo nói. Toàn bộ hung thủ sử dụng súng ngắm, hẳn là do sát thủ cùng lính đánh thuê gây ra, nên tôi đã cho người phong tỏa cả Phủ Sơn rồi, vây bắt hung thủ. Nếu không bắt được bọn chúng thì con mẹ nó, ông liền cút ngay cho ta. Nhân vật số 1 của cảnh sát SQ liền gào to lên, ở hắn xem ra, nhiều thành viên trung tâm của Thôi gia chết đi, nếu truy cứu trách nhiệm thì hắn sẽ đứng chịu mũi xào, đến lúc đó bị cách chức đều là chuyện nhỏ, làm không tốt thì cũng sẽ chôn cùng theo. Reng, reng. Lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Cục trưởng, 5 phút trước, người ở bên dưới đã báo rằng Thôi Cảnh Nguyên cùng vợ hắn, còn hắn đã chết ở trong nhà. Thăng. Lại nghe được cấp dưới báo tin thành viên trung tâm của Thôi ra lại chết thì nhân vật số 1 của cảnh sát SQ thiếu chút nữa hô mê bất tỉnh, hắn mắng loạn lên, sau đó trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Bốp. Điện thoại liền vỡ nát. Thấy một màn như vậy thì những người bên cạnh không dám lên tiếng. Rốt cuộc là Thôi gia đã đắc tội với người nào? Trong lòng bọn hắn liền hiện ra suy nghĩ này. Không có đáp án. Cũng là tiếng xe cảnh sát, nhưng lúc này là ở ra cách Đạt Kỳ. Từng chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa chạy về biệt thự của Nạp Lan gia. Tình huống sao rồi? Nhân vật số 1 của cảnh sát ra cách Đạt Kỳ nghe được cấp dưới báo lại thì hắn vội vàng chạy đến khu biệt thự Nạp Lan ra thì thấy được người chết trên mặt đất, hành động tảo hắc vừa trôi qua mấy ngày thì ở đây lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa người chết lại là thành viên của Nạp Lan ra, điều này làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Báo cáo Lưu Cục trưởng, hiện trường không còn ai sống sót, tất cả đều bị giết chết, hơn nữa đều là do vũ khí lạnh gây ra. Người phụ trách hiện trường đầu đầy mồ hôi lạnh bước lên báo lại. Hơn nữa, trước khi rời đi thì hung thủ còn dùng lửa thiêu sạch cả biệt thự số 1, nhân số thương vong cùng danh tính còn chưa thể xác định. Còn không mau nhanh đi làm đi. Lưu Cục trưởng nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. Lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách của Nạp Lan gia ở gia cách Đạt Kỳ, kêu hắn nói rõ lại tình huống. Vâng, Cục trưởng. Đúng rồi, có băng ghi hình không? Sau khi làm ra chỉ thị thì Lưu Cục trưởng nhớ ra cái gì đó, hỏi lại. Không có, băng ghi hình đã bị hung thủ tiêu hủy rồi. Tên phụ trách hiện trường lắp bắp mà báo lại. Ông hãy mau để cho cảnh sát giao thông quanh đây coi lại băng ghi hình, nhìn xem thử có đối tượng khả nghi nào không. Nhanh đi. Lưu Cục trưởng lại làm ra chỉ thị, sau đó liền rút ra một điếu thuốc rồi hút. Cục trưởng. 30 giây sau, tên phụ trách hiện trường kia cầm lấy điện thoại. Vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Mẹ nó, lại có chuyện gì? Lưu Cục trưởng quát. Người phụ trách của Nạp Lan gia ở gia cách Đạt Kỳ nói, tối hôm qua ở trong biệt thự có Nạp Lan Minh Châu còn có. Còn mẹ nó, có ai? Diệp đại thiếu gia. Ai? Lưu Cục trưởng trợn tròn tròng mắt. Diệp đại thiếu gia. Người nào Diệp gia? Diệp gia của Yên Kinh. Người phụ trách Nạp Lan gia ở gia cách Đạt Kỳ cũng không biết tên của người nọ là gì nhưng mà nghe đối phương xưng hô là Diệp Thiếu. Xong rồi, con mẹ nó xong thật rồi. Lưu Cục trưởng nghe vậy, trực tiếp sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở hắn xem ra, Diệp Đại Thiếu gia chết ở gia cách Đạt Kỳ, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó bị mất chức đã là trừng phạt nhẹ rồi. Một lát sau, Lưu Cục trưởng áp chế nổi sợ hãi trong lòng. Cầm lấy điện thoại, báo lại cho cấp trên. Hiển nhiên là hắn không có biện pháp xử lý chuyện này. Một phút sau, Lưu Cục trưởng hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất, bởi vì lúc báo xong thì hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng lo lắng của vị đại lão đầu bên kia điện thoại. Kết nối với biểu hiện như thế của vị đại lão mặt trên thì hắn có thể biết được tính nghiêm trọng của vụ án lần này. Không đến 5 phút sau thì toàn bộ cảnh sát ở Đông Giang đã biết người chết ở gia cách Đạt Kỳ là Diệp Tranh Vanh. Sau khi nhận được tin tức này thì bọn hắn liền an bài thủ hạ làm việc, sau đó vội vàng đem tin này báo lại cho Bộ Ga và Bộ An toàn. Yên Kinh, trong phòng hội nghị của Bộ An toàn. Bởi vì nhận được tin tức của Long Ngũ báo về nên những thành viên trong Bộ An toàn liền mở cuộc hội nghị khẩn cấp để tìm đối sách. Sở dĩ là cẩn thận như vậy là bởi vì chuyện này có liên quan đến Bùi Đông Lai,
thân là thành viên của Bộ An toàn thì bọn hắn cũng biết được ân oán của Bùi Đông Lai và Diệp gia, đồng thời bọn hắn cũng biết Bùi Đông Lai cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, ít nhất không phải là người mà bọn hắn có thể thu thập. Dựa vào tin tức mới nhất thì chúng ta đã mất đi liên lạc với Long Ngũ, hơn phân nửa là đám người Long Ngũ đã bị hạ độc thủ. Trong phòng hội nghị, nhân vật số 1 của Bộ An toàn trầm giọng nói. Xét thấy, chúng ta cơ bản suy đoán được những người đi theo Bùi Đông Lai tảo mộ lần này toàn là những cường đạo khó đối phó, tôi đề nghị không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đem chuyện này báo lại cho Diệp XX, để Diệp XX cùng cảnh sát, thỉnh cầu Long Nha ra tay. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn mọi người. Tôi đồng ý ý kiến của Triệu Bộ trưởng. Tôi cũng đồng ý. Két. Sau đó, coi như thành viên của Bộ An toàn đang lần lượt tỏ thái độ thì cửa phòng hội nghị bị người ta đẩy ra. Bá. Mắt thấy cuộc họp quan trọng đang diễn ra mà có người quấy rầy thì toàn bộ mọi người trong phòng đều tỏ ra tức giận. Thật có lỗi, chư vị lãnh đạo, quấy rầy rồi. Thấy được ánh mắt tức giận của mọi người thì người đi vào phòng cũng ý thức là mình không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Ý thức được điểm này thì trong lòng hắn liền cảm thấy bất an. Trần Cục trưởng, có chuyện gì? Mặt Triệu Bộ trưởng lạnh xuống, trầm giọng hỏi. Hô, hô. Trần Cục trưởng liên tục thở sâu hai hơi để bản thân trở nên bình tĩnh hơn rồi nói. Bộ trưởng, các vị lãnh đạo, vừa rồi tôi mới nhận được tin tức của cảnh sát ở Đông Giang truyền về. 30 phút trước thì ở núi Đại Hưng An khu gia cách Đạt Kỳ đã xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Hiện trường là tại khu biệt thự của Nạp Lan gia ở gia cách Đạt Kỳ, phần lớn người chết là người của Nạp Lan gia, còn có cái gì? Nghe được những lời này thì Triệu Bộ trưởng mơ hồ cảm thấy được chuyện này không đơn giản, rất có thể là do Bùi Đông Lai hạ thủ với Nạp Lan gia. Không riêng gì Triệu Bộ trưởng cho là như vậy mà những người khác ngồi trong phòng hội nghị cũng có cách nhìn như thế. Vì thế bọn hắn nhìn thẳng vào thấy Trần Cục trưởng, chờ Trần Cục trưởng nói tiếp. Người chết ở trong đó còn có Diệp Tranh Vanh, người từng làm phó thị trưởng trước đây ở Giang Lăng. Ách! Nghe được một câu này của Trần Cục trưởng, thì đám người Triệu Bộ trưởng cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lần này Bùi Đông Lai chơi lớn rồi. Khiếp sợ đồng thời bọn hắn lại nghĩ như thế nhưng mà lại không biết đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Cùng lúc đó, trong một khách sạn của Đông Hải, lúc này Từ Lệ đang ngồi trên ghế salon, lột quýt để ăn thì điện thoại của nàng rung lên, nàng cầm lấy điện thoại thì thấy được người gọi đến là em rể của mình, người đảm nhận chức vụ phó cục trưởng của Bộ An toàn. Tiểu Tuấn, tìm chị có việc gì không? Từ Lệ liền mở miệng nói trước. Chị, không tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại, thân là người đảm nhận chức vụ phó cục trưởng Bộ An toàn thì giọng nói của Khương Tuấn tỏ ra ngưng trọng. Có chuyện gì? Từ Lệ có chút nghi ngờ. Đang yên đang lành như thế này, hơn nữa Diệp gia lại đang áp chế Bùi Đông Lai thì tại sao Khương Tuấn lại nói không tốt? Chị, Tranh Vanh đã xảy ra chuyện. Khương Tuấn do dự một chút, cuối cùng liền nói thẳng cho Từ Lệ biết. Cái gì? Từ Lệ cả kinh, vội vàng đứng lên, sau đó khiếp sợ hỏi. Cậu nói là ai đã xảy ra chuyện? Tranh Vanh, nó xảy ra chuyện gì? Dựa vào tin tức chính xác thì 8 giờ sáng nay Tranh Vanh đã bị người ta sát hại ở gia cách Đạt Kỳ. Cậu nói cái gì? Nghe được tin tức Diệp Tranh Vanh bị sát hại thì thân thể mập mạp của Từ Lệ run lên, run giọng nói. Cậu nói Tranh Vanh bị người ta giết chết rồi sao? Vâng. Khương Tuấn lại cấp ra câu trả lời thuyết phục. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lại nghe Khương Tuấn nói như thế thì Từ Lệ điên cuồng lắc đầu. Lúc ta đi thì Tranh Vanh còn ở Yên Kinh, làm sao nó lại bị người ta giết chết ở gia cách Đạt Kỳ được? Nhất định là cậu đã lầm rồi. Chị, quả thật Tranh Vanh đã chết. Khương Tuấn trầm giọng nói. Hơn nữa, có liên quan đến Bùi Đông Lai. Ách, lúc này đây, Từ Lệ há to miệng, nhưng không nói gì, cả người cứng ngắc. Ba chữ Bùi Đông Lai này giống như một quyền trực tiếp đập vỡ nội tâm của nàng. Ở trong quốc nội thì người có thể giết chết Diệp Tranh Vanh không có mấy ai nhưng mà Bùi Đông Lai lại là một trong những số đó. Chị! Khương Tuấn sợ Từ Lệ không chịu nổi cơn đả kích này nên vội vàng kêu lên. Có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tranh Vanh lại chạy đến gia cách Đạt Kỳ? Còn nữa, tại sao tên nghiệt chủng kia lại giết Tranh Vanh? Từ Lệ gào thét lên. Nói cho ta biết, cậu nói cho ta biết mau. Chị!
dựa vào tin tức mới nhận được thì Tranh Vanh biết được Bùi Đông Lai muốn đến Gia Cách Đạt Kỳ thì đã cùng với Nạp Lan Gia liên lạc với Thôi Gia SQ, cố gắng muốn mượn dùng tử sĩ của Thôi Gia giết chết Bùi Đông Lai, nhưng chẳng biết người của Thôi Gia lại không có đi giết Bùi Đông Lai, mà ngược lại lại giết Tranh Vanh. Con của ta, tại sao mà nó ngu như vậy, không phải là ta đã nói rồi sao, con không cần phải nhúng tay đối phó với tên nghiệt chủng kia nữa mà. Từ Lệ nghe vậy thì liền bi phẫn kêu lên, sau đó trong lòng nàng vừa động, đột nhiên đoán được cái gì, lớn tiếng kêu lên. Nhất định là tên nghiệt chủng kia liên hợp với người SQ tính kế hạ chết Tranh Vanh, nhất định là như vậy. Nói xong, Từ Lệ liền cúp điện thoại, rồi gọi cho Diệp Cấm. Cùng lúc đó, ở xa ngàn dặm, trong một phòng hội nghị, Diệp Cấm đang chủ trì một hội nghị quan trọng. Thấy điện thoại rung lên thì hắn vốn định tắt máy, nhưng thấy người gọi đến là Từ Lệ thì hắn dừng nói chuyện lại, sau đó để cho nhân vật số 2 chủ trì buổi hội nghị, rồi cầm điện thoại đi ra phòng họp. Có chuyện gì, tôi đang họp. Tranh Vanh đã chết, Tranh Vanh bị người ta giết chết, là tên nghiệt chủng kia làm. Không đợi Diệp Cấm nói xong thì Từ Lệ đã khàn giọng giống lên. Cái gì? Nghe được Từ Lệ nói như thế thì Diệp Cấm liền cả kinh. Tranh Vanh đã bị tên nghiệt chủng kia giết chết. Giọng nói của Từ Lệ lại vang lên. Lộp bộp. Nghe được tin Diệp Tranh Vanh bị giết chết thì trong lòng Diệp Cấm chấn động, đồng tử phóng lớn. Hô. Sau đó, Diệp Cấm hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình của mình, hắn không có nói gì thêm mà là đi về phòng làm việc của mình. Dầm. Thuận tay đóng cửa phòng, Diệp Cấm trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà biết được tin tức này từ ai? Là Khương Tuấn nói cho bà biết sao? Lúc nãy Khương Tuấn gọi điện đến nói cho tôi. Từ Lệ giống như là hoàn toàn bị kích thích, quát lớn lên. Tên nghiệt chủng kia đã liên hợp với người SQ, thiết kế hãm hại Tranh Vanh chết rất thê thảm. Chúng ta nhất định phải báo thù cho nó. Đô, đô. Nói xong thì đột nhiên Từ Lệ phát hiện trong điện thoại truyền ra tiếng đô. Đô. Phát hiện này làm cho nàng sửng sốt ra, sau đó nàng gọi lại cho Diệp Cấm nhưng lại phát hiện điện thoại Diệp Cấm đang bận. Trong văn phòng, sau khi cúp điện thoại thì Diệp Cấm lại gọi cho Khương Tuấn. Anh rể, chuyện gì? Diệp Cấm cắt ngang lời nói của Khương Tuấn, trầm giọng hỏi. Là như vậy. Khương Tuấn vội vàng đem mọi chuyện kể lại một lần nữa. Cậu nói Tranh Vanh vốn cùng liên hợp với người của SQ, muốn giết chết Bùi Đông Lai. Kết quả là lại bị người SQ giết lại sao? Nghe xong Khương Tuấn hội báo thì Diệp Cấm lạnh giọng hỏi. Trong lòng Khương Tuấn vừa động, minh bạch hiểu được dụng ý của Diệp Cấm, vội vàng đáp. Vâng, từ đâu cậu biết được điều này? Diệp Cấm lại hỏi. Là một người tên là Nạp Lan Hiên, người này là đệ đệ của Nạp Lan Minh Châu, ngày hôm qua hắn phụ trách đưa đón người của Thôi Gia SQ, nên mới biết được tin tức. Người biết tin tức này có nhiều không? Không đợi Khương Tuấn nói xong, Diệp Cấm lại lạnh giọng hỏi. Không nhiều lắm, chỉ vài người. Khương Tuấn nghe vậy thì trong lòng đã đoán rằng, Diệp Cấm sợ tin tức này truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến Diệp gia, dù sao thì chuyện câu kết với thế lực cảnh ngoại cũng là một chuyện tuyệt đối không thể đụng vào. Ta mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, nhất định phải khống chế tin tức lại, tốt nhất là làm cho bọn chúng vĩnh viễn ngậm miệng lại. Giờ phút này... Diệp Cấm đã thể hiện ra bản sắc của đế vương. Sau khi biết chuyện thì hắn không tỏ ra phẫn nộ hay kêu gào báo thù như Từ Lệ, mà lấy đại cục của Diệp gia làm chính, trực tiếp tìm ra chỗ quan trọng của sự việc. Xin anh rể cứ yên tâm, em biết nên làm như thế nào rồi. Khương Tuấn liền cung kính lĩnh mệnh, hắn biết chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn không đem bí mật nói ra. Mắt thấy Khương Tuấn hiểu được ý của mình thì Diệp Cấm liền cúp điện thoại rồi gọi cho Diệp Thạch. Cha, có thể nói chuyện được không? Điện thoại được chuyển, Diệp Cấm liền mở miệng hỏi trước. Được. Cảm thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Diệp Cấm thì Diệp Thạch nhíu mày lại, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tranh Vanh đã chết. Diệp Cấm cố gắng để cho giọng nói mình tỏ ra bình tĩnh, cảm giác kia giống như người chết là một con chó chứ không phải là con của hắn. Tại sao ta lại không nghe qua chuyện này, con từ đâu mà biết được chuyện này? Đang ở Hoàng Gia Lâm Viên Diệp Thạch nghe vậy thì đồng tử hơi phóng đại, sửng sốt vài giây, sau đó lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Diệp Cấm bình tĩnh nói. Khương Tuấn nói cho con biết, Triệu Chiết hắn là muốn gặp mặt cha, cho nên hắn không gọi điện báo sốc ho. Sao lại thế này?
Lãnh mang trong mắt Diệp Thạch lóe lên. Có phải tên nghiệt chủng kia làm không? Vâng, Tranh Vanh biết được tin tức tên nghiệt chủng kia muốn đi tảo mộ cho nên cố gắng cùng Nạp Lan ra liên hệ với thế lực cảnh ngoại để giết tên tạp chủng kia, kết quả nó lại bị thế lực cảnh ngoại giết chết, nhất định là do tên nghiệt chủng kia giở trò quỷ. Sắc mặt Diệp Cấm âm lãnh, nói. Con đã để Khương Tuấn phong tỏa tin tức này rồi. Con hãy nghĩ biện pháp chứng minh tên nghiệt chủng kia cấu kết thế lực cảnh ngoại, giết chết Tranh Vanh. Diệp Thạch trầm giọng. Lúc này đây, cho dù Thiên Vương lão hạ phàm cũng không cứu được hắn. Giờ phút này, Diệp Thạch đã đem uy nghiêm của đế vương phát huy tới cực hạn. Nhưng mà, hắn không biết Nạp Lan Minh Châu cũng từng nói qua những lời giống như vậy, nhưng kết quả lại bị Bùi Đông Lai đá vào Diêm Vương Điện. Là một tổ chức thần bí của nước Cộng Hòa thì Long Nha có nhiều trụ sở bí mật ở trong quốc nội, thậm chí ở nước ngoài cũng có. Trong đại sảnh trụ sở dưới lòng đất, mười mấy thành viên Long Nha võ trang đầy đủ đang đứng ở đây, đợi mệnh lệnh của Long Vương Diệp Cô Thành. Trong một gian phòng, Diệp Cô Thành đang nghe một cuộc điện thoại. Tiểu Diệp, sáng nay tại núi Đại Hưng An khu gia cách đạt ở Đông Bắc đã xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng, có tất cả 17 người chết, trong đó có 5 là đặc công của quốc an cửu sử cùng với phó thị trưởng Giang Lăng trước đây là Diệp Tranh Vanh. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói uy nghiêm, chủ nhân của giọng nói này chính là nhân vật số 2 trong quân đội Tiêu Nguyên Thanh. Sự việc lần này liên quan đến thế lực cảnh ngoại, cực kỳ khó giải quyết, XX đã yêu cầu quân đội phối hợp điều tra việc này, đem hung thủ vây bắt quy án. Ủy ban vừa rồi đã tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp, hội nghị đã đồng ý lời thỉnh cầu của XX, phái ra Long Nha cùng các đồng chí của Bộ An toàn cùng nhau tới ra cách đạt kỳ. Vâng thủ trưởng. Diệp Cô Thành liền trả lời, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mà chân mày thì hơi nhíu lại, chứng minh việc này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Cậu lập tức phái người căn cứ quân sự XX, các đồng chí bên Bộ An toàn sẽ đến sau, cụ thể đi bao nhiêu người thì bản thân cậu hãy an bài. Tiêu Nguyên Thanh lại làm ra chỉ thị. Sau khi cậu đến ra cách đạt kỳ thì các đồng chí cảnh sát, bộ đội cũng những đồng chí trong Bộ An toàn sẽ đến sau, các cậu sẽ phối hợp với bọn họ để hành động. Vâng, thủ trưởng. Diệp Cô Thành lại lĩnh mệnh, theo sau chân mày hắn nhíu lại, hỏi. Thủ trưởng, xin cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, chân tướng của sự việc này là. Dựa vào tin tình báo của Bộ An toàn thì Bùi Đông Lai liên hệ với thế lực cảnh ngoại, lẻn vào trong nước giết chết Diệp Tranh Vanh cùng với 5 đồng chí trong Bộ An toàn. Tiêu Nguyên Thanh liền nói ra những lời mà hắn nghe XXX bên kia truyền đến, nhưng mà trong lòng hắn tuyệt không tin. Ở hắn xem ra. Bùi Đông Lai lấy trí tuệ và năng lực trong vụ án ở Giang Lăng thì sẽ không phạm phải sai lầm như thế này, để cho Diệp gia dễ dàng nắm lấy nhược điểm. Tiêu Nguyên Thanh không tin, Long Vương Diệp Cô Thành có thể tin sao? Thủ trưởng, Thiếu tướng Diệp Cô Thành muốn tự mình dẫn đội điều tra việc này. Đột nhiên Diệp Cấm mở miệng, chủ động xin đi giết giặc. Ân, nghe Diệp Cô Thành tự mình muốn đi thì trong lòng Tiêu Nguyên Thanh không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ Diệp Thạch phái Tiểu Diệp đi sao? Hay là Diệp Cô Thành biết lần này Bùi Đông Lai đã không còn con đường sống cho nên muốn tính toán làm chút gì đó? Hai suy nghĩ này đồng thời cùng xuất hiện trong đầu của Tiêu Nguyên Thanh. Không có đáp án. Bất quá. Tiêu Nguyên Thanh hiểu được Diệp gia đã đem chậu phân này đổ lên đầu Bùi Đông Lai. Cho dù Bùi Đông Lai không phải là thủ phạm thì dưới tình này thì Diệp Cô Thành vô luận vì nguyên nhân nào mà muốn đi thì Bùi Đông Lai cũng đều phải nhận lấy bi kịch. Được. Trong lòng hiểu được điểm này, Tiêu Nguyên Thanh hơi trầm ngâm một chút, liền đồng ý yêu cầu của Diệp Cô Thành, bởi vì hắn thấy được lấy tính khí của Diệp Cô Thành thì loại khả năng thứ hai sẽ lớn hơn, như vậy coi như hắn cũng có thể giúp đỡ Bùi Đông Lai một lần cuối cùng. Sau khi cúp điện thoại thì Tiêu Nguyên Thanh nhớ đến chuyện gia gia của Bùi Đông Lai cứu mạng của Tiêu gia lão thái gia thì nhịn không được mà thở dài. Cha, lúc này đây Diệp gia đã hoàn toàn nổi giận, không tiếc hết thảy mọi thứ để lấy mạng Bùi Đông Lai. Vì đại cục cùng vì lợi ích của Tiêu gia mà con không có khả năng giúp gì cho hắn, chỉ có thể giúp được một bước này, hy vọng cha ở dưới cửu tuyển chớ có trách con. Nói xong, vẻ mặt của hắn hoàn toàn khôi phục lại bình thường, biến thành nhân vật số 2 thiết huyết, cơ trí trong quân đội. Cùng lúc đó, từng tiếng còi xe cảnh sát vang khắp Đông Hải, từng chiếc xe cảnh sát dừng lại ở tập đoàn Đông Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng à, tại sao lại nhiều xe cảnh sát như thế? Đoàn xe đã khiến cho người đi đường chú ý,
bọn hắn nghị luận sôi nổi nhưng căn bản lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ tập đoàn thật sự đã xảy ra chuyện? So ra mà nói thì những nhân viên trong tập đoàn Đông Hải, thấy được nhiều xe cảnh sát như vậy thì không nhịn được mà thầm hỏi bản thân. Sau đó, không đợi bọn họ nghĩ ra cái gì thì Từ Lệ từ trong một chiếc xe đi ra, bên cạnh nàng chính là nhân vật số 2 của Đông Hải, cùng với những người phụ trách những ngành khác. Liễu Tổng, nhân viên kiểm tra đi rồi mà còn quay lại, mà còn có rất nhiều cảnh sát ở dưới kia. Trên tầng cao nhất của tập đoàn, thư ký của Liễu Nguyệt đẩy cửa phòng vào, hốt ha hốt hoảng nói. Biết rồi. Vẻ mặt Liễu Nguyệt tỏ ra bình thản nói. Cô đi ra ngoài đi. Vâng, Liễu Tổng. Thư ký nghe vậy thì không nói gì thêm mà cung kính đi ra ngoài. 10 phút sau, đám người Từ Lệ đã đi vào văn phòng của Liễu Nguyệt. Liễu tiểu thư, dựa vào kết quả mà chúng tôi kiểm tra được thì tập đoàn Đông Hải đã có những hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế. Nhân vật số 1 của cục JCI Đông Hải đi lên, xuất ra một phong thư yêu cầu niêm phong, trầm giọng nói. Sau khi tổ kiểm tra báo lại tình huống cho chúng tôi, trải qua một cuộc hội nghị thì chúng tôi quyết định niêm phong tập đoàn Đông Hải cùng toàn bộ tài khoản ngân hàng của tập đoàn Đông Hải, đây là thư yêu cầu niêm phong. Liễu Nguyệt không có nhìn vào nhân vật số 1 của cục JCI Đông Hải mà là đem ánh mắt nhìn về phía Từ Lệ, thì thấy được lúc này Từ Lệ giống như là lệ quỷ vậy, hai mắt nàng đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Liễu Nguyệt. Liễu tiểu thư, ngoài ra, chúng tôi hoài nghi toàn bộ thành viên của ban giám đốc tập đoàn Đông Hải phạm tội trái pháp luật, yêu cầu để chúng tôi điều tra, xin cô hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Sau khi nhân vật số 1 của cục JCI Đông Hải nói xong thì nhân vật số 1 của cục cảnh sát Đông Hải bước lên nói. Liễu Nguyệt khẽ mỉm cười. Tôi đi với các vị. Ân. Thấy được nụ cười trên mặt Liễu Nguyệt thì mọi người lại ngẩn ra, hiển nhiên là bọn hắn không rõ, tập đoàn Đông Hải đã tới nước này rồi mà Liễu Nguyệt lại có thể cười tươi như vậy. Rất nhanh, Liễu Nguyệt đã bị cảnh sát mang đi, còn tổng bộ của tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong. Cùng một thời gian Ngô Sinh, Uông Chu, Lôi Đại Bằng cùng toàn bộ thành viên ban giám đốc của tập đoàn Đông Hải đều bị cảnh sát mang đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thì chuyện này cùng với chuyện những thành viên trung tâm của Thôi Gia SQ đã trở thành chuyện bàn tán trên khắp toàn cầu. Chấm. Cùng lúc đó, trong một con thuyền chở hàng ở vùng hải vực SQ. Sau khi tàu hàng cập bờ thì đám người Quý Hồng, cô độc Phong Ảnh cùng Jason đã thay đổi cách ăn mặc, trở thành một đám người thương nhân từ trên tàu đi xuống. Đến nơi này thì chúng ta đã an toàn, chậm nhất là ngày mai chúng ta liền có thể rời đi. Sau khi xuống thuyền thì Jason nhìn vào cô độc Phong Ảnh, trong giọng nói không còn tỏ ra lạnh lùng như lúc trước, mà là mang theo vài phần kính sợ không thể che giấu. Kính sợ, là bởi vì hắn biết được cô độc Phong Ảnh trong thời gian 10 phút đã thẳng tay chém giết cả đại bản doanh Thôi ra. Hơn nữa là dùng tay không. Nghe Jason nói như thế thì cô độc Phong Ảnh chỉ gật đầu. Không mở miệng nói gì cả. Đã làm phiền ngài rồi, Jason giáo quan. Lúc này, thấy cô độc Phong Ảnh không nói lời nào thì Quý Hồng bước lên xin lỗi, dùng tiếng Anh để nói chuyện. Sư phụ của tôi tính tình như vậy, không thích giao tiếp với người khác nên hy vọng Jason giáo quan không cần để ở trong lòng. Không sao. Jason nở ra nụ cười, nói. Quý tiểu thư, võ học Trung Quốc thật sự là rất thần kỳ. Sau này có cơ hội thì tôi nhất định phải học tập mới được. Jason giáo quan, đệ tử kiệt xuất Bùi Đông Lai của ngài hiện giờ đã là một cao thủ võ học, sau này ngài có thể học tập cùng hắn. Quý Hồng trừng mắt, cười nói. Ách, Jason bất đắc dĩ mà liếc mắt, nói sang chuyện khác. Chuyện bên SQ này đã xong, bên Trung Quốc Diêm La đã giải quyết xong mọi chuyện chưa? Reng, reng. Đột nhiên. Không đợi Quý Hồng mở miệng trả lời thì điện thoại vệ tinh của nàng vang lên. Điện thoại được chuyển, một thành viên của Phong Diệp trong quốc nội liền nói. Lão bản, nửa giờ trước thì toàn bộ tập đoàn Đông Hải ở quốc nội đã bị niêm phong. Liễu Nguyệt, Lôi Đại Bằng, Ngô Sinh cùng Uông Chu đều bị cảnh sát mang đi. Ta biết rồi. Nghe được tin tức như thế thì trên mặt Quý Hồng không có lộ ra vẻ ngưng trọng, khẩn trương mà lại mơ hồ có chút hưng phấn. Đông Lai không có sao chứ? Mắt thấy Quý Hồng cúp điện thoại thì cô độc Phong Ảnh lên tiếng hỏi, đối với hắn mà nói thì hắn chỉ quan tâm đến sinh tử của Bùi Đông Lai mà thôi. Không sao, tính đến trước mặt thì mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Quý Hồng cười lắc lắc đầu, nhịn không được mà đem ánh mắt nhìn về phương xa,
vẻ mặt chờ mong nói. Diêm La Bùi ra, đi một tính 10, đợt cao trào tiếp theo cũng đã sắp được diễn ra, chỉ tiếc là ta không thể thưởng thức, thật là có chút đáng tiếc a. 10 giờ 30 phút một chiếc máy bay quân dụng cất cánh từ sân bay Yên Kinh. Trong máy bay, 12 tên thành viên Long Nha được trang bị đầy đủ vũ trang do Long Vương Diệp Cô Thành xuất lĩnh, mà người bên bộ an toàn là Khương Tuấn lại xuất lĩnh 24 đặc công, bởi vì thời gian qua gấp cho nên bọn hắn cũng không kịp thay đổi quần áo mà chỉ cầm theo vũ khí. Lúc này đây, trừ Long Vương Diệp Cô Thành ra thì những thành viên của Long Nha đều nhắm hai mắt lại, ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. So ra mà nói thì bởi vì không quen đi máy bay quân dụng cho nên đám người của Quốc An Cửu Sử tỏ ra chút không thích ứng, hơn nữa bởi vì cái chết của đám người Long Ngũ cho nên trong lòng bọn hắn có một ngọn lửa dân, bọn hắn không có nghỉ ngơi dưỡng sức như các thành viên Long Nha mà là một bộ dạng đằng đằng sát khí bộ, cảm giác kia hận không thể lập tức đi chiến đấu. Cảm nhận được sát ý cùng chiến ý phát ra từ trên người đám đặc công thì chân mày Diệp Cô Thành khẽ nhíu lại. Trước khi lên máy bay thì hắn đã biết chuyện gia tộc Thôi Gia ở SQ đã bị huyết tẩy, thông qua mạng lưới tình báo của Long Nha ở SQ thì hắn biết được những thành viên trong đại bản doanh của Thôi Gia là do bị một cao thủ võ học giết hại, mà những thành viên trung tâm ở bên ngoài thì lại chết vào trong tay của những sát thủ hoặc là lính đánh thuê. Nếu đây chỉ đơn thuần là chuyện Thôi Gia bị huyết tẩy thì Diệp Cô Thành cũng không muốn suy đoán là ai đã gây ra việc này, nhưng mà liên lạc chuyện này với chuyện xảy ra ở Gia Cách Đạt Kỳ thì Diệp Cô Thành lại suy đoán. Quả thật cách thức của hai vụ án này rất giống với cách thức ra tay của Bùi Đông Lai. Nhưng mà, suy đoán thì suy đoán, Diệp Cô Thành hiểu được trước mặt đây Bùi Đông Lai sẽ gặp khó khăn. Bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ chuyện lần này rốt cuộc là gì. Lúc âm thầm suy nghĩ mọi chuyện này thì đột nhiên Diệp Cô Thành cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn vào mình, ngẩng đầu lên thì hắn thấy rõ ràng Khương Tuấn đang mỉm cười nhìn hắn. Đối với việc này thì Diệp Cô Thành cũng khẽ gật đầu xem như là đáp lại nhưng trong lòng lại hiểu được, lần này Khương Tuấn tự mình dẫn đội đến Gia Cách Đạt Kỳ hơn phân nửa là do Diệp gia sai khiến. 30 phút sau, chiếc máy bay quân dụng đã bay tới Gia Cách Đạt Kỳ, an toàn, đáp xuống một sân bay. Sau khi máy bay dừng lại, Diệp Cô Thành xuất lĩnh thành viên Long Nha, Khương Tuấn mang theo đặc công an toàn cử sử xuống máy bay. Khương Bộ trưởng, chào ngài. Bởi vì thành viên Long Nha đều đầu đội mũ sắt, có vũ trang đầy đủ nên làm cho người ta không nhận ra ai là người đứng đầu, vì vậy nhân vật số 2 của tỉnh Đông ra hướng đám người Diệp Cô Thành ý bảo một chút, sau đó liền nhìn sang Khương Tuấn ở bên cạnh. Chào ông, Mông tỉnh trưởng. Khương Tuấn liền bước lên bắt tay với Mông tỉnh trưởng. Khương Bộ trưởng, đồng chí này là... Lúc bắt tay thì ánh mắt của Mông tỉnh trưởng lại nhìn về phía đám người Diệp Cô Thành. Thật có lỗi. Mông tỉnh trưởng, bởi vì có một số hạn chế đặc thù nên phiên hiệu của những đồng chí này không thể tiết lộ ra ngoài được. Khương Tuấn xin lỗi cười cười, sau đó đưa tay chỉ vào Diệp Cô Thành, nói. Vị này là Thiếu tướng Diệp Cô Thành, ngài ấy xuất lĩnh binh lính cùng phối hợp hành động lần này. Chào ngài, Diệp Thiếu tướng. Nghe được Khương Tuấn nói như thế thì trong lòng Mông tỉnh trưởng không có bất mãn, ngược lại hắn muốn biết Diệp Cô Thành là nhân vật phương nào mà ngay cả hắn. Thân là nhân vật số 2 của tỉnh Giang Đông cũng không có tư cách biết. Chào ông. Diệp Cô Thành theo lễ tiết thì bắt tay với Mông tỉnh trưởng, giọng nói lạnh lùng hỏi. Mông tỉnh trưởng, tình hình hiện tại ra sao rồi? Tuy rằng hành động lần này là do Khương Tuấn phụ trách nhưng mà Diệp Cô Thành nhìn ra Diệp Cô Thành là người không tầm thường cho nên nghe được câu hỏi của Diệp Cô Thành thì hắn cũng không tỏ ra bất mãn mà là trả lời một cách chi tiết. Dựa vào chứng cứ mà chúng tôi thu thập được thì vụ án giết người lần này ở Gia Cách Đạt Kỳ có liên quan đến chủ tịch tập đoàn Đông Hải là Bùi Đông Lai, hắn ta đã cấu kê với thế lực cảnh ngoại đến từ SQ, lúc vụ án được xảy ra thì Bùi Đông Lai đã dẫn người đi thăm mộ của mẹ và gia gia của hắn, cách đây vài phút thì tôi đã để người bên dưới phong tỏa hai đầu lối ra, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện Bùi Đông Lai dẫn người rời đi. Không Bộ trưởng, để tránh mục tiêu chạy trốn, tôi đề nghị lập tức hành động. Nghe xong câu trả lời của Mông tỉnh trưởng thì Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn Khương Tuấn một cái, nhìn như đề nghị nhưng mà lại càng giống là một mệnh lệnh. Mắt thấy Diệp Cô Thành đề nghị lập tức hành động, bởi vì biết được thân phận của Diệp Cô Thành trong quân đội và địa vị của Diệp Cô Thành trong Diệp gia nên Khương Tuấn không có bất cứ ý kiến nào mà là gật đầu. Được. Một màn này hoàn toàn rơi vào mắt của MMT, hắn càng khẳng định thân phận của Diệp Cô Thành không đơn giản. Sau đó,
Thành viên Long Nha cùng cùng đặc công của An Toàn Cửu Sử liền nhảy lên một chiếc xe tải quân dụng đi trước, mà đám người Diệp Cô Thành, Khương Tuấn cùng Mông Tỉnh Trưởng lại đi lên một chiếc xe cảnh sát. Một lát sau, hơn 10 chiếc xe chạy nhanh ra sân bay, chạy nhanh về phía nghĩa trang của Bùi Gia. Mộ Bùi Gia, lấy Không Minh Đại Sư đứng đầu thì những cường giả võ học Trung Quốc đã sớm chiến đấu xong, bọn họ giống như là hổ lạc vào giữa bầy dê, dễ dàng giết chết đám người tử sĩ Thôi Gia do Phác Thái cầm đầu. Bởi vì sợ thi thể đám người Phác Thái làm bẩn mộ của Bùi Gia cho nên bọn hắn đã đem thi thể của đám người Phác Thái quăng ra xa. Lúc giữa trưa, ở trong sự chờ đợi của đám người Không Minh Đại Sư thì Bùi Đông Lai đang làm một cái mộ cho Bùi Vũ Phu. Hả? Thấy được trên bia mộ không có khắc cái gì, cũng không có ảnh chụp của Bùi Vũ Phu thì đám người Không Minh Đại Sư ngẩn ra. Gia Gia cùng mẹ của tôi trên mộ cũng không có lập bia, nghe nói đây là yêu cầu của Gia Gia và mẹ trước khi chết. Thấy được vẻ kinh ngạc của mọi người thì Bùi Đông Lai giải thích. Cha tôi cũng không có nói cho tôi biết, sau khi người chết không lập bia, cho nên tôi vì người mà chuẩn bị một ngôi mộ. Đông Lai, tại sao trong mộ lại trống không? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì trưởng môn Vịnh Xuân Thái Kinh nhìn không được mà hỏi. Thái Kinh vừa thốt lên xong thì mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai, cùng đợi Bùi Đông Lai trả lời. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bùi Đông Lai nhìn vào ngôi mộ trống trơn, nhẹ giọng nói. Tuy rằng người ngoài truyền ra cái chết của cha tôi nhưng mà tôi không tin. Trước khi không thấy được hài cốt, nói chính xác ra là trước khi chứng minh được cái chết của người thì ngôi mộ này sẽ để trống không. Điều này, mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cùng không biết nên mở miệng nói cái gì. A-di-đà Phật, Bùi Thí Chủ, chuyện cha của cậu thì sau khi xuất quan ta mới nghe thấy. Ta có thể hiểu được tâm tình của cậu, nhưng người chết không có thể sống lại, có một số việc cậu nhất định cần phải chấp nhận. Không Minh Đại Sư tiến lên từng bước, hai tay hợp lại, hành lễ đối với ngôi mộ của Bùi Vũ Phu, sau đó lại nói. Bùi Thú Chủ, hôm nay ta từ Tung Sơn Thiếu Lâm đến đây, một là vì muốn ngăn cản đám người ngoại tộc kia, hai là muốn siêu độ cho cha của cậu, không biết ý của cậu như thế nào. Giờ phút này... Không Minh Đại Sư đưa ra yêu cầu như vậy thì làm hắn khó xử. Giống như lời nói lúc nãy của hắn, từ sâu trong lòng hắn thì hắn không tin Bùi Vũ Phu đã chết cho nên hắn cũng không muốn Không Minh Đại Sư siêu độ cho Bùi Vũ Phu. Nhưng mà nếu như hắn không để cho Không Minh Đại Sư tiến hành siêu độ, thì đám người Không Minh Đại Sư hơn phân nửa sẽ nhận ra hắn tụ tập nhiều cường giả đến đây. Lập bia làm giả, mượn dao giết người mới là sự thật. Đông Lai, chúng ta có thể lý giải tâm tình của cậu. Nhưng mà đúng như lời của Không Minh Đại Sư, người chết không thể sống lại. Lúc Bùi Đông Lai trầm mặc thì Dương Thiện bước lên trước, vỗ vỗ vào bả vai Bùi Đông Lai, lời nói thấm thía, nói. Hơn nữa đây cũng là do Không Minh Đại Sư tự mình ra mặt siêu độ, cậu cũng đừng nên quá cố chấp. Ô, lúc này đây, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, từ phương xa đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Bá, ngay sau đó. Mọi người không hẹn mà đều đưa mắt nhìn về phía quốc lộ. Có nhiều quân xa, xe cảnh sát đang chạy đến nơi này. Rất nhanh, Dương Thiện liền mở miệng nhắc nhở. Nghe được Dương Thiện nói thế thì Thái Kinh nhíu mày. Lần này quân nhân và cảnh sát xuất động chẳng lẽ là vì đám người SQ này, chỉ sợ là sẽ có chút phiền toái. Lần này chúng ta giết chính là những tên ngoại tộc xâm phạm vào Trung Quốc chúng ta, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, tại sao lại nói là phiền toái. Trưởng môn của phái Côn Thành mở miệng. Tu Đại Sư nói đúng. Nghe được trưởng môn phái Côn Thành nói thế thì mọi người đều cho rằng có lý. Bùi Đông Lai không cho là như vậy. Rốt cuộc đã tới. Nhìn từng chiếc xe ở phương xa đang chạy tới thì Bùi Đông Lai liền yên lòng. Mọi sự đã chuẩn bị, gió đông nổi lên. Diệp Gia bị hắn kéo vào ván cờ. Báo cáo Long Vương, phía trước đã phát hiện được thi thể và những chiếc ô tô vứt bỏ. Hẳn là hiện trường giao chiến của song phương. Khi đoàn xe cách mộ của Bùi Gia một đoạn không xa, thì một thành viên của Long Nha thông qua ống nhòm quân sự thấy được cảnh tượng ở trước mắt thì liền báo lại cho Diệp Cô Thành. Kêu lái xe dừng xe. Nghe được lời hội báo của thủ hạ thì Diệp Cô Thành liền quyết định, sau đó nói với Mông Tỉnh Trưởng. Mông Tỉnh Trưởng, người của tôi đã phát hiện được phía trước có thi thể, hẳn nơi này là nơi giao chiến của song phương, kêu người của ông dừng xe lại. Chúng ta đi xuống xem một chút. Được. Mắt thấy Khương Tuấn không có ý kiến gì thì Mông Tỉnh Trưởng liền đồng ý,
két. Khi xe dừng lại, 12 thành viên Long Nha liền nhảy xuống trước, mà mấy tên đặc công cũng không cam lòng chịu rớt lại phía sau, vội vàng nhảy theo sau. Sau khi xuống xe thì bọn hắn thấy được máu tươi đã nhuộm đỏ trên con đường cái ở trước mặt, những bộ phận trong cơ thể đều rải rác khắp nơi, căn bản không biết được người chết là người phương nào. Là Long Bát. Đột nhiên một gã đặc công ngồi xuống nhặt được một cái thẻ công tác ở dưới đất lên rồi lập tức phát ra một tiếng kêu. Vương Bát Đản, tao nhất định phải làm thịt mày. Nghe đồng bạn nói như vậy, thấy được thẻ công tác của Long Bát thì một gã đặc công có quan hệ tốt với Long Bát liền nắm chặt hai tay lại, lớn tiếng quát lên. Mà những người đặc công còn lại đều vô cùng phẫn nộ, khom người xuống, cúi đầu chào đám người Long Bát. Bá! Thành viên Long Nha thấy thế thì cũng làm theo. Sau đó, Diệp Cô Thành, Khương Tuấn cùng Mông tỉnh trưởng xuống xe, đi tới bên cạnh thành viên Long Nha và đặc công an toàn cửu sử. Khương Bộ trưởng, là đám người Long Bát. Một gã đặc công hai mắt của hắn đỏ lên nói với Khương Tuấn. Nghe được lời nói của tên đặc công, nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh trước mắt thì sắc mặt của Khương Tuấn cùng Mông tỉnh trưởng tỏ ra khó coi, chau mày, mà Diệp Cô Thành vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bọn hắn ở nơi này. Đột nhiên, một gã đặc công thông qua ống nhòm quân sự, thấy được cách đây 2 km có một đám người thì đỏ mắt lên, tràn đầy sát ý nói. Bá! Sau đó, mọi người đều đem mắt nhìn về phía đó, trong đó Khương Tuấn cùng Mông tỉnh trưởng thì lấy ống nhòm quân sự nhìn, mà Diệp Cô Thành thì ngưng mắt lại nhìn vào. Hả? Ngay sau đó, Diệp Cô Thành thấy được đám người Không Minh Đại Sư thì đồng tử liền hơi phóng to ra. Mông tỉnh trưởng, để người của ông ở lại xử lý hiện trường, những người khác theo tôi và Diệp Thiếu Tướng hành động, chúng ta phải bắt đám gia hỏa kia. Thông qua ống nhòm, thấy được đám người ở cách đó không xa thì Khương Tuấn liền làm ra chỉ thị. Nếu như đối phương dám phản kháng thì liền bắn chết ngay tại chỗ. Lời nói của Khương Tuấn đã kéo Diệp Cô Thành trở lại với hiện thật, hắn muốn nói cái gì nhưng mà thấy được vẻ mặt đằng đằng sát khí của những tên đặc công bên cạnh thì đành thôi. Sau đó, hơn 10 tên cảnh sát từ trong xe đi ra, dựa vào chỉ thị của Mông tỉnh trưởng mà ở lại dọn dẹp hiện trường, mà những người khác thì trực tiếp đi về phía mộ Bùi Gia. Khi đoàn xe chạy đến một đoạn đường cái phía trước mộ của Bùi Gia thì liền dừng lại, toàn bộ thành viên Long Nha, đặc công, vũ cảnh, đặc công đại đội, hình cảnh liền nhảy xuống, trên người đều cầm lấy vũ khí. Diệp Thiếu Tướng, vì đề phòng mục tiêu chạy trốn cho nên để cho người của ngài đứng ở một điểm cao, phụ trách đánh lên. Khương Tuấn trưng cầu ý kiến Diệp Cô Thành. Được. Diệp Cô Thành nghĩ một chút rồi đáp ứng, sau đó nói với một thành viên của Long Nha. Tay súng bắn tỉa vào chỗ, nghe chỉ huy của ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nổ súng. Vâng. Bốn tay súng bắn tỉa nghe vậy thì cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó cầm súng chạy về một đỉnh núi. Khương Bộ trưởng, cá nhân tôi cho rằng, vì muốn điều tra hoàn toàn việc này, nên sau khi tiếp cận với mục tiêu thì để cho người của ông không nên động thủ, chỉ cần uy hiếp mục tiêu, để mục tiêu không phải chống cự là được. Mắt thấy bốn tay súng bắn tỉa rời đi thì mặt Diệp Cô Thành không chút tay đổi nói với Khương Tuấn. Được. Trước khi đến đây thì Khương Tuấn đã nhận được chỉ thị của Diệp gia, cần phải bắt sống Bùi Đông Lai, vạn bất đắc dĩ mới giết hắn. Lúc này nghe lời đề nghị của Diệp Cô Thành thì hắn cũng gật đầu, sau đó nói với mấy tên đặc công bên cạnh. Hành động lần này, các cậu đều phải nghe theo lời chỉ huy của Diệp Thiếu Tướng, hiểu chưa? Hiểu rõ. Đám người đặc công liền đồng thanh lên tiếng. Diệp Thiếu Tướng, kế tiếp sẽ do ngài chỉ huy. Khương Tuấn liền đem quyền chỉ huy giao cho Diệp Cô Thành, mặc dù lần này hắn là người phụ trách chịu trách nhiệm hành động lần này nhưng mà hắn là người thuộc loại quan văn, làm sao có thể tự mình chỉ huy hành động này. Long Nha là đội 1, An Toàn Cửu Sử là đội 2. Các đồng chí vũ cảnh là đội 3, các đồng chí cảnh sát là đội 4. Diệp Cô Thành làm ra mệnh lệnh. Chúng ta sẽ tiến hành đột kích vòng tròn, sẽ tiến hành bao vây lấy mục tiêu, bức bách mục tiêu đầu hàng. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của tôi thì không cho phép người nào nổ súng. Nói xong, ánh mắt của Diệp Cô Thành giống như lưỡi dao liếc quanh mọi người, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, hành động. Diệp Cô Thành vung tay lên, tuyên bố bắt đầu hành động. 8 gã thành viên Long Nha liền dẫn đầu lao ra, đặc công theo sát ở phía sau, vũ cảnh cùng cảnh sát thì tốc độ chậm hơn một chút. Ngoài ra, Diệp Cô Thành liền dẫn đầu đi trước đội ngũ, tốc độ vượt xa mọi người. Hả? Rất nhanh,
Diệp Cô Thành phát hiện được thi thể của tử sĩ Thôi ra hai bên đường thì cước bộ hơi dừng lại, trong lòng đoán được cái gì, sau đó, hắn liền bắn ra ngay tại chỗ, lướt về phía đám người Bùi Đông Lai. Trước mộ Bùi gia, Bùi Đông Lai cùng đám cường giả Không Minh Đại Sư đang đứng ở phía trước, mà Tần Đông Tuyết cùng HTN lại quỳ trước mộ mẹ Bùi Đông Lai, đang xem tình thế phát triển. Thật không nghĩ tới Long Vương sẽ đến. Một lát sau khi Diệp Cô Thành còn cách đám người Bùi Đông Lai 10 mét thì dừng lại, Dương Thiện nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thành, mở miệng nói trước, trong giọng nói lộ vẻ châm chọc. Dương Thiện vừa nói xong thì một gia chủ thế gia võ học có quan hệ tốt với Bùi Đông Lai liền mở miệng, giọng nói trào phúng. Dường như Long Vương tới hơi trễ a. Đúng vậy, theo lý nào mà nói thì đám người ngoại tộc này chạy đến nước ta Dương Oai, Long Vương người đảm nhận chức vụ trong quân đội hẳn là người thứ nhất ra tay ngăn cản mới đúng, tại sao lại để cho đám người chúng ta ra mặt a? Theo ta thấy, Long Vương căn bản không phải đến đây để đối phó với đám người ngoại tộc, mà là đến bắt chúng ta. Trong lúc nhất thời, những lời nói châm chọc liền vang lên bốn phía, ánh mắt của đại đa số mọi người nhìn về phía Diệp Cô Thành đều mang theo vài phần không tốt. Không Minh Đại Sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không để ý đến những lời chào phúng của mọi người, Diệp Cô Thành hướng về Không Minh Đại Sư hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng mà lại mang theo vài phần tôn trọng. A-di-đà Phật, Long Vương, ta nhận được thông chi của Bùi Thí Chủ. Bùi Thí Chủ vì muốn lập mộ cho Bùi Vũ Phu nên đã mời bọn ta đến nơi này, kết quả lại phát hiện đám người ngoại tộc tự tiện xông đến nơi này, giết người của tộc ta, hơn nữa còn muốn giết Bùi Thí Chủ, ngăn không cho Bùi Thí Chủ lập bia cho Bùi Vũ Phu, hơn nữa lại muốn đào bới phần mộ của Bùi gia. Hai tay Không Minh Đại Sư tạo thành chữ thập, tiến lên từng bước, nói. Những thí chủ ở đây thấy đám người ngoại tộc khinh người quá đáng nên đã ra tay, nói vậy thì Long Vương đã thấy thi thể của bọn hắn. Không Minh Đại Sư nói là năm tên đặc công chết ở trong tay đám người nước ngoài kia sao? Trong lòng Diệp Cô Thành tỉnh ngộ, lại hỏi, cố gắng xác định, đồng thời không nhịn được mà nhìn Bùi Đông Lai một cái. Diệp Cô Thành, ông có ý gì? Nghe được Diệp Cô Thành nói như thế thì Dương Thiện có chút không vui, nói. Chẳng lẽ ông cho rằng chúng ta giết chết đám đặc công đó sao? Nghe được Dương Thiện nói như thế thì Diệp Cô Thành không nói cái gì nữa. Hắn biết mọi người ở đây sẽ không lừa hắn đồng thời hắn âm thầm tự hỏi điểm quan trọng ở trong đó. Diệp thiếu tướng, mục tiêu đã đầu hàng chưa? Ngay tại lúc Diệp Cô Thành đang trầm tư thì trong bộ đàm truyền ra lời nói của Khương Tuấn. Khương Tuấn, dựa vào cuộc nói chuyện của tôi với bọn hắn thì sự tình đích thật là khác xa với tin tình báo mà ông lấy được. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Cô Thành vang lên. Năm tên đặc công kia là chết ở trong tay của đám người SQ. Bất quá đám người SQ kia là muốn giết Bùi Đông Lai. Diệp thiếu tướng, đây chỉ là lời nói một phía từ Bùi Đông Lai. Chân mày Khương Tuấn nhíu lại, trả lời. Các ông trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, để ta tiếp tục nói chuyện với bọn hắn. Diệp Cô Thành nói xong thì liếc nhìn Bùi Đông Lai một cảm, hắn cảm thấy chỉ có cùng Bùi Đông Lai nói chuyện với nhau thì hắn mới biết được toàn bộ chân tướng chuyện này. Hả? Bên ngoài 500 mét. Khương Tuấn nghe được Diệp Cô Thành nói lời này thì không khỏi ngẩn ra, đồng thời bên tai quanh quẩn lời nói dặn dò của Diệp Cấm trước khi hắn đến đây. Diệp Cô Thành vô cùng có cảm tình với đứa nghiệt chủng kia, lần này hắn chủ động xin đi giết giặc hơn phân nửa là một thả cho tên nghiệt chủng kia một con đường sống. Nếu như hắn làm như vậy thì ông nhất định phải lấy thân phận người phụ trách hành động lần này ngăn cản hắn, cần phải đem tên nghiệt chủng kia áp giải về Yên Kinh. Bên tai vang lên những lời dặn dò của Diệp Cấm. Nhìn thấy đám người Bùi Đông Lai thì Khương Tuấn trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Mông Tỉnh Trưởng, nói. Mông Tỉnh Trưởng, tôi tính toán tiến về phía trước, để cho thủ hạ của ông cùng đặc công đi với tôi. Vâng, tuy rằng Mông Tỉnh Trưởng không biết vì sao Khương Tuấn lại muốn đi lên nhưng mà hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Diệp Cô Thành, chẳng lẽ ông muốn bắt chúng ta sao? Sau đó, đột nhiên Dương Thiện thấy Khương Tuấn xuất lĩnh đặc công được trang bị võ trang đầy đủ đi đến gần thì sắc mặt lập tức phát lạnh, những người khác cũng tỏ ra như vậy. Diệp Cô Thành nghe vậy, xoay người nhìn thoáng qua, chân mày nhíu lại, hắn liền dùng bộ đàm gọi cho Khương Tuấn nhưng lại phát hiện không thể liên lạc được. Phát hiện này làm cho đồng tử Diệp Cô Thành hơi co rút lại, sau đó hắn xoay người nói. Không Minh Đại Sư, các vị yên tâm, chuyện này ta sẽ cho mọi người một công đạo. Nói xong, Diệp Cô Thành xoay người, đi về phía đám người Khương Tuấn đang đi lên.
Khương Bộ trưởng, là ai tự tiện thay đổi hành động của ta? Một lát sau, Diệp Cô Thành gặp mặt Khương Tuấn, lạnh giọng hỏi. Thấy được vẻ hàn ý trong giọng nói của Diệp Cô Thành thì trong lòng Khương Tuấn chấn động, nhưng nghĩ đến lời phân phó của Diệp gia thì hắn vẫn kiên trì, nói. Diệp thiếu tướng, tôi cho rằng kéo dài thêm một phút nào thì sẽ xảy ra những chuyện biến hóa, vì không để cho mục tiêu chạy trốn, chúng ta vẫn là nên ra tay trước. Cho nên ông liền mang theo người qua đây sao? Giọng nói Diệp Cô Thành trở nên lạnh lẽo hơn. Khương Tuấn nghe vậy thì trong lòng liền trầm xuống, cùng đối chọi gay gắt với Diệp Cô Thành. Diệp thiếu tướng, ta làm như vậy có vấn đề gì sao? Ông muốn tìm chết. Diệp Cô Thành phun ra bốn chữ, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Ông nói cái gì? Nghe được Diệp Cô Thành nói như thế thì Khương Tuấn giống như là nghe phải chuyện buồn cười nhất trên đời này. Bên cạnh mình là gần 100 tên đặc công tinh nhuệ, đều được trang bị vũ trang, đối phương chỉ có mấy chục người hơn nữa lại còn bị vây quanh, Diệp Cô Thành dám nói mình muốn chết sao? Trong vòng 10 mét, người của ông ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Ánh mắt Diệp Cô Thành nhìn vào Khương Tuấn giống như nhìn vào một đứa ngốc. Ách! Bên tai vang lên lời nói của Diệp Cô Thành, cảm nhận được vẻ hài hước trong mắt của Diệp Cô Thành thì Khương Tuấn cả kinh há to miệng. Diệp thiếu tướng, Bùi Đông Lai kia tuy mạnh, nhưng mà cũng không có mạnh đến thế. Lúc này người mở miệng chính là Long Nhất, hắn và người của hắn đều rất muốn tiến lên báo thù cho đám người Long Ngũ, vốn đối với hành động ngăn cản của Diệp Cô Thành thì trong lòng bọn hắn đã có chút bất mãn. Hiện giờ nghe Diệp Cô Thành nói như thế thì hắn càng bất mãn nhiều hơn, thế cho nên hắn liền bật lại Diệp Cô Thành. Thân là nhân vật đại biểu của An Toàn Cửu Sử thì cậu cũng là cao thủ ám kính đại thành, nếu như cậu là một người bình thường cầm súng ở trong tay, một tên cao thủ đạt đến cảnh giới hóa kính đại thành chiến đấu với cậu thì kết cục là gì? Diệp Cô Thành lạnh giọng hỏi. Chết! Trong lòng Long Nhất liền hiện lên đáp án này. Trong đám người kia, có thể tát một phát là chết cậu cũng không ít hơn 10 người. Diệp Cô Thành liền cao giọng, nói. Cậu nói cho Khương Bộ trưởng, nếu như cậu và người của cậu muốn đến gần bọn hắn, có phải là muốn tìm chết không? Ách, chưa trả lời. Toàn bộ đám đặc công đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng bọn hắn là thành viên của An Toàn Cửu Sử, là đặc công địa biểu cho nước Cộng Hòa. Mà Diệp Cô Thành lại nói cho bọn hắn biết. Nếu bọn hắn đến gần tới phía trước thì đám người kia tùy tay tát một cái thì bọn hắn sẽ chết ngay. Nếu những lời nói này không phải phát ra từ trong miệng của Diệp Cô Thành thì bọn hắn sẽ không tin. Nhưng mà, trên thế giới này không có nếu. Bọn hắn biết Diệp Cô Thành sẽ không ăn nói lung tung lừa bọn hắn, cũng không cần phải lừa bọn hắn. Ngoài ra, bọn hắn không thể không khuất phục, không thể không chấp nhận một sự thật. Thật ra ngay từ đầu Bùi Đông Lai không phải là không có cơ hội chạy trốn mà căn bản là không muốn chạy trốn. Vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy những tên đặc công của An Toàn Cửu Sử đều bị lời nói của Diệp Cô Thành làm cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm thì Khương Tuấn lấy lại tinh thần, ý thức được Diệp Cô Thành không phải nói chuyện giật gân, nhịn không được mở miệng hỏi. Để ta đi hỏi bọn hắn. Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn Khương Tuấn một cái thật sâu. Ta đi cùng hắn nói chuyện. Không có mệnh lệnh của ta thì bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Ách, có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ, có lẽ là ánh mắt của Diệp Cô Thành quá mức sắc bén, trong lòng Khương Tuấn một trận kinh hoàng, miệng hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Diệp Cô Thành thấy thế, không nói lời vô ích, xoay người bước đi tới đám người Bùi Đông Lai. Khương Bộ trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Cô Thành rời đi, lòng nhất nhịn không được hướng Khương Tuấn hỏi. Khương Tuấn vốn là nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Cô Thành vài giây, sau đó ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía đám người Bùi Đông Lai đứng ở xa xa, trầm ngâm một phen, nói. Cứ làm theo lời của Diệp thiếu tướng, tạm thời không nên động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Các cậu hãy vào vị trí, tiếp tục vây quanh bọn hắn, bất kể như thế nào thì cũng không để đám gia hỏa kia trốn thoát. Dạ. Long Nhất liền lên tiếng lĩnh mệnh, sau đó tản đi, ở bọn hắn xem ra. Tuy rằng bọn hắn không phải là đối thủ cân chiến của đám người kia, nhưng mà có thể ở khoảng cách xa dùng súng đối phó với đám người kia. Diệp Cô Thành, tại sao đám thủ hạ của ông lại cứ muốn khăng khăng tìm bọn ta gây phiền phức thế? Mắt thấy Diệp Cô Thành quay lại mà đám người vây quanh không chịu rời đi thì Dương Thiện cau mày nói. Nghe được Dương Thiện nói như thế thì toàn bộ những vị cường giả khác đều nhíu mày. Nhíu mày,
không có nghĩa là bọn hắn sợ đám đặc công kia, ngược lại nếu như bọn hắn muốn rời đi thì những người đó không có khả năng ngăn cản bọn họ. Nhíu mày, chẳng qua là bởi vì bọn hắn không muốn động thủ với những người kia mà thôi. Đám người bên ngoài chỉ có 8 người là thủ hạ của ta, mặc khác đều là người của những ngành khác, bất quá chư vị vì bảo vệ quốc gia ra tay chém giết đám ngoại tộc nước ngoài kia, mặc kệ là người của ta hay là người của những ngành khác, đều không có khả năng tìm các vị để gây phiền phức. Diệp Cô Thành chủ động mở miệng giải thích. Vậy tại sao bọn hắn còn chưa đi? Dương Thiện nói lên nghi ngờ. Sắc mặt Diệp Cô Thành tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Ta cùng bọn họ đều hướng về phía hắn mà tới. Đông Lai sao? Lời nói của Diệp Cô Thành vừa thốt ra thì mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc Bùi Đông Lai làm gì mà để cho nhiều tên đặc công như thế đuổi bắt, thậm chí còn làm cho đích thân Diệp Cô Thành ra mặt. Đông Lai, chúng ta nói chuyện. Diệp Cô Thành không có tiếp tục hướng đám người không minh đại sư giải thích cái gì, mà là lại hướng Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói tuy rằng lạnh lùng nhưng mà lại càng giống với thương lượng hơn. Được. Đối mặt với yêu cầu của Diệp Cô Thành thì Bùi Đông Lai liền gật đầu đáp ứng, sau đó cúi người chào đám người không minh đại sư. Cảm tạ những việc làm ngày hôm nay của chư vị đối với Đông Lai và gia phụ. Đông Lai, tuy rằng Thúc Thúc không biết cậu làm cái gì. Nhưng là Thúc Thúc tin tưởng cậu sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý, cho nên cho dù bọn hắn muốn mang cậu đi thì ta là người thứ nhất không đồng ý. Mắt thấy Bùi Đông Lai cúi người chào, Dương Thiện lập tức tỏ rõ thái độ. Ta cũng như vậy. Chấm. Dương Thiện mới mở miệng thì những người có quan hệ cá nhân tốt với Bùi Vũ Phu liền mở miệng, mà một số người thì lại tỏ ra do dự. Một mặt, bọn hắn tôn trọng Bùi Vũ Phu, không muốn thấy Bùi Đông Lai gặp chuyện gì, một mặt thì bọn hắn một lòng hướng về võ đạo, rời xa thế tục, bọn hắn không muốn cuốn vào tranh chấp trong thế tục. Bùi thí chủ, nếu như tiện thì mời thí chủ hãy nói ra cho chúng ta biết. Chỉ cần thí chủ không làm sai việc gì thì chúng tôi sẽ mặt giúp thí chủ. Ngắn ngủi do dự đi qua, không minh đại sư làm ra quyết định. Chúng ta cũng vậy. Nghe được không minh đại sư nói như vậy thì những người do dự khác đều tỏ ra thái độ. Cảm ơn ý tốt của chư vị. Bên tai vang lên lời nói của mọi người, mặc dù Bùi Đông Lai biết rõ bọn hắn vì nể mặt Bùi Vũ Phu mới ra mặt giúp hắn nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp, lại cúi người chào, cảm ơn. Tôi không sao, chỉ là có chút hiểu lầm đối với bọn hắn, nói rõ ra thì tốt thôi. Hả? Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho trong lòng Diệp Cô Thành vừa động, sau đó hắn nhìn vẻ mặt Bùi Đông Lai dường như không lo lắng chuyện phát sinh kế tiếp thì trong lòng lại đoán được cái gì đó. Đám người không minh đại sư nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì liền yên lòng, đều là yên lòng, không nói gì thêm nữa, hướng tới một bên đi đến, để chỗ này cho Bùi Đông Lai nói chuyện với Diệp Cô Thành. Đợi đám người không minh đại sư rời đi thì Diệp Cô Thành cũng không vội vã nói chuyện với Bùi Đông Lai, mà là bứa lên vài bước, vốn là đi đến trước mộ gia gia của Bùi Đông Lai, cúi đầu, dâng hương. Sau đó, hắn lại đi đến mộ của mẹ Bùi Đông Lai, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lại hiện lên một tia dao động. Vãn Tình, anh đến thăm em đây, em ở dưới có khỏe không? Nhìn chằm chằm một hồi, Diệp Cô Thành mở miệng nói, giọng nói hơi khàn khàn. Hô! Nói xong, Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, tiến lên dâng hương cho Diệp Vãn Tính. Làm xong mọi việc, hắn nhìn qua một cái huyệt được đào ở bên cạnh, ánh mắt hơi lộ phức tạp, lại là không có tiến lên thắp hương, tế điện. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì, đợi cho Diệp Cô Thành đi về phía hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Cô Thành đi đến trước người Bùi Đông Lai, hành văn gãy gọn hỏi. Bùi Đông Lai dừng ở khuôn mặt của Diệp Cô Thành, đúng mức nói. Trong lòng ngài hắn là đoán được. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ gọi mình là ngài. Diệp Cô Thành hơi động dung, sau đó trầm ngâm một chút rồi nói. Dựa theo phân tích của ta, Tranh Vanh cùng Nạp Lan gia liên hợp thôi ra SQ tính kế cậu, cố gắng muốn mượn cơ hội cậu đến tảo mộ để xử lý cậu. Mà ngay từ đầu thì cậu đã đoán được điểm này, cho nên lấy thế lôi đình huyết tẩy thôi ra. Hơn nữa mượn dùng đám người không minh đại sư để thủ tiêu tử sĩ của Thôi gia, ngoài ra 5 tên đặc công kia hẳn là bị tử sĩ Thôi gia giết chết. Bùi Đông Lai không có tỏ thái độ. Nhưng mà ta không rõ Tranh Vanh chết như thế nào. Diệp Cô Thành thấy Bùi Đông Lai thở ơ, lại hỏi. Tử sĩ Thôi gia giết. Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi nói.
Diệp Cô Thành nghe vậy, đồng tử hơi hơi phóng đại, theo sau lâm vào trầm tư. Bùi Đông Lai thấy thế, nhìn Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na liếc mắt một cái. Ý bảo hai người không cần tiếp tục quỳ nữa. Tần Đông Tuyết thấy vậy thì kéo Hạ Y Na đứng lên, sau đó biết điều đi ra chỗ khác để chỗ cho Bùi Đông Lai nói chuyện với Diệp Cô Thành. Cậu phái người huyết tẩy Thôi ra, rồi lại dùng tử sĩ của Thôi ra giết Tranh Vanh, hẳn là trong cùng một thời gian. Diệp Cô Thành lại đem ánh mắt quẳng về phía Bùi Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra vài phần quang mang khác thường. Nếu ta không đoán sai thì trước tiên cậu phái người bắt cóc thành viên trung tâm của Thôi ra, dùng cái này để bư xê bách tử sĩ Thôi ra giết chết Tranh Vanh, sau đó rồi mới huyết tẩy Thôi ra, kể quả là làm cho đám tử sĩ Thôi ra đuổi giết cậu, kết quả là bọn hắn đã giết chết 5 tên đặc công, cuối cùng bị cậu mượn dùng đám người không minh đại sư để ra tay thủ tiêu. Bùi Đông Lai trầm mặc như trước. Không thể không nói cậu đã đem chiêu mượn đao giết người này vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Thấy Bùi Đông Lai vẫn trầm mặc thì Diệp Cô Thành cũng không để ý mà nói. Ở trong chuyện này cậu không có ra tay, càng chưa nói đến phạm pháp nhưng mà cậu không nhớ một chút gì sao, 5 tên đặc công kia là người vô tội. Diệp Tranh Vanh muốn giết cậu, cậu có thể phản kích nhưng tại sao cậu lại lôi 5 tên đặc công ấy vào vở kịch của mình? Ngài cảm thấy được tôi còn có lựa chọn khác sao? Bùi Đông Lai nở ra nụ cười giễu cợt, không biết là giễu cợt Diệp Cô Thành hay tự giễu cợt bản thân hắn. Bọn hắn là do Diệp gia phái đến giám thị tôi, đối với tôi một tấc cũng không rời, thậm chí cho dù tôi đi thăm mộ thì bọn hắn cũng đi theo, ngài cảm thấy được, tôi có thể thuyết phục bọn hắn không cần giám thị tôi sao? Không có khả năng. Trong lòng Diệp Cô Thành hiện lên đáp án này. Lùi một vạn bước mà nói thì bọn họ vô tội, còn tôi thì sao? Thấy Diệp Cô Thành không nói lời nào, Bùi Đông Lai đột nhiên nở nụ cười kia làm cho người ta một loại cảm giác thê lương. Mẹ của tôi được Diệp Thạch Thu làm con nuôi, lại bởi vì gả cho cha tôi mà bị đuổi ra khỏi Diệp gia hơn nữa đến lúc chết đi thì không có tư cách nằm trong nghĩa trang của Diệp gia. Mà cha của tôi bởi vì một câu hứa với mẹ tôi, phù không để cho mẹ tôi lo lắng nên đã mang theo tôi quy ẩn, ngẩn ngơ đã gần 10 năm. Bởi vì tôi không thích những người khác ánh mắt khinh thường nhìn vào người cho nên tôi liền cố gắng mà học tập, để cho một ngày nào đó người có thể mang tôi ra khỏi núi lớn. Sau đó, bởi vì tôi thật sự thích một người con gái tên là Tần Đông Tuyết, cho nên tôi càng cố gắng, liều mạng, chỉ vì một ngày kia, tôi, Bùi Đông Lai vẫn có thể bước vào cảnh cổng của đám người tự cho là thế gia kia. Cha của tôi biết được tính khí của tôi cho nên người đã cố ý che giấu đi thân phận của mình. Yên lặng ở phía sau màn mà bảo vệ lấy tôi, xem tôi giống như một con chó điên vì muốn thượng vị mà không từ thủ đoạn gì. Chờ khi tôi bị người ta tát một cái, buộc phải quỳ xuống thì người mới ra mặt giúp tôi, sau đó lại đem tất cả những món nợ mới và cũ của Bùi ra cùng tính một lần. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là tôi có thể không cần sự trợ giúp của cha tôi, một lần nữa giải trừ nguy cơ, làm được chuyện mà bọn hắn cho rằng tôi không thể làm được. Vì thế, bị anh họ của kia của tôi, âu, không, đúng ra là vị thái tử đại danh đỉnh đỉnh Diệp đại thiếu gia kia, bởi vì cảm thấy được tôi miễn cưỡng có tư cách để hắn ra tay vì thế hắn liền ở phía sau màn bố trí một thế cục, muốn nghĩ bắt tôi cùng cha tôi lại không hiểu rằng, ngay từ đầu tôi đã biết rõ mưu kế của hắn cho nên lần đầu tiên hắn đã thua trong tay tôi. Hắn bị đánh bại nhưng mà hắn không cam lòng. Cho nên bởi vì một ít nguyên nhân mà sau khi tôi bước chân vào Yên Kinh thì hắn lại lấy thân phận Diệp đại thiếu gia của mình ra tát vào mặt tôi, mà em trai của hắn lại muốn ở trên lôi đài đánh chết tôi. Tôi không có đường lùi nên phải vung hai đấm của mình lên, dùng sức đánh trả. Tôi hung hăng vũ nhục Diệp Tranh Vanh, đánh Diệp Thiên trở thành tàn phế, kết quả là Diệp gia đã ra tay, chẳng những muốn ở khách sạn Yên Kinh hạ nhục tôi mà còn muốn sau đó giết chết tôi. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, người năm đó bọn hắn cho rằng bởi vì sợ hãi mà rời khỏi Yên Kinh đã xuất hiện dáng một bà tai vào mặt bọn hắn, để cho tôi thành công nắm lấy tay của cô gái gọi là Tần Đông Tuyết kia, quang minh chính đại đi vào cửa của Tần gia. Sự việc tính đến đây đã qua một đoạn thời gian nhưng mà Diệp Tranh Vanh lại không cam lòng a, Diệp gia cũng không cam chịu tâm a. Nhưng bởi vì cha của tôi đã hiện ra thực lực của mình nên cho dù bọn hắn không cam lòng cũng không dám làm cái gì. Thẳng về sau, cha của tôi vì muốn bảo vệ quốc gia, bảo vệ mảnh đất này mà đã một mình xuất ngoại nghênh chiến, sau khi tin tức người chết được truyền ra thì cuối cùng bọn hắn cũng tìm được cơ hội, vội vàng vung dao mổ đối phó với tôi, lại thật không ngờ Tiêu lão thay ra lại vì tôi mà ra mặt,
làm cho bọn hắn thất bại trong gang tấc. Mà hiện giờ, Tiêu gia lão thái gia đã đi rồi, bọn hắn lại vung lên dao mổ đối với tôi, bọn hắn bên ngoài thì lợi dụng cường quyền, bên trong thì âm thầm dùng thủ đoạn ám sát, muốn tôi phải chết. Mà hiện giờ, nếu như tôi không làm cái gì thì tôi đã trở thành một tên quỷ chết oan. Nói xong những lời này thì tâm tình của Bùi Đông Lai trở nên kích động, hắn nắm chặt hai tay của mình, giống như là một con sư tử hướng về Diệp Cô Thành gào to lên. Ngài nói là tôi vô tội sao? Tôi có chủ động trêu chọc đám người Diệp gia kia không? Bọn hắn dựa vào cái gì mà muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào bọn hắn là Diệp gia của nước Cộng Hòa, là Diệp gia rất nghiêu bức sao? Trầm mặc. Mắt thấy Bùi Đông Lai đem mọi oán hận trong lòng phát tiết ra ngoài thì Diệp Cô Thành không phản bác được, chỉ có trầm mặc. Mà cách đó không xa, mắt của Tần Đông Tuyết đỏ lên, tùy ý để nước mắt chảy xuống, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Y Na, mà Hạ Y Na thì sớm đã lệ rơi đầy mặt, khóc giống một đứa bé. Các nàng cảm thấy lòng mình rất đau, rất đau. Trước khi cha cậu xuất ngoại thì đã từng nói chuyện với ta, hắn có nói cho ta biết. Nếu như hắn chưa về thì để cho ta giúp hắn làm một việc. Một lát sau, Diệp Cô Thành ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đã khôi phục lại bình tĩnh của Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói. Hắn muốn ta trong lúc nguy nan nhất thì phải ra mặt bảo vệ cho cậu một mạng. Nghe được những lời này của Diệp Cô Thành thì đồng tử của Bùi Đông Lai phóng lớn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu nói đúng. Vô luận là mưu kế của cậu được vận dụng xuất thần nhập hóa như thế nào thì người của Diệp gia đã quyết tâm muốn đem chậu phân này đổ lên đầu của cậu. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì vẻ mặt Diệp Cô Thành kiên định, nói. Nhưng mà nếu ta đã đáp ứng cha của cậu thì ta sẽ ra mặt giúp cậu. Cảm ơn ngài. Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì Bùi Đông Lai liền cúi đầu một cái, nói. Cảm ơn ngài ngay từ đầu đã đối xử với mẹ tôi như một người thân. Cũng cảm ơn ngài vì lời hứa với cha của tôi mà mạo hiểm trở mặt với Diệp gia để cứu tôi. Chẳng biết tại sao, thấy hành động của Bùi Đông Lai, nhớ lại. Cầu người không bằng cầu mình, đạo lý này đúng là sau khi cha tôi và Tiêu gia lão thái gia qua đời thì tôi mới hiểu ra được. Giống như vì xác minh suy đoán của Diệp Cô Thành nên Bùi Đông Lai lại mở miệng lần nữa, ngữ khí hờ hững nhưng khi lọt vào trong tai của Diệp Cô Thành lại giống như tiếng sét nổ vang. Diệp gia muốn cho tôi chết. Không dễ như vậy đâu. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, cảm nhận khí thế bất khuất của Bùi Đông Lai thì chân mày của Diệp Cô Thành nhíu lại. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp gia đang chiếm thế thượng phong, Tiêu gia, Tần gia sẽ không vì cậu mà đi đắc tội Diệp gia, mà tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, toàn bộ lợi thế của cậu đã mất đi, mọi phản kháng của cậu là phí công. Chân mày nhíu lại thì Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, gần từng chữ. Cậu cũng đừng trông cậy vào đám người Không Minh đại sư có thể giúp cậu, tuy rằng bọn hắn vì nguyên nhân là cha cậu nên mới ra mặt giúp cậu, nhưng mà một khi ta đem chuyện nói cho bọn hắn biết thì bọn hắn sẽ làm như thế nào, nói vậy thì trong lòng cậu hiểu rõ. Tôi vừa nói qua rồi, cầu người không bằng cầu mình. Mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, nói. Tôi đã nhờ đám người Không Minh đại sư giúp một lần, sẽ không có lần thứ hai. Chẳng lẽ cậu muốn lợi dụng chuyện Diệp tranh vanh liên thủ với tử sĩ Thôi ra đối phó với cậu cùng cái chết của năm tên đặc công kia sao? Vô dụng, tạm thời không nói đến cậu chứng cứ gì chứng minh điểm này, cho cậu có thể có chứng cứ thì lấy thế lực trước mắt của Diệp gia thì nếu như Diệp gia muốn phủ nhận chuyện này thì cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Cô Thành trầm giọng nói. Ở trước mặt quyền lực tuyệt đối thì hết thảy mọi âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Không trả lời. Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành gặp thoáng qua. Không cần làm không có ý nghĩa từ chối, ta sẽ bảo đảm cho cậu còn sống. Diệp Cô Thành nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, bổ sung thêm. Hơn nữa, ta cũng cam đoan từ nay về sau ân oán giữa Diệp gia và cậu sẽ xóa bỏ. Có một số chuyện hận thù chỉ dựa vào miệng là không thể hóa giải được. Bùi Đông Lai vừa nói vừa đi về phần huyệt đạo kia. Diệp Cô Thành nghe vậy thì không nói gì thêm. Hắn muốn biết đến lúc này Bùi Đông Lai còn con bài gì chưa lật để có thể lay động Diệp gia. Nhưng mà, dù là hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai đi đến trước phần mộ gia gia hắn. Bịch, người đến, đầu gối chạm đất. Hai gối Bùi Đông Lai hung hăng đập trên mặt đất, vẻ mặt chua chát nhìn vào ngôi mộ, nói. Gia gia, nếu ngài còn sống, hoặc là nói năm đó ngài không cần khiêm tốn như thế.
không cần từ chối những lời cảm ơn của các đại nhân vật kia thì có lẽ giờ này cháu của ngài cũng sẽ không chật vật như thế này. Bịch, bịch, bịch. Nói xong, Bùi Đông Lai liên tục dập đầu 3 cái, sau đó hắn liền đến trước mộ mẹ hắn là Diệp Vãn Tình rồi quỳ xuống. Mẹ, tuy rằng từ lúc được sinh ra cho đến nay thì con chưa từng thấy qua mẹ nhưng mà trong lòng con luôn có bóng hình của mẹ, con luôn cảm kích mẹ, cảm kích công sinh ra của mẹ. Nói xong, đôi mắt của Bùi Đông Lai đỏ lên, lệ quang trong mắt lóe ra. Mẹ, tuy rằng trước kia mỗi năm con đều đến đây thăm mộ Gia Gia nhưng mà không biết được mộ của mẹ nằm ở bên cạnh, nên không có lạy, dâng hương cho mẹ, con thật xin lỗi. Nói xong, nước mắt Bùi Đông Lai chảy xuống. Mẹ, bởi vì chuyện tình năm đó của mẹ và cha nên Diệp Gia đã đuổi mẹ ra khỏi Diệp Gia, sau khi mẹ chết thì người của Diệp Gia cũng không đưa phần mộ của mẹ vào nghĩa trang Diệp Gia, hơn nữa còn nhiều lần muốn đẩy hai cha con vào chỗ chết. Bùi Đông Lai không đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà là hít sâu một hơi để cho tâm tình của mình dần dần khôi phục lại bình thường, sau đó lại nói. Diệp Gia thật khinh người quá đáng, con không biết mẹ có tình cảm với Diệp Gia hay không. Nếu có thì xin tha thứ nhi tử kế tiếp là không hiếu, nếu như không có, xin người ở thiên đường nhìn xuống, nhìn nhi tử xả cơn tức này dùng người. Bịch, bịch, bịch. Nói xong, Bùi Đông Lai lại lạy 3 cái. Làm xong chuyện này thì hắn đứng lên, đi tới trước huyệt kia, nhưng mà hắn không có quỳ xuống hay lạy gì cả. Cha, giống như lời nói lúc nãy của con, tuy rằng người bên ngoài đều nói rằng người đã chết nhưng mà trong lòng con không tin, cho nên con sẽ không lạy đâu. Hai mắt Bùi Đông Lai đỏ lên, sau đó lộ ra nụ cười ngây ngô như qua tử. Nếu người thích trốn ở phía sau màn thì cứ tiếp tục trốn đi, dù sao nhi tử cũng gánh vác được. Nói xong, Bùi Đông Lai xoay người nắm lấy tay Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na, đi về phía Diệp Cô Thành. Dường như có vẻ cảm nhận được phần bị thương ở trong lòng Bùi Đông Lai nên Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na đều nắm chặt lấy tay Bùi Đông Lai, sợ Bùi Đông Lai sẽ biến mất vậy. Tôi đi với ngài. Rất nhanh, Bùi Đông Lai nắm tay Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đi tới trước mặt Diệp Cô Thành, nhìn vào Diệp Cô Thành, gằn từng chữ. Nhưng mà nữ nhân của tôi không có quan hệ với chuyện này. Các nàng cái gì cũng không biết, tôi không hy vọng sẽ liên lụy đến các nàng. Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai mở miệng, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na cơ hồ cùng một thời gian mở miệng, dường như một đồng sinh cộng tử với Bùi Đông Lai. Ta sẽ để cho người của ta đem các nàng tới Yên Kinh một cách an toàn. Diệp Cô Thành gật đầu đáp ứng yêu cầu của Bùi Đông Lai, hắn chỉ thấy một màn sinh ly tử biệt giữa hai nàng với Bùi Đông Lai, chứ không có thấy ánh mắt Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết khẽ trao đổi với nhau. Diệp thiếu tướng, tình huống hiện tại như thế nào rồi? Phương xa, Khương Tuấn thông qua ống nhìm thì thấy được Bùi Đông Lai thành thành thật thật theo sát ở Diệp Cô Thành, nỗi sợ hãi trong lòng đã hạ xuống, hắn liền cầm lấy bộ đàm liên lạc với Diệp Cô Thành, hành văn gãy gọn hỏi. Diệp Cô Thành thản nhiên đáp lại. Hắn đồng ý đi theo chúng ta. Vẫn là Diệp thiếu tướng lợi hại. Khương Tuấn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, theo sau lại nghĩ tới điều gì, nói. Đám người vũ phu kia thì xử lý như thế nào? Mục đích đến đây của ông là muốn mang Bùi Đông Lai đem về, còn hỏi bọn hắn làm cái gì? Mặt Diệp Cô Thành không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ ông muốn để cho người của ông sống mái với bọn họ một trận sao? Không phải là ý này. Khương Tuấn có chút xấu hổ rất nhiều càng nhiều là còn lại là tức giận, bất quá lại không dám biểu hiện ra. Tôi chỉ cảm thấy được bọn hắn tham dự vào chuyện này. Cho dù là không có trái pháp luật nhưng cũng có thể đi theo chúng ta để phối hợp điều tra. Năm tên đặc công kia chết trong tay đám người SQ, bọn hắn giết đúng là đám người SQ kia, là vì dân trừ hại nên không cần điều tra. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói. Cứ làm theo lời của ta, nếu mặt trên truy cứu thì ta sẽ gánh trách nhiệm. Nếu Diệp thiếu tướng nói như vậy, vậy theo như ý của Diệp thiếu tướng mà làm vậy. Dường như đã nhận ra Diệp Cô Thành đã tức giận cho nên Khương Tuấn không dám đối chọi với Diệp Cô Thành nữa, dù sao hắn cũng biết mục đích lần này đến Đông Bắc của hắn đã được, thành công mang Bùi Đông Lai đem về, nhận được sự ca ngợi của Diệp gia. Diệp Cô Thành có thể cảm nhận được giọng nói vui sướng của Khương Tuấn nhưng mà hắn không nói gì, sau đó hay thay đổi tần số của bộ đàm, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ, nói. Mục tiêu đã bị ta chế phục, hành động chấm dứt. Lập tức rút lui. Sau khi Diệp Cô Thành ra lệnh thì tất cả thành viên Long Nha cùng đặc công đều rút lui. Sau đó,
Khi đám Diệp Cô Thành kết thúc cuộc nói chuyện với Khương Tuấn thì đám người Không Minh Đại Sư thấy Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi tới, sôi nổi đón chào. Chư vị đại sư, mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, sẽ không có việc gì, mọi người đều trở về đi. Bùi Đông Lai dừng bước lại, giọng nói mang theo vài phần cảm kích cùng áy náy, nói. Việc ngày hôm nay Đông Lai sẽ khắc ghi trong tim. Đứa nhỏ ngốc, Vũ Thần lấy việc thủ hộ Trung Quốc làm nhiệm vụ của mình, chúng ta chỉ là giết mấy tên ngoại tộc mà thôi, tính không là cái gì cả. Dương Thiện nghe vậy thì bước lên cười cười rồi vỗ vỗ bả vai Bùi Đông Lai, nói. Ngày sau nếu gặp chuyện phiền toái thì cứ gọi điện thoại cho Dương Thúc là được. Vâng. Bùi Đông Lai biết được Dương Thiện có quan hệ rất tốt với Bùi Vũ Phu, hơn nữa lại là một người trọng tình cho nên hắn cũng không nói cái gì mà gật gật đầu. Diệp Cô Thành, tuy rằng ông đã bước chân vào triều đình nhưng mà không hoàn toàn trở thành tay sai của triều đình. Lúc nãy thì ta có quá khích, có chỗ nào đắc tội thì mong ông rộng lượng bỏ qua. Sau đó, Dương Thiện tỏ ra lưu manh giải thích với Diệp Cô Thành một câu. Đối với lời giải thích của Dương Thiện thì Diệp Cô Thành cũng không có để ý đến mà là hành lễ với Không Minh Đại Sư. Không Minh Đại Sư, có duyên gặp lại. A-di-đà Phật, Long Vương, có duyên gặp lại. Hai tay Không Minh Đại Sư tạo thành chữ thập hoàn lễ. Diệp Cô Thành thấy thế, không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na rời đi. Đợi Diệp Cô Thành mang theo ba người Bùi Đông Lai đến đường cái thì đám người Khương Tuấn đã đến. Cùng nhau đi tới, ánh mắt của Bùi Đông Lai có thể thấy được mọi người đang nhìn chằm chằm về mình, trong đó hắn có thể cảm nhận được sự tức giận và sát ý ở trong ánh mắt của 24 tên đặc công kia. Đối với lần này, Bùi Đông Lai không có bất kỳ tỏ vẻ. Đám người Long Ngũ tuy rằng không phải bị hắn giết chết, cũng là bị hắn tính kế chết. Nhưng mà, giống như những lời lúc nãy hắn nói với Diệp Cô Thành, hắn cảm thấy không có áy náy, ở trong lòng hắn đám người Long Ngũ chính là đặc công. Đồng dạng chính là tay sai của Diệp gia, nếu đám người Long Ngũ muốn giúp Diệp gia bóp chết hắn thì hắn lại vì cái gì mà áy náy với đám người Long Ngũ. Hắn làm vậy chỉ là để bảo vệ bản thân. Diệp thiếu tướng, cảm ơn lần hành động này của ngài. Khương Tuấn âm thầm liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai, sau đó nói với Diệp Cô Thành. Kế tiếp, tôi sẽ để cho người của tôi áp giải hắn đến Yên Kinh, để hắn chịu sự trừng trị của pháp luật. Bên tai vang lên lời nói của Khương Tuấn, trong đó vài tên đặc công có quan hệ cá nhân tốt với Long Ngũ đều lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn đều nghe rõ ý tứ của Khương Tuấn, muốn cho Bùi Đông Lai chịu khổ trên đường trở lại Yên Kinh. Thân thủ của hắn rất cao, vì muốn phòng ngừa vạn nhất, nên do ta tự mình áp giải. Ánh mắt của Diệp Cô Thành tỏ ra thâm ý nhìn Khương Tuấn một cái, ngữ khí không thể nghi ngờ. Được rồi. Khương Tuấn nghe vậy, trầm ngâm vài giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn gật đầu. 30 giây sau, mọi người sôi nổi lên xe, Diệp Cô Thành cùng ba người Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na ngồi lên chiếc Land Rover rồi rời đi. Cha, phạm vào Trung Quốc dù xa cũng giết, những lời này đều là từ miệng của người đi ra. Xe chuyển bánh, Bùi Đông Lai quay đầu nhìn ra bên ngoài, lặng yên nắm chặt hai đấm. Những lời này, còn sẽ khắc sâu trong tâm, cũng sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Nhưng trước hết muốn đối ngoại cần phải yên nội. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong một gian phòng VIP của một hội sở ở Yên Kinh, 13 tên thành viên Hồng Kinh hội trước đây, do Đổng Văn Bân đứng đầy đã tập trung lại. Thật không ngờ kết cục lại như vậy a. Đúng a, Bùi Đông Lai còn thật sự là ngoan độc, lại có thể thật sự dám giết Diệp Tranh Vanh. Cho dù hắn không giết Diệp Tranh Vanh, Diệp gia cũng sẽ bỏ qua cho hắn, nói vậy hắn là chó cùng rứt dậu. Trước khi chết cũng đem theo một tấm đệm lưng. Dù sao, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong phòng, những tên đệ tử quyền quý này đều nói chuyện Bùi Đông Lai liên hợp với thế lực ngoại cảnh giết chết Diệp Tranh Vanh, sau đó bị đặc công vây bắt. Đồng thiếu, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau khi nghị luận xong thì một gã liền mở miệng hỏi Đồng Văn Bân. Đúng theo lời của mọi người đã nói, lần này Bùi Đông Lai chết chắc rồi. Hắn vừa chết cái gọi là Đông Hạ hội cũng sẽ biến mất. Vẻ mặt Đồng Văn Bân tỏ ra cơ trí, nói. Mặt khác, Hồng Kinh hội đúng là một tay Diệp Tranh Vanh tạo ra. Hiện giờ hắn đã chết, Hồng Kinh hội tương đương quần long vô thủ, trong đó người luôn ái mộ Diệp Tranh Vanh là Hoàng Oanh sẽ hơn phân nửa là cảm thấy bi thương đối với cái chết của Diệp Tranh Vanh, nàng sẽ không có tâm tình mà quản chuyện của Hồng Kinh hội,
mà mặt khác nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những tên phó hội trưởng khác cũng sẽ lợi dụng cơ hội lần này để nắm quyền khống chế Hồng Kinh hội trong tay. Kết quả cuối cùng Hồng Kinh hội sẽ tứ phân ngũ liệt, kể từ đó, chúng gia nhập vào Hồng Kinh hội cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đồng thiếu, ý của cậu là muốn chúng ta tự lập môn hộ. Nghe được Đồng Văn Bân nói như thế thì một người liền mở miệng hỏi. Hả? Hắn vừa thốt lên xong thì những người khác đều tỉnh ngộ. Ừ. Đồng Văn Bân cấp ra một câu trả lời thuyết phục. Chúng ta tự lập môn hộ, sáng lập ra một tổ chức mới, sau đó nhân cơ hội này mà lấy một số người bên Hồng Kinh hội cùng Đông Hạ hội. Ý kiến hay. Mắt thấy Đồng Văn Bân muốn tự lập môn hộ thì không ít người hai mắt tỏa sáng, nếu như thành lập một tổ chức mới thì bọn hắn chẳng những là thành viên trung tâm, hơn nữa còn là nguyên lão, có thể hưởng thụ những tài nguyên lớn nhất của tổ chức. Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây không phải là thảo luận chuyện của Bùi Đông Lai cùng Diệp Tranh Vanh, đây mới là mục đích. Đồng Văn Bân thấy thế, khóe miệng nở ra nụ cười đắc ý. Kế tiếp, chúng ta sẽ đặt một cái tên mới, ngày mai chính thức thành lập. Cùng lúc đó, trong một gian phòng VIP của một nhà hàng 5 sao, đám người Trang Nham cũng tề tụ một chỗ ở đây. Bùi Đông Lai cùng tập đoàn Đông Hải đã xong đời rồi. Đích thật là, lúc này Bùi Đông Lai chính là vô lực xoay chuyển trời đất, hoặc là nói sau khi cái chết của Tiêu gia lão thái gia truyền ra ngoài thì kết quả đã được chú định rồi, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại để Diệp Tranh Vanh chôn cùng. Đúng a, Diệp Tranh Vanh cũng thật xui xẻo, không hảo hảo ở lại Yên Kinh. Tự dưng chạy đến Đông Bắc, đây không phải là để cho Bùi Đông Lai có cơ hội chút giận sao? May mắn lúc đó chúng ta quyết đoán, liền lập tức cắt đứt mọi quan hệ với tập đoàn Đông Hải, nếu không bây giờ chúng ta cũng sẽ không có tâm tình mà ngồi đây nói chuyện. Các người thật sự đều cảm thấy Bùi Đông Lai xong đời rồi sao? Bên tai vang lên lời nói của năm vị đại lão kia thì Trang Nham cảm giác được có chỗ khác lạ. Hả? Nghe được Trang Nham nói như thế thì năm vị đại lão kia tỏ ra quái dị nhìn vào Trang Nham. Lấy cục diện bây giờ, Bùi Đông Lai đích thật là hoàn toàn rơi vào vực sâu, vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng tôi cảm nhận rằng hắn không thể rơi xuống nhanh như vậy được. Trang Nham thấy năm vị đại lão kia nhìn mình thì nói ra điều mà hắn nghĩ ở trong lòng. Lão Trang, ông nghĩ cái gì a? Một gã đại lão hỏi. Đúng a, chuyện cho tới bây giờ. Bùi Đông Lai còn có thể có biện pháp nào tự bảo vệ mình? Mặt khác một gã đại lão phụ họa, nói. Ông chớ quên, hắn đã cấu kết thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh, chỉ riêng một chuyện này thôi cũng đủ để hắn ăn 10 phát súng rồi. Đúng vậy. Mấy người còn lại đều là phụ họa gật đầu. Đích thật là như vậy, có thể là các ông không có nghĩ tới chính là trong vụ án ở Giang Lăng thì mọi người bên ngoài đều nghĩ rằng Bùi Đông Lai khó có thể xoay chuyển thế cục nhưng không phải là cuối cùng hắn đã chuyển bại thành thắng đó sao? Trang Nham nói xong, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh hắn gặp Bùi Đông Lai ở khách sạn Đông Duyệt, trong lòng vừa động, lập tức biết là lạ ở chỗ nào. Còn nữa, các ông chớ quên, ngày đó đi tới khách sạn Đông Duyệt gặp hắn thì hắn có nói với câu kia. Chuyển lời cho lão bất tử kia của Diệp gia rằng, quả tử đã dạy tôi rất nhiều thứ, chỉ riêng việc cúi đầu trước địch nhân là không có dạy là những lời này sao? Trong đó một gã đại lão nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói. Lão Trang A, ngày đó không phải chúng ta đã nói rồi sao? Câu nói kia chỉ là tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. Đúng vậy, trong mắt của chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, không chỉ nói cúi đầu, chính là quỳ xuống, chỉ sợ hắn cũng làm. Một gã đại lão khác phụ họa theo. Ta có cảm giác không đơn giản như vậy. Lại nghe hai vị đại lão khác nói những lời này, nghĩ đến vẻ mặt tự tin của Bùi Đông Lai khi nói ra những điều kia thì trong lòng Trang Nham thầm nghĩ một câu, nhưng mà không có nói ra khỏi miệng. Chấm. Cùng lúc đó, trong Đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc, sau khi tan việc thì Điền Nguyên cũng không vội vã chạy về mà đem tập hợp lại những tin tức mà hắn thu được, sau đó hắn bấm số điện thoại của Đằng Xuyên Nguyên. Hội trưởng. Điện thoại được chuyển, Điền Nguyên liền mở miệng nói trước, giọng nói vô cùng tôn kính. Dựa vào tin tức tình báo thực tế mà tôi thu được thì Bùi Đông Lai đã bị đặc công Trung Quốc khống chết, đang trên đường áp giải trở về Yên Kinh. Nói cụ thể. Vâng, hội trưởng. Trong lòng Điền Nguyên căng thẳng, lập tức kể lại. Bởi vì Bùi Đông Lai liên hệ với thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh, hoàn toàn chọc giận Diệp gia. Nên Diệp gia đã không tiếc mà vận dụng tổ chức đặc thù để vây bắt Bùi Đông Lai. Nhưng mà chuyện hắn liên hệ với Thôi gia để giết chết Diệp Tranh Vanh,
theo phân tích của tôi thì đó là tin giả, hẳn là do Diệp Tranh Vanh muốn liên hợp với Thôi Gia để giết chết Bùi Đông Lai, chẳng biết tại sao Bùi Đông Lai lại mượn tay Thôi Gia thủ tiêu Diệp Tranh Vanh. Phân tích của ông không sai, đích thật là giả, Thôi Gia SQ bị huyết tẩy là do một tay Bùi Đông Lai sai khiến. Đầu bên kia điện thoại Đằng Xuyên Nguyên nói. Mà Diệp Gia sở dĩ xuống tay với hắn nhanh chóng như vậy, thậm chí không tiếc mà vận dụng các tổ chức đặc thù, một mặt là muốn giải quyết cừu hận của bọn hắn, quan trọng hơn là muốn che giấu đi việc làm ngu ngốc của tên kia khi liên hợp với đám người SQ. Lúc này đây, Điền Nguyên không có tự tiện phát biểu ý kiến, hắn biết, luận về chính trị thì Đằng Xuyên Nguyên có thể bỏ xa hắn mấy dãy phố. Đám người Trung Quốc kia am hiểu nội đấu a. Thấy Điền Nguyên không nói lời nào, Đằng Xuyên Nguyên cảm thán một câu, theo sau nhịn không được nở nụ cười lạnh. Dựa theo lời của ông thì hiện giờ tập đoàn Đông Hải đã bị niêm phong, toàn bộ thành viên ban giám đốc đã bị bắt. Mà Bùi Đông Lai đã rơi vào tay đám đặc công Trung Quốc, chắc là hoàn toàn xong đời rồi. Vâng hội trưởng, lấy thế cục bây giờ thì lúc này đây, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì. Điền Nguyên phụ họa nói. Ta sẽ mau chóng cho người bí mật lẻn vào Trung Quốc, ám sát thành viên trung tâm của Diệp gia, đem chuyện này làm lớn hơn một chút. Sau đó đem tin này tung lên Inter để đám người Trung Quốc kia hoàn toàn rối loạn. Tinh quang trong mắt Đằng Xuyên Nguyên lóe lên, nói ra kế hoạch của mình. Ông tiếp tục chú ý tình thế, có tình huống nào trước tiên liền hội báo, ngoài ra đến lúc ta phái người thì ông hãy đi tiếp ứng. Vâng hội trưởng. Điền Nguyên nghe vậy, trong lòng hiểu được, nếu kế hoạch của Đằng Xuyên Nguyên thành công thì Trung Quốc sẽ hoàn toàn đại loạn, nội đấu sẽ càng thêm gay gắt. Trong một thư phòng của tòa trang việc gia tộc Gambino ở New York nước Mỹ, lúc này đây Anthony Gambino đang ngồi trên ghế salon, tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn về màn hình tinh thể lỏng treo ở trên tường, nghe thuộc hạ hội báo. Anthony thiếu gia tôn quý. Trong màn hình thì Pavarotti liền cung kính cúi đầu chào Anthony, sau đó nói. Dựa vào tin tức mới nhận được thì Diệp gia đã cho rằng Bùi Đông Lai liên hợp với Thôi gia SQ giết chết Diệp Tranh Vanh nên đã phái ra tổ chức đặc thù để vây bắt Bùi Đông Lai. Anthony Gambino nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Tên kia cho dù là phế vật cũng không ngồi yên đợi đám đặc công kia bắt đi à. Anthony thiếu gia có điều không biết, nghe nói hành động vây bắt lần này là do Long Vương Diệp Cô Thành tự mình xuất đợi, cho nên mới thuận lợi bắt Bùi Đông Lai. Pavarotti làm ra giải thích. Như vậy à? Lại nghe được thuộc hạ hội báo, Anthony Gambino tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, như có suy nghĩ gì nói. Lúc này đây tên phế vật kia chết chắc rồi, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể tăng thêm người đến Trung Quốc, ngoài ra dường như ta cũng nên tới đó một chuyến, tìm Liễu để nói chuyện tâm tình, đây đúng là một tin tốt lành làm người ta hưng phấn à. Nghe được Anthony Gambino nói như thế thì Pavarotti không dám lên tiếng, bất quá hắn lại phát hiện được trong ánh mắt Anthony Gambino toát lên dục vọng. Biểu hiện của ngươi so với tưởng tượng của ta thì còn kém xa, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Châu Âu, Tổng bộ Thần Võng, biết được chuyện này trên mặt của Dixie không có lộ ra vẻ hưng phấn mà chính là thất vọng rất nhiều, ánh mắt mắt hắn co rút lại, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ để ra lệnh. Dracula, thừa dịp Trung Quốc hỗn loạn hết sức, người tự mình dẫn người lén vào Trung Quốc, chiếm trước tiên cơ. Trong biệt thự, thân là người kế thừa đời thứ ba của Tần gia, Tần Tranh đang ngồi trên ghế salon, trong tay cầm điếu thuốc lá, nhíu mày suy tư về cái gì. Có lẽ là do quá suy nghĩ nên điếu thuốc trong tay hắn đã cháy hết phân nửa nhưng hắn cũng không có nhận thấy. Đông Lai cùng Đông Tuyết hiện tại ở nơi nào? Một lát sau, cửa phòng mở ra. Tiểu Ái Linh vội vàng tiến vào đại sảnh, vẻ mặt lo lắng hỏi han. Sau khi biết được tin tức thì Tiểu Ái Linh liền bỏ một cuộc hội nghị quan trọng, ngồi trên máy bay mà bay về. Đông Lai đã bị dẫn tới Yên Kinh, trước mắt đã bị giam vào một ngục giam bí mật. Mắt thấy Tiểu Ái Linh trở về, Tần Tranh mới phát hiện thuốc lá trong tay sắp hết, hắn bóp tắt tàn thuốc rồi mới ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Tiểu Ái Linh. Vậy Đông Tuyết đâu? Tiểu Ái Linh truy vấn. Tần Tranh cau mày nói. Đông Tuyết không cùng về với Đông Lai, Diệp Cô Thành đã phái trực thăng đưa nó và Hạ Y Na trở về, đại khái là khoảng 30 phút sau mới về đến. Tôi không tin Bùi Đông Lai sẽ ngu xuẩn đến mức cấu kết thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh, chân tướng cụ thể là gì? Tiểu Ái Linh vốn là phát biểu cách nhìn của chính mình, theo sau lại hỏi. Tần Tranh trầm ngâm một chút,
tinh quang trong mắt lóe ra. Nếu Đông Lai không làm như vậy thì thế lực cảnh ngoại hẳn là do Diệp Tranh Vanh dẫn vào, Diệp gia muốn nhanh chóng đem chậu phân này đổ lên đầu Bùi Đông Lai, một mặt là muốn giải quyết Đông Lai, mặt khác quan trọng hơn là muốn che giấu tai mắt người ngoài. Không biết xấu hổ. Nghe Tần Tranh nói như thế thì Thiếu Ái Linh hổn hển nói. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm cha, bất kể thế nào thì chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Lai chết được. Được. Tần Tranh vốn là muốn đợi Tần Đông Tuyết trở về rồi mới đi tìm Tần Hồng Sơn, lúc này nghe Thiếu Ái Linh nói như thế thì quyết định đi cùng với ta, dù sao thì ở trước mặt Tần Hồng Sơn thì Tần Đông Tuyết cũng không có quyền lên tiếng nói gì. Sau khi làm ra quyết định thì Tần Tranh cùng Thiếu Ái Linh liền rời khỏi biệt thự, lái xe đi đến tứ hợp viện của Tần gia. Cùng lúc đó trong một biệt thự của Sơn Trang Thanh Long ở Hàng Hồ, một lão nhân đầu tóc đã hoa râm, mặc một bộ đường trang, ngồi ở Thái Sư, tay cầm hai viên ngọc thạch. Ra ra, dựa theo thế cục trước mắt thì Bùi Đông Lai đã bị đưa vào tử cục rồi. Tham Lang Tịch Hồ một thân kiểu áo tôn trung sơn đứng trước mặt lão nhân đó, nói. Ra ra, ngài luôn không cho con đi tìm Bùi Đông Lai, chắc là muốn đợi ngày này sao? Ừ. Nghe được Tịch Hồ nói như thế thì lão nhân cũng không có phủ nhận mà gật đầu. Trước khi Vũ Phu xuất ngoại thì có nói cho ta biết, nếu như hắn không trở về thì nhờ ta làm dùm hai chuyện, thứ nhất là nhắn tin đến cho Diệp Cấm, để trong Diệp Cô Thành ở trong lúc Bùi Đông Lai gặp nguy hiểm thì ra mặt giúp Bùi Đông Lai một mạng, thứ hai là nếu như Bùi Đông Lai thấy bại trong trận chiến với Diệp gia thì chúng ta phải bảo vệ con hắn một mạng. Tịch Hồ nghe vậy, nhịn không được thở dài, hỏi. Ra ra, khi nào chúng ta mới đi đây? Hiện tại, khi nói chuyện, lão nhân đứng lên, mang theo vài phần lo lắng nói. Ta sợ nếu đi trễ thì sẽ không kịp. Tịch Hồ biết chỉ cần ra ra mình ra mặt thì tất cả các vị đại lão đứng ở trên đỉnh quyền lực của kim tự tháp bao gồm Diệp Thạch cũng sẽ nể tình, nhưng mà ân oán giữa Bùi Đông Lai và Diệp gia quá sâu, dù ai cũng sẽ không cách nào đoán được Diệp gia sẽ động thủ khi nào. Nếu như Diệp gia đã thủ tiêu Bùi Đông Lai thì chính mình và gia gia đi cũng là toi công. Còn về phần gọi điện thoại thì càng không có thể, như vậy sẽ đả thảo kinh xà, Diệp gia hoàn toàn có thể ở mặt ngoài đáp ứng nhưng thầm phái người động thủ, sau đó lấy cớ là gia gia của mình mở miệng hơi chậm để làm lý do thoái thác. Bên ngoài biệt thự, một chiếc Rolls-Royce Phantom cùng ba chiếc xe Ben sớm đã đứng đợi. Thấy lão nhân cùng Tịch Hồ đi ra thì thủ lĩnh ám vệ của Tịch gia liền bước lên đỡ lấy. Sau đó đưa hai người vào chiếc Rolls-Royce Phantom, đợi hai người lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó tự mình bước lên xe rồi lái. Mà những ám vệ khác của Tịch gia lại lao vào ba chiếc xe Ben. Trong màn đêm, bốn chiếc xe lao nhanh ra sân bay Hàng Hồ. Trong màn đêm, không ai biết được, tộc trưởng của gia tộc Rothschild đệ nhất toàn cầu cũng là người nắm quyền của Tịch gia, sau 5 năm mới bắc thượng, trở lại Yên Kinh. 5 năm trước hắn bắc thượng là bởi vì nguy cơ tài chính toàn cầu, hắn đến gặp mặt thủ trưởng số 1. Lúc này đây, hắn là vì Bùi Đông Lai. Chính xác ra là tổ huấn của Tịch gia để cho Bùi gia sai khiến. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay bay từ quân khu Tây Bắc tiến vào vùng trời Yên Kinh, bay thẳng đến biệt thự Tây Sơn. Trong máy bay, tâm tình của Tiêu Cuồng tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy rằng hắn phối hợp diễn với Bùi Đông Lai một tuồng kịch nhưng mà hắn không biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai, hắn chỉ nghĩ rằng Bùi Đông Lai muốn thông qua phương thức này để kiểm tra độ trung thành của người trong Đông Hạ Hội, hiện giờ Bùi Đông Lai lâm vào tuyệt cảnh, lòng hắn nóng như lửa đốt. Mấy phút sau, chiếc máy bay đáp xuống một bãi cỏ của biệt thự số 2 Tây Sơn. Cabin mở ra, Tiêu Cuồng liền nhảy xuống máy bay, đi vào biệt thự số 2. Ông nội của ta đâu rồi? Tới gần biệt thự số 2, thấy cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh đứng ngoài cửa thì Tiêu Cuồng hành văn gãy gọn hỏi. Thủ trưởng ở thư phòng chờ cậu. Cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh cười khổ không thôi, hắn cũng biết vì muốn trở về Yên Kinh mà Tiêu Cuồng đã làm náo loạn cả quân khu Tây Bắc. Hắn là trò trước mặt vị đại lão của quân khu Tây Bắc cầm súng uy hiếp, nói rằng nếu không phái máy bay chở hắn về Yên Kinh thì hắn sẽ tự sát, rơi vào đường cùng vị đại lão kia chỉ có thể nói lại cho Tiêu Nguyên Thanh. Kết quả là Tiêu Nguyên Thanh đã dùng đặc quyền để đưa Tiêu Cuồng về đây. Nghe được cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh nói thế thì, Tiêu Cuồng không có cảm ơn, mà là trực tiếp vọt vào biệt thự. Kết. Đi tới thư phòng, Tiêu Cuồng cũng không có gõ cửa mà liền đẩy cửa rồi đi vào. Trong thư phòng, Tiêu Nguyên Thanh sớm đã nghe tiếng bước chân Tiêu Cuồng, lúc này thấy Tiêu Cuồng xô cửa mà vào thì khóe mắt hơi giật lên,
vẻ mặt tức giận nhìn và Tiêu Cuồng, mắng. Cháu xem cháu còn ra thể thống gì? Ra ra, tình huống bây giờ của Đông Lai thế nào rồi? Tiêu Cuồng không chú ý đến bộ dạng tức giận của Tiêu Nguyên Thanh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Bốp! Tiêu Nguyên Thanh vỗ mạnh xuống bàn, tức giận quát. Cút ra! Ra ra, trước tiên người đừng phát hỏa, chỉ cần người có thể cứu Đông Lai ra thì cho dù người có bắn chết cháu thì cháu cũng đồng ý. Vẻ mặt Tiêu Cuồng quật cường nhìn thẳng vào Tiêu Nguyên Thanh, không sợ chút nào. Thấy được ánh mắt quật cường của Tiêu Cuồng thì trong lòng Tiêu Nguyên Thanh cảm thấy một trận vô lực, theo sau thu hồi ánh mắt, cầm lấy văn kiện của đảng xem, thản nhiên nói. Ở trong ngục, ra ra, có thể cứu Đông Lai ra không? Tiêu Cuồng nghe vậy, tiến lên từng bước, vẻ mặt khẩn trương nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh. Không để ý đến, Tiêu Nguyên Thanh thậm chí cả đầu cũng không ngẩng. Bịch, mắt thấy Tiêu Nguyên Thanh thở ơ, đầu gối của Tiêu Cuồng liền trực tiếp đập vào sàn nhà. Hả? Thấy được Tiêu Cuồng quỳ xuống thì trong lòng Tiêu Nguyên Thanh không khỏi sửng sốt. Ra ra, mấy năm nay tuy rằng cháu thường xuyên gây chuyện thị phi nhưng mà chưa bao giờ cháu nhờ người trong nhà ra mặt giải quyết, càng chưa bao giờ cầu xin người cái gì. Dưới ánh đèn, mắt cả Tiêu Cuồng đỏ lên, nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh, gằn từng chữ. Hôm nay, Tiểu Cuồng cầu xin ra ra một lần, hy vọng ra ra có thể cứu Đông Lai ra. Chỉ cần Gia Gia cứu Đông Lai ra thì Tiểu Cuồng có thể đáp ứng mọi điều kiện mà Gia Gia đưa ra. Nếu ta nhớ không lầm thì cháu chỉ quen Bùi Đông Lai cách đây không lâu. Sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra phức tạp nhìn vào Tiêu Cuồng, nghi hoặc hỏi. Cháu vì muốn cứu hắn mà chẳng những đại náo quân khu Tây Bắc, thậm chí cũng không tiếc mà quỳ xuống trước mặt ta, rốt cuộc là vì cái gì? Cháu cũng không biết. Tiêu Cuồng nghe vậy, cười khổ một tiếng nói. Có lẽ là trên người Đông Lai có bóng dáng của Tiêu Phi Ca làm cho cháu có cảm giác thân thiết, hoặc là do tính tình của Đông Lai hợp với cháu, có lẽ là do nguyên nhân khác, tóm lại thì cháu đã xem cậu ta giống như một người anh em của mình. Nghe được Tiêu Cuồng nói ra đáp án thì trong lòng Tiêu Nguyên Thanh cười khổ không thôi, hắn biết rõ từ nhỏ đến lớn Tiêu Cuồng là một trọng tình người trọng nghĩa, hơn nữa lại có tình cảm sâu đậm đối với Tiêu Phi. Dưới một loại tình hình như vậy mà Tiêu Cuồng mới gặp Bùi Đông Lai vài lần mà đã tỏ ra như thế thì cũng có chút kỳ quái. Tiểu Cuồng, không phải ta không cứu, mà là ta căn bản cứu không được. Trong lòng hiểu được điểm này, giọng nói Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra phức tạp. Đầu tiên cháu phải biết rằng cứu Bùi Đông Lai tương đương với trở mặt hoàn toàn với Diệp gia, trở thành kẻ thù một mất một còn. Còn nữa, nói vậy thì cháu cũng biết Bùi Đông Lai làm ra cái gì. Cấu kết với thế lực cảnh ngoại đây là điều tối kỵ. Không có khả năng, Đông Lai sẽ không ngu xuẩn đến mức phải cấu kết thế lực với cảnh ngoại để đối phó với tên ngu ngốc Diệp Tranh Vanh kia. Vẻ mặt Tiêu Cuồng khẳng định, nói. Được rồi, ngay cả ta cũng không tin Bùi Đông Lai sẽ ngốc như thế nhưng mà cháu có chứng cứ chứng minh điểm này không? Không có, Diệp gia sớm đã tạo chứng cứ khác, toàn bộ chứng cứ để xác minh Bùi Đông Lai cấu kết thế lực cảnh ngoại giết chết Diệp Tranh Vanh. Tiêu Nguyên Thanh trầm giọng nói. Còn nữa, nói cách khác nếu có người muốn giết cháu, ta muốn mạng của người kia, Diệp Thạch tới tim ta, cháu cảm thấy ta sẽ nể mặt mà tha sao. Lúc này đây, Tiêu Cuồng há mồm ra, nhưng không biết nên phản bác như thế nào, kết quả gấp đến độ hai mắt phiếm hồng. Ra ra, thật sự không có biện pháp nào sao? Ừ, Tiêu Nguyên Thanh khe khẽ thở dài, nói. Tiêu gia bây giờ không còn như Tiêu gia lúc lão thái gia còn sống nữa. Tiêu Cuồng nghe vậy, tựa hồ cũng ý thức được điểm này, vô lực ngồi trên mặt đất, vẫn không có hé răng. Reng, reng. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ không khí im lặng trong thư phòng. Thủ trưởng, Tần Đông Tuyết Tần gia muốn gặp ngài. Tiêu Nguyên Thanh cầm điện thoại lên nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói của cảnh vệ viên. Tần Đông Tuyết. Nàng tới tìm ta làm cái gì? Bên tai vang lên lời nói của cảnh vệ viên, trong lòng Tiêu Nguyên Thanh vô cùng nghi hoặc. Cậu đi nói cho nó biết, ta đang bận nên không thể tiếp hai đứa nó, tạm thời nói hai đứa nó ngày khác lại đến. Nghi hoặc thoáng qua đi, Tiêu Nguyên Thanh theo bản năng cảm thấy lần này Tần Đông Tuyết đến dây là muốn cầu tình cho Bùi Đông Lai nên liền từ chối. Từ. Sau đó, coi như lúc Tiêu Nguyên Thanh sắp gác máy thì Tiêu Cuồng liền nhảy dựng lên. Nóng lòng hỏi. Là Tần Đông Tuyết sao? Ừ. Tiêu Nguyên Thanh do dự một chút, vẫn gật đầu. Ra ra, ông hãy để Tần Đông Tuyết vào đi, để xem thử nàng muốn nói cái gì,
cháu cảm giác chuyện này không đơn giản. Tiêu Cuồng khẩn cầu. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng tiếp nhận đề nghị của Tiêu Cuồng, lại nói lại với cảnh vệ viên. Cậu mang hai đứa nó đến thư phòng. Đầu bên kia điện thoại, thấy Tiêu Nguyên Thanh không cúp điện thoại thì cảnh vệ viên không dám gác máy trước, lúc này nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế thì vội vàng trả lời. Vâng thủ trưởng. Nói xong, thì cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh lấy bộ đàm ra, nói lại với cảnh vệ ở bên ngoài, yêu cầu cho Tần Đông Tuyết đi vào. Cấp trên đã đáp ứng gặp cô, bất quá chúng tôi cần phải kiểm tra xe của cô, xin phối hợp. Nghe được mệnh lệnh của cảnh vệ viên Tiêu Nguyên Thanh thì mấy tên binh lính liền bước lên, để cho Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng tài xế taxi xuống xe, sau đó bước lên kiểm tra ba người cùng xe. Các vị có thể đi rồi. Kiểm tra xong, phát hiện không có thứ gì thì binh lính làm ra động tác cho đi. Các cô đã biết được nơi này thì tại sao lại phải đón xe đến đây? Tài xế taxi bị mấy tên binh lính hù dọa đến cả kinh, hỏi. Phải biết rằng nơi này dọa người như vậy, cho dù các cô cho tôi nhiều tiền thì tôi cũng không dám chở thêm lần nữa. Nghe được lời nói tức giận của tài xế taxi thì hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cũng không nói gì thêm, trong đó khuôn mặt của Tần Đông Tuyết lộ ra vài phần tò mò, dựa vào kế hoạch của Bùi Đông Lai thì Tiêu Nguyên Thanh hẳn là đợi cho đến khi Tần Đông Tuyết nói ra ý đồ đến đây gặp mặt thì hắn mới gặp nàng mới đúng. Mà tại sao bây giờ Tần Đông Tuyết chưa nói gì mà Tiêu Nguyên Thanh đã muốn gặp nàng? Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ nhưng mà Tần Đông Tuyết cũng không có để ý đến chuyện này, mà đem tất cả những lời Bùi Đông Lai nói cho nàng nhớ lại một lần. 20 phút sau, hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na được cảnh vệ viên của Tiêu Nguyên Thanh đưa đi vào biệt thự số 2 Tây Sơn, trong đó đây là lần đầu tiên Hạ Y Na đến đây nên nàng có hơi chút khẩn trương, còn Tần Đông Tuyết thì xuất thân từ thế gia, thêm tố chất tâm lý ổn định. Hơn nữa biết được Bùi Đông Lai đã nắm thế cục bàn cờ trong tay cho nên không có khẩn trương, mà cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Y Na, dùng phương thức này để an ủi, cổ vũ Hạ Y Na. Tiêu Cuồng. Cửa thư phòng đẩy ra, Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na thấy được Tiêu Cuồng thì vốn là ngẩn ra, sau đó Tiêu Nguyên Thanh liền biết được lý do mà Tiêu Nguyên Thanh muốn trực tiếp gặp nàng. Đông Lai có phải là bị hãm hại không? Thấy hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đi vào thì Tiêu Cuồng liền chủ động hỏi. Ừ. Tần Đông Tuyết gật gật đầu, theo sau thấy vẻ mặt nóng lòng của Tiêu Cuồng thì nhẹ giọng nói. Tiêu Cuồng, cậu không cần lo lắng, Đông Lai không có việc gì. Hả? Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì không riêng gì Tiêu Cuồng mà ngay cả Tiêu Nguyên Thanh cũng ngẩn ra, phải biết rằng lấy tình thế bây giờ thì Tiêu Nguyên Thanh cũng tự nhận là không có năng lực cứu Bùi Đông Lai, mà Tần Đông Tuyết lại nói Bùi Đông Lai không có việc gì. Chẳng lẽ Bùi Đông Lai còn con bài nào chưa lật sao? Thật xin lỗi Tiêu Cuồng, lấy quan hệ giữa cậu và Đông Lai thì rất có nhiều chuyện cậu ta chưa nói cho cậu nghe, bởi vì những chuyện này có liên lụy đến Tiêu gia. Tần Đông Tuyết xin lỗi Tiêu Cuồng. Việc gì? Không đợi Tần Đông Tuyết nói xong, Tiêu Cuồng liền lên tiếng cắt ngang, trên mặt không có chút tức giận nào mà là kinh ngạc cùng tò mò. Tất cả chuyện này đều do một tay Bùi Đông Lai bố trí. Tần Đông Tuyết đem ánh mắt từ trên người Tiêu Cuồng chuyển đi, nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh, gần từng chữ. Từ lúc Tiêu gia lão thái gia qua đời thì Đông Lai đã bắt đầu bố trí rồi, mà đến bây giờ, sự tình phát triển hoàn toàn dựa theo dự đoán của cậu ta, hiện tại cũng đã tới lúc thu quan. Tần nha đầu, ta biết đêm nay cháu đến đây là vì muốn cứu vị hôn phu của mình, nhưng mà cháu cũng không nên nói mơ hồ như thế. Bên tai vang lên câu nói kinh người của Tần Đông Tuyết, vẻ mặt Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra không tin, nói đùa, chuyện này hắn cũng chưa nghĩ tới. Tại sao lại có thể là bố cục của Bùi Đông Lai được? Tần Đông Tuyết cùng không có tỏ ra lo lắng hay khẩn trương, mà là vẻ mặt trấn định, tự tin nói. Tiêu gia gia, ngài đã đoán sai, đêm nay cháu đến đây không phải là muốn đến cầu ngài. Nhìn bộ dạng của Tần Đông Tuyết thì Tiêu Nguyên Thanh có chút tò mò, hỏi. Vậy cháu đến đây làm gì? Cháu thay mặt nam nhân của mình đến bàn sinh ý với ngài, một sinh ý quyết định tương lai của Tiêu gia. Tần Đông Tuyết ngữ xuất kinh nhân, thậm chí là có thể quyết định đến tương lai của quốc gia này. Có lẽ là thật không ngờ Tần Đông Tuyết sẽ nói ra một câu như vậy nói, có lẽ là những lời này của Tần Đông Tuyết thực sự khiến người ta phải kinh hãi, cho nên không riêng gì Tiêu Cuồng mà ngay cả Tiêu Nguyên Thanh cũng bị cả kinh không nhẹ. Bất quá, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, cười khổ không thôi. Nhà đầu, cháu có biết mình đang nói gì không?
quyết định tương lai của Tiêu gia cùng quốc gia sao? Ở trên miếng đất này thì cháu có thể làm được điểm này sao? Có thể làm hay không thì Tiêu gia gia nghe xong lời cháu sẽ biết. Đối mặt với Tiêu Nguyên Thanh, vị đại lão số 2 trong quân đội thì Tần Đông Tuyết Trăng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại mơ hồ để lộ ra vài phần phong phạm đế vương. Nếu như nói lúc nãy Tiêu Nguyên Thanh tò mò, thì hiện tại giờ phút này hắn đã cảm thấy hứng thú, cười nói. Xem ra lời nói kế tiếp chính là lợi thế của cháu, được rồi, nói đi, bản thân ta muốn nhìn cái gì có thể quyết định đến tương lai của Tiêu gia và quốc gia này. Sau khi Tiêu gia lão thái gia qua đời thì trừ việc Diệp gia vung dao mổ với Đông Lai thì cuộc chiến giữa Tiêu gia và Diệp gia đã hạ màn, mà cuối cùng Diệp gia đã thành công đứng vững gót chân trong quân đội, thế như mặt trời ban trưa. Giọng nói Tần Đông Tuyết tỏ ra hờ hững nhưng mà lịa giống như một thanh dao găm, vô cùng sắc bén. Nếu như nói cục diện ở nước Cộng Hòa này từng là thế chân vạc, nhưng mà hiện giờ Diệp đã danh xứng như thực, đã trở thành đầu đàn, đen ba nhà Tiêu, Tần, Bạch để lại phía sau. Nghe được Tần Đông Tuyết nói thế thì Tiêu Nguyên Thanh nhíu mày. Đối với cục diện này thì ba nhà Tiêu, Tần, Bạch đều không muốn nhìn thấy, hoặc là nói không cam lòng. Tần Đông Tuyết thấy Tiêu Nguyên Thanh không có tỏ vẻ, tiếp tục nói. Mà trong ba nhà, thì Tiêu gia là khó chịu nhất, Tiêu gia ở trong quân đội đã mất đi quyền khống chế trong quân đội, hơn nữa Tiêu gia lão thái gia đã qua đời, việc xuống dốc chỉ còn là vấn đề thời gian, đây chính là việc là Tiêu gia gia ngài không muốn nhìn thấy. Hắc, nhà đầu, cháu cũng quá trâng cháo, nói khoác mà không biết ngượng chứ. Tiêu Nguyên Thanh nhíu mày, không hờn không giận nói một câu. Những lời này chính là lời uy hiếp ở trong lòng hắn, thân là gia chủ của Tiêu gia thì hắn không muốn nghe những lời này. Những lời này là xuất ra từ miệng Đông Lai, cháu chỉ chuyển lời mà thôi. Tần Đông Tuyết cười nhạt. Tiêu gia gia, ngài cảm thấy Đông Lai sẽ cấu kết với thế lực cảnh ngoại để giết chết Diệp Tranh Vanh sao? Không tin. Sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra khó coi mà trả lời. Tuy rằng hắn không tin Bùi Đông Lai có thể lật bàn nhưng mà hắn không tin Bùi Đông Lai sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Chính xác là không phải. Tần Đông Tuyết gật đầu cười. Chân tướng là Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu cố gắng hợp tác với Thôi Gia SQ, lợi dụng việc Đông Lai đi thăm mộ mà tính toán giết Đông Lai. Cháu có chứng cớ? Trong lòng Tiêu Nguyên Thanh vừa động. Có. Tần Đông Tuyết biết con cá đã mắc câu rồi cho nên không hề quanh co lòng vòng. Mà là bắt đầu lộ ra lá bài tẩy thứ nhất. Cháu chẳng những có chứng cứ chứng minh Diệp Tranh Vanh hợp tác với Thôi Gia SQ, mà lại còn có cảnh 5 tên tử sĩ Thôi Gia giết chết đặc công. Ách! Nghe được Tần Đông Tuyết nói thế thì Tiêu Cuồng trực tiếp cả kinh há to miệng mà ngay cả Tiêu Nguyên Thanh cũng động dung, hắn biết rõ những chứng cứ này thì có ý vị gì. Tiêu Gia Gia, cấu kết thế lực ngoại cảnh thì bất luận người nào cũng không được phép dung tha, điểm này thì ngài rõ hơn cháu. Tần Đông Tuyết hữu ý vô ý nhắc nhở một câu. Tiêu Nguyên Thanh trầm mặc không nói, diễn cảm âm tình bất định. Một lát sau, vẻ mặt Tiêu Nguyên Thanh khôi phục lại vẻ bình thường, lần đầu nhìn tiên nhìn thẳng vào Tần Đông Tuyết, trầm giọng nói. Tần nha đầu, tuy rằng cháu đã lật ra con bài tẩy này nhưng mà lại không thể đến mức quyết định tương lai của Tiêu gia, càng không nói quyết định tương lai của quốc gia này. Tiêu gia gia, lấy thân phận của ngài, hẳn là nghe chuyện xảy ra ở SQ. Tiêu gia gia cảm thấy chuyện kia sẽ náo động như thế nào? Tần Đông Tuyết hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ý cười trên mặt không giảm. Là hắn làm. Hai mắt Tiêu Nguyên Thanh lại trợn tròn ra, giống như lời của Tần Đông Tuyết, hắn chẳng những biết chuyện kia, hơn nữa biết chuyện kia gây chấn động như thế nào với SQ, chấn động cỡ nào trên thế giới. Giết sạch tử sĩ Thôi Gia lẻn vào quốc nội, huyết tẩy Thôi Gia, đều là hắn làm. Tần Đông Tuyết không nhanh không chậm lộ ra con bài tẩy thứ hai. Trong tay Đông Lai có nắm một thế lực lính đánh thuê cường đại, hơn nữa còn có thể điều động lực lượng giới võ học Trung Quốc. Mắt thấy Tần Đông Tuyết lộ ra con bài tẩy thứ hai thì Tiêu Nguyên Thanh hoàn toàn động dung, hắn biết rõ hai cỗ thế lực này có ý vị như thế nào. Tiêu gia gia, hiện tại thế lực quốc ngoại đang âm thầm lén vào quốc nội. Nhưng bởi vì thân phận của bọn chúng hoàn toàn trong sạch cho nên vô luận là cảnh sát hay là quân đội đều không thể xuất thủ. Tần Đông Tuyết mỉm cười hỏi. Ngài cảm thấy lấy năng lực cùng thế lực của Đông Lai thì có thể đuổi những thế lực đen kia ra khỏi Trung Quốc, thậm chí làm cho bọn họ không dám tiến vào Trung Quốc không? Có thể. Trong lòng Tiêu Nguyên Thanh liền xuất hiện đáp án,
sau đó hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng thì Tần Đông Tuyết lại lên tiếng. Tiêu gia gia, cháu biết kế tiếp ngài muốn nói chính là đem đuổi thế lực đen này ra khỏi quốc nội, nhiều nhất chỉ là tiêu trừ đi tai họa ngầm mà thôi, chứ làm sao mà thay đổi được tương lai của quốc gia, đúng không? Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy thì chân mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết không còn tỏ ra vẻ xem thường nữa, có chính là ngưng trọng. Hắn đột nhiên có cảm giác không nhìn thấu người con gái Tần gia đang ngồi trước đó. Chính xác ra là hắn không nhìn thấu Bùi Đông Lai, người điều khiển tất cả mọi chuyện này ở phía sau am. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò với con bài thứ ba mà Tần Đông Tuyết chưa lật ra. Tiêu gia gia, cháu có thể uống miếng nước rồi tiếp tục không? Mắt thấy lòng hiếu kỳ của Tiêu Nguyên Thanh đã bị khơi dậy thì Tần Đông Tuyết cũng quanh co, đột nhiên ngừng lại. Tiêu Nguyên Thanh chờ mong Tần Đông Tuyết lật ra con bài thứ ba, lúc này nghe được Tần Đông Tuyết nói thế thì không khỏi ngẩn ra, sau đó âm thầm cảm thán thủ đoạn, lạt mềm buộc chặt của Tần Đông Tuyết quả thật là không đơn giản, cảm thán rất nhiều, hắn cười khổ gật đầu. Tiểu cuồng, rót cho Tần nha đầu một ly nước. Kháo, Tần Đông Tuyết, cô muốn chơi ca à? So sánh với Tiêu Nguyên Thanh mà nói thì Tiêu Cuồng lại càng tò mò hơn, vẻ lo lắng trong lòng hắn đã biến mất, tức giận hướng về phía Tần Đông Tuyết nói. Tần Đông Tuyết cười cười, không nói gì. Mà Tiêu Cuồng thì tung tăng rót cho Tiêu Nguyên Thanh, Hạ Y Na cùng Hạ Y Na, mỗi người một ly nước. Được rồi, Tần Gia Cát, nước cũng đã uống rồi, tiếp tục có nên nói tiếp không? Mắt thấy Tần Đông Tuyết đã nhấp một ngụm nước thì Tiêu Cuồng mở chừng hai mắt, trêu ghẹo nói. Tần Đông Tuyết buông chén nước, nhìn vào Tiêu Nguyên Thanh, lại nói. Tiêu gia gia, Đông Lai nói, sau cuộc chiến vùng vịnh thì bởi vì có vũ khí hạt nhân uy hiếp nên chiến tranh toàn diện sẽ không xuất hiện, nếu có chính là chiến tranh cục bộ, từ đó làm cho cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu trở nên nóng bỏng hơn. Nước ta cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhưng bởi vì một số nước quấy rối nên nước ta vẫn không thể đạt được một số kỹ thuật quân sự, ví dụ như tàu ngầm, chiến hạm. Đậu ma nhà nó, dịch cái này mà ức chế vãi cho tụi lót chó Trung Quốc này. Rơi vào đường cùng quân đội chỉ có thể đổ một lượng lớn vào nghiên cứu khoa học, đem hy vọng gửi gắm vào tự lực cánh sinh cùng đánh cắp tư liệu của nước ngoài. Nhưng mà gần 20 năm qua, đặc công của chúng ta vẫn không thể nào lấy được những bản vẽ thiết kế hiện đại quân sự của Việt Nam, nên đã bị Việt Nam áp chế. Còn về phương diện tự lực cánh sinh tuy rằng chúng ta có tiến bộ không nhỏ, nhưng mà bởi vì bước đi quá muộn nên đã bị các nước phương Tây, đặc biệt là Việt Nam bỏ xa, đúng không? Ân. Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì TNTN vốn là ngẩn rau, sau đó ý thức được cái gì, biến sắc, mơ hồ có chút kích động nói. Chẳng lẽ Bùi Đông Lai có trong tay những tư liệu kỹ thuật quân sự này sao? Hiện tại cậu ta không có, nhưng mà cậu ta có thể lấy được. Tần Đông Tuyết thành thật trả lời, lộ ra con bài tẩy thứ ba. Cháu xác định. Lần này đây, Tiêu Nguyên Thanh trực tiếp kích động từ trên ghế đứng lên, giọng nói to hơn. Xác định cùng với khẳng định. Thấy bộ dạng vô cùng kích động của Tiêu Nguyên Thanh, nghĩ đến lúc Bùi Đông Lai nghĩ đến bộ dạng của Tiêu Nguyên Thanh khi nói ra con bài thứ ba này thì khóe miệng của Tần Đông Tuyết nở ra một nụ cười. Là tư liệu ở khu vực nào? Có lẽ là Tần Đông Tuyết lộ ra con bài thứ ba này có tác dụng quan trọng đối với quốc gia. Khiến cho trong lòng Tiêu Nguyên Thanh nhấc lên kinh đảo sóng lớn, giọng nói của hắn hiện ra một tia khác thường. Từ xe thiết giáp, đến quân hạm, máy bay chiến đấu, thậm chí là tên lửa phòng không. Thấy được vẻ kích động cùng hưng phấn của Tiêu Nguyên Thanh thì Tần Đông Tuyết nói ra, thiếu chút nữa làm cho Tiêu Cuồng tè ra quần. Mà ngay cả Tiêu Nguyên Thanh cũng sợ ngây người. Ngây người sao? Đúng vậy. Thân là người ở địa vị cao. Nắm giữ quyền to trong quân thì khi nghe được những lời này của Tần Đông Tuyết thì hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, vẫn không có hé răng. Bởi vì thân là nhân vật số 2 trong quân nên hắn biết được những tư liệu này có ý nghĩa gì đối với nền quân sự nước nhà. Hô, hô, kích động đi qua, Tiêu Nguyên Thanh liên tục phun ra hai ngụm oi bức, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhất châm kiến huyết nói. Tần nha đầu. Vừa rồi cháu có nói hiện giờ những tư liệu này không có ở trong tay Bùi Đông Lai, ta dựa vào cái gì mà có thể tin hắn có thể đoạt được những thứ này. Đông Lai nói trước khi đắc thủ thì cho dù cậu ta nói cái gì thì ngài cũng không tin tưởng. Tần Đông Tuyết hoặc là Bùi Đông Lai sớm dự đoán được Tiêu Nguyên Thanh sẽ có phản ứng như thế. Hắn chuẩn bị đi nơi nào để lấy những tư liệu đó.
Tiêu Nguyên Thanh lại hỏi. Nước Mỹ, cho Bùi Đông Lai 10 cái gan thì cậu ta cũng không dám hó hé bước vào chứa một bước. Tần Đông Tuyết trả lời. Sau khi chuyện này kết thúc, đến một lúc thích hợp thì cậu ta sẽ đi Mỹ để lấy những tư liệu này. Nếu hắn thật có thể lấy được những tư liệu kia thì ta có thể cam đoan cứu hắn, nhưng mà cháu cũng biết, trên thế giới này không có việc gì có thể chỉ nói suông bằng miệng là tốt. Tiêu Nguyên Thanh nhìn Tần Đông Tuyết liếc mắt một cái, mơ hồ có chút thất vọng. Thấy được vẻ thất vọng trong ánh mắt Tiêu Nguyên Thanh thì Tần Đông Tuyết thất vọng, Tần Đông Tuyết thật cũng không để ý, chính là thu liếm tươi cười, nghiêm mặt nói. Đông Lai nói, lợi thế của chúng ta cùng gắn liền với quốc gia. Lúc trước cậu ta đối phó với thế lực cảnh ngoại là vì quốc nước, nhưng đó không phải là tấm bùa hộ mạng của cậu ấy. Hả? Tiêu Nguyên Thanh bất minh sở dĩ. Những tư liệu này là cậu ta muốn để Diệp gia sụp đổ. Giọng nói Tần Đông Tuyết tăng lên, giống như sấm rền nổ vang. Ngày cậu ta đem những tư liệu này đưa lên cũng chính là ngày mà Diệp gia sụp đổ, tầm quan trọng của những tư liệu này có thể đền bù cho một loạt phản ứng khi Diệp gia sụp đổ. Lại nghe lời nói kinh người của Tần Đông Tuyết thì Tiêu Nguyên Thanh lại một lần nữa bị cả kinh không nhẹ, khi hắn xem ra dã tâm của Bùi Đông Lai cũng thật sự quá lớn. Kinh ngạc đi qua, Tiêu Nguyên Thanh dở khóc dở cười, nói. Tần nha đầu, tục ngữ có nói cơm cần ăn từng miếng, đường cần bước từng bước. Hiện tại mạng của Bùi Đông Lai đã ở trong lúc sớm tối, nếu như cháu muốn nói cái kia dùng để khiến cho Diệp gia sụp đổ thì chẳng lẽ cháu không biết trước khi đưa cái đó ra thì ta phải ra mặt cứu hắn sao? Tiêu gia gia, lấy cục diện trước mắt, cho dù ngài bị hai cái lợi kia mê hoặc nhưng muốn người đi cứu Đông Lai cũng là một chuyện rất khó. Tần Đông Tuyết cười nhạt một tiếng, thân mình đột nhiên hơi hơi nghiêng tới trước, lộ ra con bài thứ tư chưa lật. Nhưng mà, nếu nế Tần gia cùng Tiêu gia liên thủ ngài cho rằng có thể làm được không? Bá! Sắc mắt Tiêu Nguyên Thanh biến đổi, trong lòng hiện lên đáp án có thể. Tuy rằng bây giờ Diệp gia như mặt trời ban trưa, trở thành kẻ đứng đầu trong tứ đại gia tộc nhưng mà cũng không hơn gì ba nhà Tiêu, Tần, Bạch cả, chỉ cần hai nhà trong đó liên kết lại, đối phó với Diệp gia thì chuyện này cũng dễ dàng. Như vậy, nếu Tiêu gia và Tần gia liên thủ, lợi dụng chứng cứ Bùi Đông Lai nắm giữ việc Diệp tranh vanh cấu kết với thế lực cảnh ngoại giết chết năm tên đặc công thì có thể đập một phát mạnh vào Diệp gia, làm cho Diệp gia bị thương nặng. Dù sao, bởi vì chuyện này Diệp gia nhúng tay vào, đổi trắng thay đen. Vụ oan giá họa Bùi Đông Lai để làm mục đích che mắt người ngoài. Nói khó nghe một chút, chính là vừa đánh trống vừa la làng. Tiêu gia gia, nói như vậy thì trong lòng ngài cũng rất rõ ràng, một khi Tiêu gia và Tần gia liên thủ, lợi dụng chứng cứ này thì sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với Diệp gia. Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười như cũ. Ngoài ra ngài chớ quên quan hệ giữa Diệp gia và Bạch gia, nếu như Tần gia cùng liên thủ với Tiêu gia đối phó Diệp gia thì Bạch gia sẽ làm gì? Thúc đẩy, bỏ đá xuống giếng. Tiêu Nguyên Thanh liền nghĩ như thế. Ba nhà liên thủ, cho dù Diệp gia không sụp đổ thì cũng bị thương nặng, đồng thời ba nhà có thể chia thành quả. Tần Đông Tuyết thấy Tiêu Nguyên Thanh không lên tiếng thì nói thêm. Kể từ đó, lấy bộ cục của ba nhà, thêm vào tư liệu của Đông Lai, triển khai một kích tất sát Diệp gia, khiến cho Diệp gia hoàn toàn sụp đổ. Điều này cũng không phải trăng trong nước, hoa trong gương, Tiêu gia gia, ngài nói đúng không? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đem toàn bộ ván cờ đồ long của Bùi Đông Lai nói ra thì Tiêu Nguyên Thanh chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được lòng dạ và tâm kế của người thanh niên Bùi gia kia đã vượt qua dự đoán của hắn. Ngược lại, Tiêu gia gia, nếu Đông Lai chết đi thì ngài cảm thấy tình hình như thế nào? Mắt thấy Tiêu Nguyên Thanh đã nhìn thấu được những chỗ tốt thì Tần Đông Tuyết mở miệng lần nữa, tự hỏi tự đáp. Một khi Đông Lai chết đi thì mặt trên sẽ không tìm được người đối phó với thế lực ngầm của quốc ngoại, những thế lực ấy sẽ thẩm thấu vào quốc nội, càng ngày càng phát triển, đợi cho đến khi ra hình ra hồn rồi, nếu muốn diệt trừ còn khó hơn lên trời, đây là thứ nhất. Thứ hai, sau khi Đông Lai chết, chứng cứ cấu kết của Diệp Tranh Vanh cùng với Thôi Gia SQ, hơn nữa là video tử sĩ Thôi Gia giết chết 5 tên đặc công sẽ được cháu đem ra ánh sáng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó thậm chí phía bên SQ còn nói rằng chuyện huyết tẩy Thôi ra có liên quan đến nước ta. Thứ ba, cháu vừa nói, trong tay Đông Lai chẳng những nắm được một đội lính đánh thuê có thực lực cường đại, hơn nữa cậu ta còn có thể điều động giới võ học Trung Quốc, lấy sự kính ngưỡng của những đại sư võ học này đối với Bùi Thúc,
bọn họ đã coi Đông Lai trở thành người thân của mình, thậm chí bọn họ còn vung tay khi Diệp Cô Thành bắt Đông Lai, chẳng qua bởi vì Đông Lai nói chuyện hiểu lầm nên bọn họ mới bỏ qua. Nếu như bọn họ biết Đông Lai là bị Diệp gia hãm hại chết, ai dám cam đoan bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì? Cháu có thể nói cho ngài biết, trong số những người bọn họ lấy ra một người thì cũng đủ để ám sát người kia của Diệp gia, trừ phi Diệp Cô Thành không rời người kia một tấc, nếu không thì hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. T. Tiêu Nguyên Thanh trực tiếp hít vào một hơi, lại một lần nữa hắn tức giận khi nghe lời uy hiếp của Tần Đông Tuyết, cũng là vì hắn cảm thấy hậu quả đáng sợ. Cứu Đông Lai, Diệp gia bị thương nặng, Tiêu gia được lợi, quốc gia được lợi, Đông Lai chết, loạn thế lên, đến lúc đó cho dù ba nhà muốn mượn cơ hội để động thủ với Diệp gia thì chỉ sợ mấy vị đại lão ở mặt trên vì muốn yên ổn mà ngăn cản, nói cách khác, Tiêu gia không có lợi, quốc gia bị hao tổn. Tần Đông Tuyết nói xong, trực tiếp đứng lên. Tiêu gia gia, cuộc trao đổi này, ngài làm không? Dường như ta không có lý do để từ chối. Tiêu Nguyên Thanh cười khổ nói. Nếu như Tiêu gia gia đã quyết định thì cháu sẽ tự mình về gặp gia gia của cháu, tự mình nói chuyện với ngài ấy. Tần Đông Tuyết thấy Tiêu Nguyên Thanh đáp ứng thì cũng không tỏ ra hưng phấn. Được. Tiêu Nguyên Thanh gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận khi đã sớm phân rõ giới hạn với Bùi Đông Lai. Tiêu gia gia, Đông Lai nói, việc hợp tác lần này, ngài không cần nghĩ quá nhiều. Thấy vẻ hối hận trên mặt Tiêu Nguyên Thanh thì Tần Đông Tuyết hữu ý vô ý nhắc nhở một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng, Đông Lai để cho tôi nói với cậu, chuyện lần này thì cậu ta thật sự xin lỗi cậu, đợi sau khi cậu ta ra thì sẽ tự mình đến bồi tội cậu. Cậu vĩnh viễn là anh em của cậu ấy. Thất sát, đảo loạn thế giới, xem ra tin đồn này không phải là vô căn cứ a. Nhìn bóng lưng Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na rời đi, Tiêu Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Trong lòng càng trở nên hối hận. Cùng lúc đó, vợ chồng Tần Tranh cùng Tiểu Ái Linh lái xe đến biệt thự của Tần Hồng Sơn. Sau khi xe dừng lại trước một tòa tứ hợp viện thì vợ chồng Tần Tranh liền bước xuống xe. Tần thư ký, Tiểu Tổng. Mấy binh lính bảo vệ liền bước lên chào hỏi hai người. Làm phiền mọi người rồi. Tần Tranh cười cười vỗ vào bả vai tên lính đó, sau đó trực tiếp mang theo Tiểu Ái Linh đi vào tứ hợp viện. Tần thư ký. Tiếu Tổng, hiện giờ lãnh đạo đang xoa bóp ở trong phòng, mọi người hãy đợi một lát. Mắt thấy Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh vào cửa thì quản gia của Tần Hồng Sơn liền vội vàng bước lên chào đón. Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh nghe vậy thì gật gật đầu rồi ngồi ghế salon ở một bên để chờ. Không biết qua bao lâu, đại sư xoa bóp cho Tần Hồng Sơn từ trên lầu 2 đi xuống, thấy Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh thì chủ động bước lên chào hỏi, nói. Tần thư ký, Tiếu Tổng. Tôi đã xoa bóp xong cho lãnh đạo nói hai người lên thư phòng chờ ngài một chút. Khổ cực rồi Hoàng Đại Sư. Tần Tranh gật đầu nói cảm ơn, sau đó cùng Tiểu Ái Linh đi lên lầu. Sau khi đi vào thư phòng thì Tần Tranh ngồi trên ghế salon hút một điếu thuốc, còn Tiểu Ái Linh thì chủ động pha cho Tần Hồng Sơn một ly trà. Một lát sau, Tần Hồng Sơn mặc đồ ngủ đi vào thư phòng. Tần Tranh vội vàng bóp tắt thuốc lá đứng dậy mà Tiểu Ái Linh thì vội vàng bưng trà để lên bàn đọc sách cho Tần Hồng Sơn. Ngồi đi. Sắc mặt Tần Hồng Sơn phức tạp nhìn Tần Tranh một cái, ý bảo vợ chồng Tần Tranh, Tiểu Ái Linh ngồi xuống. Muộn rồi mà các con tìm ta có phải là vì chuyện của Bùi Đông Lai? Nhấp một ngụm trà, Tần Hồng Sơn chủ động mở miệng hỏi. Nghe Tần Hồng Sơn nói như thế thì tuy rằng trong lòng Tiểu Ái Linh sốt ruột nhưng cũng biết quy củ, không dám mở miệng. Mà Tần Tranh thì cười khổ gật đầu, nói. Cha, ý của con và Ái Linh đều muốn cha có thể giữ cho Đông Lai một mạng hay không? Tuy rằng trong lòng đoán được ý đồ đến đây của vợ chồng Tần Tranh, Tiểu Ái Linh nhưng mà nghe Tần Tranh nói thẳng như thế thì Tần Hồng Sơn cũng không có tỏ thái độ. Cha, vô luận nói như thế nào, Đông Lai cùng Đông Tuyết đính hôn đã thành sự thật, hắn là vị hôn phu của Đông Tuyết, tương lai chính là chồng của Đông Tuyết cũng là con rể của Tần gia. Tiêu Ái Linh vô cùng sốt ruột, vì thế bất chấp quy cũ mà đứng dậy, cúi đầu khẩn cầu. Ái Linh hy vọng cha có thể ra mặt cứu Đông Lai một mạng. Các con cảm thấy ta có thể cứu nó sao? Tần Tranh nhìn về phía Tần Tranh, hỏi. Nghe được Tần Hồng Sơn hỏi như thế, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tần Hồng Sơn thì Tần Tranh trầm ngâm một chút, kiên trì, nói. Cha, con biết việc này rất khó nhưng mà nếu chúng ta dốc hết toàn lực thì vẫn còn hy vọng.
Nó không những giết chết Diệp Tranh Vanh cùng 5 tên đặc công, mà còn cấu kết với thế lực ngoại cảnh. Tần Hồng Sơn trầm giọng nói. Con nói cho ta biết, hy vọng ở nơi nào. Cha cảm thấy Đông Lai sẽ làm chuyện ngu xuẩn này sao? Tần Tranh do dự một chút, vẫn là đem những lời này nói ra. Có quan trọng hay không? Mắt thấy Tần Tranh nói như thế thì chân mày Tần Hồng Sơn nhíu lại, dường như có chút không hài lòng với thái độ của Tần Tranh. Quan trọng là nếu mặt trên lấy lý do hắn cấu kết với thế lực ngoại cảnh, giết chết Diệp Tranh Vanh cùng 5 tên đặc công thì chứng tỏ mặt trên đã có đủ chứng cớ để chứng minh, nói khó nghe một chút là cho dù nếu không có chứng cớ thì cũng có một số người làm ra bằng chứng giả mạo. Cha, thật sự là không còn cách nào sao? Tiêu Ái Linh nghe vậy thì trong lòng hoàn toàn trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần tuyệt vọng. Tiểu Tranh, biểu hiện ngày hôm nay của con đã khiến cho ta rất bất mãn. Tần Hồng Sơn không để ý đến Tiêu Ái Linh, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Tranh, gần từng chữ. Từ xưa đến nay, phàm là đế vương có thể giữ vững Giang Sơn, người nào lại có lòng dạ đàn bà sao? Không có, không có một người nào, không có một đế vương nào như vậy cả. Ngược lại, muốn trở thành đế vương lưu truyền thiên cổ thì bọn họ đều là người tâm ngoan thủ lạt, vì trở thành đế vương mà người thân cũng có thể giết, huống gì là một đứa con rể. Lúc này đây, Tần Tranh á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn biết Tần Hồng Sơn nói rất đúng sự thật. Đây là điểm đầu tiên mà ta cảm thấy thất vọng về con, điểm thứ hai, con hẳn là rõ ràng, từ sau khi Tiêu gia lão gia tử qua đời thì Tiêu Nguyên Thanh lo lắng Bùi Đông Lai liên lụy đến Tiêu gia cho nên đã phân rõ giới hạn với Bùi Đông Lai, còn về phần Diệp gia thì đã đạt được thắng lợi trong trận tranh đấu vừa rồi, thực lực nâng cao một bước. Mắt thấy Tần Tranh không nói lời nào, Tần Hồng Sơn tiếp tục nói. Sau lại, con muốn để ta đi cứu Bùi Đông Lai, con chính là muốn để cho Tần gia hoàn toàn vạch mặt với Diệp gia, không chết không ngừng sao? Hay là nói, con muốn đem Tần gia đẩy vào hố lửa, để bao nhiêu cố gắng của những thế hệ trước đây trở thành công cốc sao? Thật xin lỗi cha, là con nhất thời hồ đồ. Nghe được lời giáo huấn của Tần Hồng Sơn thì Tần Tranh phun ra một ngụm oi bức, đứng dậy chủ động nhận sai. Ách! Mắt thấy Tần Tranh thay đổi chủ ý, Tiêu Ái Linh vốn là sửng sốt, theo sau thân mình khẽ run lên, nói. Ông đã nói dù thế nào đi chăng nữa thì cũng giữ một mạng cho Đông Lai mà. Bốp! Lại nghe được Tiêu Ái Linh mở miệng, Tần Hồng Sơn cầm lấy chén trà, ném mạnh xuống đất. Lời đã nói hết rồi, con còn muốn cứu hắn sao? Ta xem con đây chính là hồ đồ rồi. Ái Linh, chuyện cho tới bây giờ, cho dù anh muốn cứu nó cũng bất lực. Mắt thấy Tần Hồng Sơn phát hỏa, Tần Tranh thở dài, tiến lên bắt lấy cánh tay Tiêu Ái Linh, ý bảo Tiêu Ái Linh không nên tranh luận với Tần Hồng Sơn nữa. Tiêu Ái Linh cắn môi, không nói cái gì nữa, nước mắt chảy ra. Trong lúc nhất tê hời, không khí trong thư phòng vô cùng áp lực. Reng, reng. Sau đó, coi như lúc Tần Tranh tính toán mang Tiêu Ái Linh rời đi thì điện thoại trong thư phòng vang lên. Tần Hồng Sơn cầm lấy điện thoại. XX. Đông Tuyết ở ngoài cửa, bảo là muốn gặp ngài. Dưới lầu, quản gia của Tần Hồng Sơn cung kính hội báo. Ông nói cho nó biết, ta có chuyện cần phải xử lý, không rảnh để gặp nó. Mặt Tần Hồng Sơn không chút thay đổi mà mở miệng. Được. Quản gia của Tần Hồng Sơn trả lời một câu, sau đó do dự một chút rồi nói. Bất quá, XX, dựa theo lời nói của cảnh vệ viên ở ngoài kia thì Đông Tuyết ngồi xe của Tiêu Nguyên Thanh để đến đây. Ông nói gì? Nghe được quản gia nói như thế thì đồng tử của Tần Hồng Sơn đột nhiên phóng đại, vẻ mặt không tin nói. Ông nói là nó ngồi xe của Tiêu Nguyên Thanh đến đây sao? Vâng, XX. Quản gia nói. Cảnh vệ viên không nhìn lầm. Để nó vào đây. Lại nghe câu trả lời thuyết phục của quản gia thì theo bản năng Tần Hồng Sơn nói ra một câu, nhưng trong lòng vô cùng nghi ngờ tại sao Đông Tuyết lại có thể ngồi xe của Tiêu Nguyên Thanh mà đến đây. So sánh với Tần Hồng Sơn mà nói thì vợ chồng Tần Tranh, Tiêu Ái Linh nghe được Tần Đông Tuyết ngồi xe Tiêu Nguyên Thanh đến đây thì lại càng khiếp sợ hơn. Thậm chí, nếu không phải những lời này từ trong miệng của Tần Hồng Sơn nói ra thì đánh chết bọn họ cũng không tin. Cộc, cộc. Sau đó, không đợi ba người Tần Hồng Sơn, Tần Tranh, Tiêu Ái Linh lấy lại tinh thần thì cửa thư phòng đã bị gõ. Vào đi. Nghe được tiếng gõ cửa, Tần Hồng Sơn mở miệng nói trước. Két. Cửa thư phòng mở ra, Tần Đông Tuyết mang theo Hạ Y Na đi vào thư phòng.
Gia Gia, cha, mẹ. Đi vào thư phòng, thấy cha mẹ của mình đều ở đây thì Tần Đông Tuyết liền biết được ý đồ đến đây của hai người, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, sau đó liền chủ động chào hỏi ba người. Tần Gia Gia, chú, dì. Hạ Y Na cũng đi theo chào hỏi. Hạ Y Na cũng mở miệng chào hỏi. Chào cháu. Thấy Hạ Y Na chào hỏi, vợ chồng Tần Tranh liền đáp lại. Đông Tuyết, vị này là... Tần Hồng Sơn vốn là gật đầu ý bảo với Tần Đông Tuyết, sau đó nhíu mày nhìn vào Hạ Y Na, mơ hồ có chút không vui, nơi này là thư phòng của Tần gia, là nơi để các thành viên quan trọng trong Tần gia nói chuyện, vì sao Tần Đông Tuyết lại mang theo Hạ Y Na vào đây? Gia Gia, nàng tên là Hạ Y Na. Đối mặt với nghi vấn của Tần Hồng Sơn, thấy được vẻ bất mãn trong mắt Tần Hồng Sơn, Tần Đông Tuyết đúng mực nói. Chúng cháu đều là nữ nhân của Đông Lai. Ách! Nghe được Tần Đông Tuyết nói ra câu kinh người như thế thì Thiếu Ái Linh trực tiếp cả kinh há to miệng, mà tuy rằng tố chất tâm lý của Tần Tranh và Tần Hồng Sơn cũng tốt nhưng cũng bị cả kinh không nhẹ. Cháu! Kinh ngạc đi qua, Tần Hồng Sơn tức giận đến biến sắc, cố gắng muốn mở miệng mắng Tần Đông Tuyết một câu, nhưng nhớ lại câu nói của quản gia thì liền áp chế cơn giận, trầm giọng hỏi. Trương quản gia nói cháu ngồi trên xe của Tiêu Nguyên Thanh tới. Chuyện gì đây? Tiêu gia để xe chở cháu và Y Na đến đây. Tần Đông Tuyết mở miệng trả lời, giọng nói tỏ ra bình thản. Ta là nói tại sao Tiêu Nguyên Thanh lại đưa xe riêng của hắn chở cháu đến đây? Tần Hồng Sơn nhíu mày, đối với thái độ của Tần Đông Tuyết thì hắn hơi bất mãn, nhưng bởi vì thật sự rất muốn biết nguyên nhân trong đó cho nên hắn cũng không trách cứ mà là hỏi. Trong lòng Tần Đông Tuyết biết được sở dĩ gia gia của mình gặp mình là vì tò mò việc này. Mắt thấy ăn đã no uống đã đủ thì nàng liền trực tiếp hành văn gãy gọn nói. Lúc nãy cháu và Y Na đến tâm sự với Tiêu Gia Gia, cho nên Tiêu Gia Gia mới lấy xe đưa tụi cháu đến đây. Hả? Nghe được Tần Đông Tuyết nói thế thì Tần Hồng Sơn, vợ chồng Tần Tranh, Tiêu Ái Linh đều biết cái gọi là tâm sự chính là chuyện của Bùi Đông Lai. Như vậy, nếu như Tiêu Nguyên Thanh đã đưa xe của mình cho Tần Đông Tuyết cùng In đến đây thì việc này làm cho mọi người phải suy nghĩ lại rồi. Đông Tuyết, chẳng lẽ là Tiêu Nguyên Thanh muốn cứu Đông Lai sao? Ngắn ngủi ngạc nhiên đi qua, Tiêu Ái Linh có chút kích động hướng Tần Đông Tuyết, hỏi. Nàng vừa thốt lên xong thì hai người Tần Hồng Sơn cùng Tần Tranh cũng không hẹn mà cùng nhìn vào Tần Đông Tuyết, tuy rằng bọn hắn không tin Tiêu gia trong lúc nãy sẽ ra mặt cứu Bùi Đông Lai nhưng mà có thể là bọn hắn lại cảm thấy được nếu Tiêu Nguyên Thanh không cứu Bùi Đông Lai thì tại sao lại lấy xe của mình đưa cho Tần Đông Tuyết sử dụng? Vâng. Tần Đông Tuyết vốn là gật gật đầu đối với Tiêu Ái Linh, sau đó đón nhận ánh mắt Tần Hồng Sơn, khẽ mỉm cười, nói. Chính xác ra là cháu đại diện cho Đông Lai, làm giao dịch với Tiêu gia đồng ý ra mặt cứu Đông Lai. Giao dịch. Chân mày Tần Hồng Sơn nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ, nói. Đến lúc này, chẳng lẽ Bùi Đông Lai còn có thứ khiến cho Tiêu gia phải ra mặt sao? Hơn nữa. Cho dù Bùi Đông Lai có lợi thế thì chưa chắc Tiêu gia đã cứu được hắn ra. Gia gia. Đối mặt với sự nghi hoặc của Tần Hồng Sơn thì Tần Đông Tuyết liền điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó gằn từng chữ. Hôm nay cháu đến tìm ngài thật sự là không muốn van cầu ngài ra mặt cứu Đông Lai, mà là đại diện cho Đông Lai đến làm một cuộc giao dịch với ngài. Đông Tuyết không được càn rỡ. Nghe được Tần Đông Tuyết nói như thế thì trong lòng Tần Tranh cả kinh, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắc, nhận thấy được giọng nói Tần Đông Tuyết mang theo vài phần cường thế, Tần Hồng Sơn không giận ngược lại cười. Nhà đầu, một lúc không lâu, thoạt nhìn thì cháu đã lớn dần, lại có thể dám nói như vậy với ta. Không cần chú ý đến ba của cháu, nói ra giao dịch đi, bản thân ta muốn nghe, các cô các cậu sẽ làm ra cái trò gì. Rất đơn giản, Tiêu gia cùng Tần gia liên thủ, cùng nhau đối kháng Diệp gia, cứu Đông Lai gia. Tần Đông Tuyết nhất châm kiến huyết nói. Hả? Nghe Tần Đông Tuyết nói thẳng như thế thì Tần Hồng Sơn lại cả kinh, mà vợ chồng Tần Tranh, Tiêu Ái Linh thì có cảm giác chết lặng, đây còn là con gái của mình sao? Gia Gia, Tiêu Gia Gia đã đồng ý rồi, cho nên ngài cũng không cần phải tỏ ra kinh ngạc như thế. Tần Đông Tuyết thấy thế, nắm lấy cánh tay Hạ Y Na rồi ngồi xuống, một tư thế nắm đại cục trong tay. Đông Tuyết! Con dùng cái gì mà khiến cho Tiêu Nguyên Thanh ra mặt đây? Lúc này đây, không đợi Tần Hồng Sơn mở miệng, Tần Tranh liền mở miệng hỏi. Cha, chuyện cụ thể bên Tiêu Gia Gia thì hãy để tự Gia Gia gọi điện đi, có như vậy thì Gia Gia mới yên tâm được.
Tần Đông Tuyết hướng về phía Tần Tranh cười cười, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hồng Sơn. Gia Gia, Tiêu Gia Gia đang đợi điện thoại của ngài đó. Được a, nhà đầu, có tiến bộ a. Tần Hồng Sơn cũng không có gọi điện cho Tiêu Nguyên Thanh, mà mở miệng trêu ghẹo. Tần Đông Tuyết cười cười. Gia Gia, mấy ngày nay quả thật Đông Tuyết đã học được không ít thứ trên người Đông Lai, nhưng mà đối với chuyện này, Đông Tuyết có thể tự tin, thản nhiên dám ngồi trước mặt đàm phán với ngài hoàn toàn là bởi vì Đông Tuyết đại diện cho Đông Lai. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Đông Tuyết hoặc là nói Đông Lai biết cuộc giao dịch này, Gia Gia ngài không thể không làm. Xem ra ta đã xem thường cháu, càng xem thường tên tiểu tử kia rồi. Tần Hồng Sơn nghe vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy được Tần Đông Tuyết không giống như là ăn nói lung tung, nhịn không được cảm thán một câu, sau đó cầm lấy điện thoại liên hệ Tiêu Nguyên Thanh. Tần Đông Tuyết thấy thế thì vội vàng cười nũng nịu với vợ chồng Tần Tranh, Tiếu Ái Linh. Nhưng trong đầu không khỏi hiện ra lời dặn của Bùi Đông Lai. Cha nói với con trai. Cha sẽ tìm cho con một người vợ. Con trai trả lời. Con muốn mình tự tìm. Cha nói. Nhưng đứa nhỏ này là con của Bill Gates. Con trai nói. Nếu là như thế thì ok. Sau đó cha của hắn tìm Bill Gates, nói. Tôi muốn tìm cho con gái của ông một người chồng. Bill Gates nói. Không được, con gái của tôi còn nhỏ. Cha nói. Thế nhưng mà chàng trai này chính là phó giám đốc ngân hàng thế giới. Bill Gates nói. À như vậy thì ok. Cuối cùng, người cha tìm giám đốc ngân hàng thế giới. Tôi muốn đề cử cho ngài một phó giám đốc. Giám đốc nói. Tôi có nhiều phó giám đốc rồi, không cần nữa. Cha nói. Thế nhưng mà chàng trai này là con rể của Bill Gates. Giám đốc nói. Như vậy à, ok. Việc buôn bán cứ như vậy mà thành công. Lúc cậu đối mặt với Tiêu Nguyên Thanh, đối mặt với gia gia của cậu thì bằng vào lợi thế trong tay chúng ta, vụ giao dịch này bọn họ hẳn là không thể từ chối. Đây là câu nói mà sau khi kể xong chuyện xưa, Bùi Đông Lai nói cho Tần Đông Tuyết. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân bay từ Hàng Hồ đáp xuống sân bay Yên Kinh. Cách đó không xa, có vài nam nhân trung niên khí độ bất phàm đứng đó, thấy máy bay bay xuống thì trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Hưng phấn là bởi vì bọn họ biết được thân phận chủ nhân của chiếc máy bay đó. Người đó chính là người đứng đầu của Liên minh Hoa Hạ về làm ăn buôn bán, đồng thời là gia chủ của Tịch gia. Người đó được vinh danh là thương nhân người Hoa toàn cầu, là một trong ba gia tộc nổi danh khắp thế giới, cùng sánh ngang với gia tộc La Tư Sải Nhĩ Đức cùng Sa Tốn. Thậm chí, tộc trưởng của gia tộc La Tư Sải Nhĩ Đức cũng từng nói qua một câu. Tịch Nhân Đình là thương nhân mà ta bội phục nhất, đồng thời hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gia tộc La Tư Sải Nhĩ Đức. Hưng phấn cũng là bởi vì, lấy thân phận của bọn hắn thì ngay cả tư cách gặp mặt Tịch Nhân Đình cũng không có, nhưng mà cũng chẳng biết tại sao lần này Tịch Nhân Đình đột nhiên bác thượng lại gọi điện thông báo cho bọn hắn. Sau đó, dưới cái nhìn kích động và hưng phấn của đám người kia, cabin máy bay mở ra, Tịch Nhân Đình mang theo Tịch Hổ cùng ám vệ của Tịch gia bước xuống máy bay. Chủ tịch, đợi Tịch Nhân Đình và Tịch Hổ xuống máy bay thì người có chức vị cao nhất ở đây vội vàng bước lên, cúi người chào, thái độ cung kính tới cực điểm. Đêm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải xử lý, Văn Huy, cậu tìm cho tôi một nơi có hoàn cảnh tao nhã, thích hợp để nói chuyện, không cần cách nội thành quá xa. Tịch Nhân Đình nói một cách nhẹ nhàng. Những người khác thì không cần làm gì, chờ sau khi tôi làm xong việc thì sẽ triệu tập mọi người lại họp. Vâng, chủ tịch. Mọi người liền cúi đầu trả lời, sau đó nam nhân tên là Chu Văn Huy nói. Chủ tịch, thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn mời ngài đến tứ hợp viện để nghỉ ngơi. Không cần. Tịch Nhân Đình lắc đầu bác bỏ. Tuy rằng tôi lớn tuổi hơn các cậu nhưng mà cũng không thể cậy già lên mặt, như vậy đi, cứ lên tầng cao nhất của cao ốc Hoa Hạ đi. Vâng, chủ tịch. Chu Văn Huy cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đã đoán được đêm nay người gặp mặt Tịch Nhân Đình sẽ là một trong những vị đại lão có quyền lực nhất trên đỉnh Kim Tự Tháp, hơn nữa rất có thể là vị thủ trưởng số một, những người khác không đáng để Tịch Nhân Đình làm như vậy. Sau khi an bài xong thì Tịch Nhân Đình không nói lời vô ích, mang theo Tịch Hồ dưới sự bảo vệ của ám vệ Tịch ra lên một chiếc Rolls Royce Phantom rồi đi. Trong Rolls Royce Phantom, Tịch Nhân Đình ngồi ở phía sau, lấy điện thoại ra bấm một số. Đến rồi sao? Đầu bên kia điện thoại, thân là gia chủ Bạch Gia Bạch Hà Sầu mở miệng hỏi trước. Ừ,
Tịch Nhân Đình nói. Ông hãy gọi điện liên hệ Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh, nói hai người bọn họ rằng chúng ta tìm bọn họ để tâm sự một chút, địa điểm là tầng cao nhất của cao ốc Hoa Hạ. Được. Nghe Tịch Nhân Đình nói thế thì Bạch Hà Sầu mở miệng trêu ghẹo. Lão Tịch A, đã trễ thế này rồi, cho dù là tôi có mời bọn hắn thì chưa chắc bọn hắn sẽ đi, nhưng mà có ông ra mặt thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão Bạch A, đùa giỡn không đúng lúc rồi, vì phòng ngừa vạn nhất nên ông hãy lập tức gọi điện thoại đi, tôi sẽ đến cao ốc Hoa Hạ trước. V. Yên tâm đi, tiểu tử Bùi Đông Lai đó sẽ không có việc gì. Theo tôi được biết thì chẳng biết tại sao Diệp Cô Thành lại phái riêng hai thành viên Long Nha coi chừng hắn, nếu người nào muốn âm thầm giết tiểu tử kia thì cũng rất khó. Bạch Hà Sầu lộ ra tin tức. Như vậy à, tôi yên tâm rồi. Tịch Nhân Đình cười ứng một câu, vẻ lo lắng trong mắt đã mất đi. Cứ như vậy đi, gặp lại rồi nói sau. Được. Bạch Hà Sầu lên tiếng, cúp điện thoại, dựa theo lời của Tịch Nhân Đình mà gọi điện cho Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh. Cùng lúc đó, trong một khu biệt thự được canh gác nghiêm mật. Diệp Cô Thành có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cứu tên nghiệt chủng kia sao? Trong đại sảnh của biệt thự, Từ Lệ biết được tin tức có hai gã Long Nha bảo vệ cho Bùi Đông Lai thì vẻ mặt tức giận, nói. Chẳng lẽ hắn không biết tên nghiệt chủng kia đã giết chết Tranh Vanh sao? Nghe được Từ Lệ nói như thế thì sắc mặt Diệp Cấm tỏ ra khó coi mà hút thuốc, không có hé răng. Tuy rằng hắn không thích hành vi của Diệp Cô Thành nhưng mà ở trong Diệp gia, ngay cả Diệp Thạch cũng không sai khiến được Diệp Cô Thành thì hắn tính là cái gì. Tôi mặc kệ, cho dù tôi không thể tận mắt thấy được tên nghiệt chủng kia chôn cùng với Tranh Vanh nhưng mà tôi muốn thấy cảnh hắn bị cắt đứt hai tay, hai chân ở trước mắt tôi, để cho hắn quỳ xuống nhận sai. Mắt thấy Diệp Cấm thở ơ, Từ Lệ quẳng xuống một câu ngoan thoại, không đợi Diệp Cấm đáp lời, liền đi ra ngoài. Bà muốn đi đâu? Diệp Cấm thấy thế, nhíu mày hỏi. Đi ngục giam, cắt đứt hai chân chó của tên nghiệt chủng kia. Từ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt dữ tợn như lệ quỷ. Đợi một chút, để tôi gọi điện cho Khương Tuấn trước đã, để hắn an bài rồi tôi đi cùng bà. Diệp Cấm nghe vậy, bóp tắt thuốc lá, đứng lên, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Nhưng mà nếu chỉ cắt đứt hai chân thì cũng quá tiện nghi cho hắn, tôi muốn cho hắn trước khi đến pháp trường thì sống không bằng chết. Trong thư phòng, Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh nói chuyện điện thoại, song phương chẳng những đạt tới nhất trí, hơn nữa còn tiến hành thảo luận những vấn đề nhỏ trong đó rồi quyết định sáng mai sẽ cứu Bùi Đông Lai. Tần Hồng Sơn vừa mới để điện thoại xuống thì điện thoại lại vang lên, sau khi nghe xong thì khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ quái dị. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Một bên Tần Tranh mơ hồ nghe được người gọi đến là gia chủ Bạch gia Bạch Hà Sầu. Thấy sau khi Tần Hồng Sơn nghe điện thoại xong thì lộ ra suy nghĩ gì, nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Hồng Sơn không trả lời Tần Tranh, mà là mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết, cháu đi tìm Bạch Hà Sầu sao? Không có. Nghe Tần Hồng Sơn nói như vậy thì Tần Đông Tuyết lắc đầu, hỏi. Ra ra, sao vậy? Tịch Nhân Đình. Tần Hồng Sơn lại hỏi. Tịch Nhân Đình là ai? Tần Đông Tuyết ngẩn ngơ. Tần Đông Tuyết không biết nhưng mà vợ chồng Tần Tranh, Tiếu Ái Linh lại biết. Nghe được ba chữ Tịch Nhân Đình này thì cả hai người đều lộ ra vẻ cả kinh, nhìn về phía Tần Hồng Sơn. Bạch Hà Sầu vừa rồi gọi điện thoại lại đây nói, hắn và Tịch Nhân Đình muốn gặp mặt ta để nói chuyện. Tần Hồng Sơn nói thế thì giải thích. Ta nghĩ Đông Tuyết đã tiếp xúc qua bọn họ, hiện giờ xem ra là không phải như vậy rồi, vậy hai người bọn họ muộn như thế này rồi mà còn muốn tìm ta là có việc gì đây? Tần Hồng Sơn giống như đang hỏi vợ chồng Tần Tranh, Tiểu Ái Linh cũng giống như đang hỏi bản thân mình. Ở hắn xem ra, nếu là Tần Đông Tuyết cùng tiếp xúc với Bạch Hà Sầu cùng Tịch Nhân Đình, như vậy lúc này hai người bọn họ bởi vì chuyện của Bùi Đông Lai mà liên hệ với hắn, hết thảy đều hợp lý, nhưng mà Tần Đông Tuyết lại nói chưa gặp qua hai người kia, như vậy trong lúc quan trọng như thế này mà hai người bọn họ muốn gọi điện gặp mặt, điều này làm cho hắn phải suy nghĩ. Ra ra, Tịch Nhân Đình là ai? Tần Đông Tuyết lại hỏi ra vấn đề này, thông qua phản ứng của Tần Hồng Sơn, Tần Tranh và Tiếu Ái Linh thì nàng biết được Tịch Nhân Đình này không phải là nhân vật đơn giản, nhưng mà trong trí nhớ của mình thì nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Là người đứng đầu thương giới của người Hoa. Mắt thấy Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc thì sắc mặt Tiếu Ái Linh phức tạp, mở miệng giải thích.
Bất kỳ là Nhật Bản hay một số nước châu Âu vẫn có một gia tộc cường đại có thể ảnh hưởng đến chính giới, tình huống này thì trong quốc nội cũng tồn tại, Tịch Nhân Đình chính là thương nhân duy nhất có thể ảnh hưởng đến chính giới ở quốc nội. Ách! Nghe được lời giải thích của Tiếu Ái Linh thì Tần Đông Tuyết trực tiếp bị cả kinh, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ ở trong quốc nội này lại có thương nhân có ảnh hưởng đến chính giới. Tiểu Tranh, nếu các con không muốn về nhà thì ở lại đây đi, ta đi gặp bọn hắn. Tần Hồng Sơn lại mở miệng, nói. Nghe Tần Hồng Sơn nói thế thì Tần Đông Tuyết vội nói. Ra ra, con cảm thấy được bọn họ tìm ngài rất có thể là có quan hệ đến chuyện của Đông Lai, cháu đi cùng ngài. Được. Tần Hồng Sơn hơi trầm ngâm rồi cuối cùng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Tần Đông Tuyết. Biểu hiện đêm nay của Tần Đông Tuyết đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy là vô luận Bạch Hà Sầu và Tịch Nhân Đình tìm hắn nói chuyện gì thì hắn cũng muốn mượn cơ hội lần này để giới thiệu Tần Đông Tuyết cho Tịch Nhân Đình. Reng, reng. Đột nhiên sau đó, tiếng điện thoại lại vang lên. Hả? Tần Hồng Sơn dừng bước lại, nhìn thoáng qua thì thấy người gọi đến là Tiêu Nguyên Thanh, không khỏi ngẩn ra. Lão Tiêu có chuyện gì? Ngắn ngủi ngây người đi qua, Tần Hồng Sơn cầm điện thoại lên, có chút nghi hoặc mà hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Nguyên Thanh vừa mới cùng nói chuyện xong với Bạch Hà Sầu, Hành Văn gãy gọn hỏi han. Lão Tần, có phải Đông Tuyết còn tìm Bạch Gia và Tịch Gia không? Bạch Hà Sầu cũng điện thoại cho ông sao? Tần Hồng Sơn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nghe Tần Hồng Sơn vừa nói như thế, Tiêu Nguyên Thanh nao nao, theo sau nói. Ừ, hắn mới vừa gọi cho tôi, gọi tôi đi ra ngoài nói chuyện một chút. Chẳng lẽ hắn cũng điện thoại cho ông sao? Ừ, nghi hoặc trong lòng Tần Hồng Sơn càng đậm. Hắn và Tịch Nhân Đình muốn gọi tôi ra ngoài nói chuyện một lát, hơn nữa tôi vừa hỏi qua Đông Tuyết, nó nói là không có tìm qua Bạch Hà Sầu cùng Tịch Nhân Đình. Cái này thật lạ, 5 năm rồi Tịch Nhân Đình chưa bước chân đến Yên Kinh, đêm nay đột nhiên đến đây hơn nữa muộn như thế này rồi mà hắn cùng với Bạch Hà Sầu lại muốn gặp chúng ta. Nghi hoặc trong lòng của Tiêu Nguyên Thanh cũng không ít so với Tần Hồng Sơn. Tần Hồng Sơn nghe vậy, trầm ngâm một phen, nói. Lão Tiêu, ông và ta đều cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, như vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới cao ốc Hoa Hạ, cùng đi gặp bọn hắn. Được. Tuy rằng Tiêu Nguyên Thanh không biết Bạch Hà Sầu cùng Tịch Nhân Đình muốn gặp hai người bọn họ làm gì nhưng mà vừa rồi hắn cùng Tần Hồng Sơn đã đạt được hiệp nghị, chẳng khác nào hai nhà Tiêu Tần đã liên minh với nhau. Tự nhiên là cùng tiến cùng lui. Trong phòng trên tầng cao nhất của cao ốc Hoa Hạ, thân là người nắm quyền của Liên minh Hoa Hạ thì Tịch Nhân Đình cùng với Bạch Hà Sầu ngồi ở trên ghế salon, còn Tịch Hồ thì giống như một cây thương đứng sau Tịch Nhân Đình, nghe hai người nói chuyện, đồng thời bưng trà dâng nước cho hai người. Tiểu Hồ A, mấy năm nay cháu thật lớn nha A, dựa vào phát triển như thế này thì một ngày nào đó cháu sẽ trở thành người nắm quyền của Liên minh Hoa Hạ A. Lúc nói chuyện phiếm, thấy được Tịch Hồ rót trà thì Bạch Hà Sầu mở miệng tán thưởng. Tịch Hồ nghe vậy, khiêm tốn nói. Bạch Gia Gia quá khen, Tiểu Hồ chỉ là đả tiểu nháo mà thôi, còn chưa lên được mặt bàn. Tiểu Hồ A, cháu cũng đừng nên khiêm tốn, ta nghe Gia Gia của cháu nói, việc hợp tác dầu khí giữa Trung Nga có thể thuận lợi là đều do công của cháu. Lại nghe được Bạch Hà Sầu tán thưởng, Tịch Hồ cũng không nói cái gì nữa, mà cung kính đi lui ra phía sau Tịch Nhân Đình. Hiển nhiên hắn biết rõ, khiêm tốn quá độ chính là một loại tự đại khác, hoặc là nói là trang bức. Lão Tần A, tôi thật sự hâm mộ ông A, Tịch gia của ông lại có thêm một người nối nghiệp giỏi rồi. Bạch Hà Sầu uống ngụm trà, nhìn Tịch Nhân Đình mà cười a a. Tịch Nhân Đình cười nhẹ. Lão Bạch, ông cũng đừng coi nhẹ mình, Bạch gia thì sao? Tuy rằng cuộc dụ từng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng mà hiện giờ nó lại khiêm tốn, nội liếm. Trên thực tế chính là dấu tài, trọng kiếm vô phong. Quốc dụ thì tôi cũng không phải lo, quan trọng chính là còn trẻ tuổi, hoặc là nói có dã tâm không đầu óc, hoặc là có đầu óc không dã tâm, khiến người ta đau đầu. Bạch Hà Sầu giận dữ nói. Tịch Nhân Đình cười nhạt một tiếng nói. Trẻ tuổi cũng không đáng quan tâm, tôi luyện thì tốt rồi. Đúng rồi, theo tôi được biết thì quốc dụ từng đến Đông Hải gặp tên tiểu tử kia. Ừ. Bạch Hà Sầu cũng không phủ nhận điểm này. Lại nói, quốc dụ có thể nhanh như vậy mà đến Đông Hải đảm nhiệm chức vụ, còn có ít nhiều liên quan đến hành động ở hàng hồ của tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia. Tài năng của Đông Lai, không có sự che chở của Vũ Phu, đi tới ngày hôm nay cũng không dễ rồi.
Tịch Nhân Đình nhìn không được cảm thán một câu. Ừ. Bạch Hà Sầu gật gật đầu, phụ họa rất nhiều lại bổ sung một câu. So với Tiểu Hồ mà nói thì nó cũng không chênh lệch mấy. Tịch Hồ đã từng hỏi qua Tịch Nhân Đình, thất sát, tham lang, phá quân tập hợp đông đủ, thiên hạ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Tịch Nhân Đình chẳng những đáp lại hắn quả thật như thế, nhưng lại nói trong ba người, phá quân tiên phong, tham lang đưa ra mưu lược, thất sát trưởng toàn cục. Lúc trước, biết được sự việc của Bùi Đông Lai đã bại lộ, nên hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời nghi ngờ năng lực của Bùi Đông Lai, nhưng mà tổ huấn Tịch gia còn đó, thêm nữa Tịch Nhân Đình ủng hộ Bùi Đông Lai nên hắn cũng không tiện biểu hiện ra. Lúc này nghe Bạch Hà Sầu nói như thế hắn càng hoài nghi năng lực của Bùi Đông Lai. Mà Tịch Nhân Đình nghe Bạch Hà Sầu so sánh Bùi Đông Lai với Tịch Hồ thì nở nụ cười chua xót, nâng chung trà lên, muốn chuyển đổi đề tài. Gia chủ, Tần XX cùng Tiêu XX đã đến dưới lầu, 5 phút đồng hồ sau sẽ đến nơi này. Sau đó, không đợi Tịch Nhân Đình mở miệng, thủ lĩnh ám vệ Tịch gia liền bứa tới gần, cúi đầu hội báo nói. Tịch Nhân Đình nghe vậy, đặt chén trà xuống, hướng về phía Bạch Hà Sầu cười cười, nói. Đi thôi lão Bạch. Chúng ta đi ra chào đón bọn hắn. Được. 5 phút sau, dưới sự chờ đợi của Tịch Nhân Đình, Bạch Hà Sầu cùng Tịch Hồ thì Tần Hồng Sơn Tiêu Nguyên Thanh mang theo Tần Đông Tuyết đi vào. Lão Tiêu, lão Tần, 5 năm không gặp, tinh thần các ông vẫn phấn chấn như trước a. Tịch Nhân Đình mở miệng nói trước, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn về phía Tần Đông Tuyết, tò mò vì sao Tần Hồng Sơn lại mang Tần Đông Tuyết đến đây. Dù sao trong điện thoại thì hắn cũng chưa nói qua mục đích gặp mặt lần này. Tôi xem ông càng già càng dẻo dai mới đúng. Tiêu Nguyên Thanh mỉm cười bắt tay với Tịch Nhân Đình. Đúng rồi, quả thật là bảo đao chưa già. Tần Hồng Sơn lên tiếng phụ họa. Tịch Nhân Đình cười cười, cũng không phản bác. Sau đó, Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn lại bắt tay với Bạch Hà Sầu. Lão Tần, nếu tôi đoán không sai thì đây chính là cháu gái bảo bối của ông a. Hàn Huyên đi qua, Tịch Nhân Đình đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, cười hỏi. Đúng vậy, Đông Tuyết, mau ra mắt Tịch Gia Gia cùng Bạch Gia Gia. Tần Hồng Sơn nghe vậy thì hơi ngẩn ran, sau đó liền bảo Tần Đông Tuyết chào hỏi. Trong lòng Tần Đông Tuyết tò mò nhưng mà nàng không biểu hiện ra trên mặt mà là cung kính cúi đầu vấn an. Tịch Gia Gia, Bạch Gia Gia, Đông Tuyết chúc hai người phúc như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn. Tốt, tốt, tốt. Tinh quang trong mắt Tịch Nhân Đình lóe lên, mà Bạch Hà Sầu thì âm thầm cảm thán Tần Đông Tuyết so với những đứa cháu gái của hắn thì lại có tiền đồ hơn. Bởi vì, bọn hắn đều rất rõ ràng, Tần Đông Tuyết vì muốn ở với Bùi Đông Lai cùng một chỗ, không tiếc cùng cả Tần gia trở mặt, một mình chạy đến Đông Hải, hiện giờ Bùi Đông Lai xảy ra sự cố, Tần Đông Tuyết có thể biểu hiện trấn định như thế đúng là khó được. Nhưng mà, Tiêu Gia Gia, Tần Gia Gia. Thân là đại thiếu gia của Tịch gia hơn nữa trong tương lai không xa sẽ là người nắm quyền của Liên minh Hoa Hạ. Trước đây Tịch Hồ từng đi theo Tịch Nhân Đình bái phỏng qua Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn, thấy Tần Đông Tuyết cùng bắt chuyện với Tịch Nhân Đình và Bạch Hà Sầu xong thì hắn liền chủ động bước lên cúi chào. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Tiểu Hồ A, cháu cũng không phụ lòng kỳ vọng của gia gia cháu A. Tiêu Nguyên Thanh tán thưởng. Theo tôi thấy chính là Trường Giang sóng sau xô sóng trước A. Tần Hồng Sơn cũng không có keo kiệt những lời ca ngợi, sau đó rồi hướng Tần Đông Tuyết, nói. Đông Tuyết, đây là anh Tịch Hồ, các cháu đều là người trẻ tuổi, hôm nay đã có cơ hội thì hãy làm quen với nhau. Chào anh. Tần Đông Tuyết mỉm cười, chủ động vươn tay ra. Chào em, Đông Tuyết muội muội. So ánh với Tịch Nhân Đình cùng Bạch Hà Sầu mà nói thì vẻ trấn định của Tần Đông Tuyết làm cho Tịch Hồ càng kinh ngạc hơn, ở hắn xem ra. Tần Đông Tuyết sở dĩ trấn định như vậy khi nghe tin Bùi Đông Lai bị giam là có hai khả năng. Thứ nhất là tình cảm giữa Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai không sâu đậm. Thứ hai là năng lực khống chế của Tần Đông Tuyết quá mạnh, hoàn toàn đem mọi chuyện buồn, vui, giận, hờn để ở trong lòng, không có biểu hiện ra trên mặt. Nghĩ đến việc Tần Đông Tuyết làm mọi chuyện cho Bùi Đông Lai thì Tịch Hổ liền bác bỏ khả năng thứ nhất, cho rằng năng lực khống chế của Tần Đông Tuyết quá mạnh. Hắn âm thầm cảm thán Tần Đông Tuyết không đơn giản. Sau khi chào hỏi xong, thì đoàn người đi vào. Lão Tịch, không biết lần này ông Bắc Thượng làm muốn làm gì. Đi vào phòng, sau khi ngồi xuống, Tần Đông Tuyết thay Tịch Hồ phụ trách bưng trà dâng nước, Tiêu Nguyên Thanh uống ngụm trà, mở miệng hỏi trước, trên danh nghĩa là hỏi mục đích Bắc Thượng lần này của Tịch Nhân Đình,
nhưng mà thầm hỏi mục đích mà Tịch Nhân Đình mời hắn và Tần Hồng Sơn đến đây. Đã lâu rồi không gặp các ông cho nên muốn tìm các ông tâm sự, ôn chuyện cũ. Tịch Nhân Đình cười nhẹ, sau đó nói ra mục đích của mình. Kế tiếp, là vì chuyện của hài tử Bùi Đông Lai kia mà đến. Hả? Nghe được những lời này của Tịch Nhân Đình thì hai người Tiêu Nguyên Thanh và Tần Hồng Sơn liền ngẩn ra. So sánh với hai người thì Tần Đông Tuyết lại càng kinh ngạc hơn, thế cho nên thiếu chút nữa nàng đã rót tràn trà ra ngoài chén. Ba người Tịch Nhân Đình, Bạch Hà Sầu, Tịch Hồ thấy vẻ mặt khác thường của Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn, Tần Đông Tuyết thì cũng là ngẩn ra. Nói vậy thì các ông đều đã nghe chuyện của Bùi Đông Lai. Mặc dù trong lòng nghi hoặc tại sao Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn sẽ phản ứng đến như vậy, nhưng Tịch Nhân Đình lại không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói. Thực không dám giấu giếm, từ những năm 40 của thế kỷ trước, Bùi gia cùng Tịch gia đã có quan hệ sâu xa nhưng mà lui tới rất ít. Lúc Phú Phu xuất ngoại đối phó với những thế lực kia thì đã liên hệ với tôi, nhờ tôi ra mặt giữ mạng cho Đông Lai khi nó gặp nguy hiểm. Hiện giờ, Đông Lai lâm vào tuyệt cảnh, không thể xoay chuyển càn khôn, cho nên tôi đành phải ra mặt, cậy già lên mặt, nhờ hai ông cùng với Lão Bạch giúp tôi một tay, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng cho Đông Lai. Lại nghe được những lời này của Tịch Nhân Đình thì Tần Đông Tuyết cả kinh khẽ nhếch miệng, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Tịch gia lại có quan hệ sâu xa với Bùi gia như vậy, càng không nghĩ đến Tịch Nhân Đình vì muốn cứu Bùi Đông Lai mà không tiếc hết thảy mọi chuyện, đối phó với Diệp gia như mặt trời ban trưa. Dù sao, trước khi nàng nói ra điều kiện thì Tiêu gia cùng Tần gia đều không làm như thế. Lúc Tần Đông Tuyết tỏ ra kinh ngạc thì Tần Hồng Sơn cùng Tiêu Nguyên Thanh cũng liếc nhau một cái. Theo sau đều là không nhịn được mà cười lên. Vốn dựa vào an bài của bọn họ thì hai nhà ra mặt nghĩ cách cứu Bùi Đông Lai, đến lúc đó tuyệt đối Bạch gia sẽ trợ giúp, hiện giờ xem ra căn bản không cần phiền toái như thế, chẳng những Bạch gia sẽ gia nhập mà Tịch gia cũng vào cuộc. Đây cũng chính là nói, kế tiếp sẽ là cục diện tứ đại gia tộc đối phó với Diệp gia, điều này có thể làm cho bọn họ không cười sao. Lão Tiêu, Lão Tần, các ông đây là... Tịch Nhân Đình thấy thế. Có chút nghi hoặc, hắn đã biết chuyện Tiêu gia cùng Bùi Đông Lai phủi sạch quan hệ, đồng thời hắn cũng suy đoán lấy tác phong của Tần Hồng Sơn thì sẽ không đi giúp Bùi Đông Lai, cho nên mới vì Bùi Đông Lai mà bắc thượng, hiện giờ thấy hai người này cười thì liền tỏ ra nghi hoặc. Xem ra ông trời không muốn tên tiểu tử đó chết sớm a. Tiêu Nguyên Thanh cười khổ cảm thán một câu, theo sau mới trả lời Tịch Nhân Đình. Lão Tịch, chúng tôi cũng không gạt ông. Trước khi đến đây thì tôi với Lão Tần đã quyết định ra mặt bảo vệ Đông Lai. Nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế thì Tịch Nhân Đình không khỏi sửng sốt. Các ông đây là... Không riêng gì hắn mà ngay cả Bạch Hà Sầu cũng là bị cả kinh không nhẹ. Lấy hiểu biết của hắn đối với Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn thì hắn tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không tin hai người này vô duyên vô cớ mà cứu Bùi Đông Lai. Nói ra thật xấu hổ, vẫn là để cho Đông Tuyết giải thích đi. Tiêu Nguyên Thanh xấu hổ cười, sau đó đối Tần Đông Tuyết, nói. Đông Tuyết, không phải cháu nói tất cả chuyện này đều do Bùi Đông Lai bố cục sao? Lúc nãy cháu mới chỉ nói ra lợi thế của mình chứ không có giải thích. Hiện giờ Tịch Gia Gia và Bạch Gia Gia đều muốn bảo vệ Đông Lai, nếu đã vậy thì cháu hãy nói rõ ra cho mọi người chúng ta biết. Do Bùi Đông Lai bố cục sao? Những lời này của Tiêu Nguyên Thanh vừa thốt ra thì vẻ nghi hoặc trên mặt ba người Tịch Nhân Đình. Bạch Hà Sầu cùng Tịch Hồ càng đậm, lòng hiếu kỳ liền nổi lên. Được. Tần Đông Tuyết nghe vậy, buông tay ra, tiến lên hai bước, vẻ mặt hờ hững nói. Lúc nãy cháu đã nói việc này chính là do Đông Lai bố cục, nói chính xác ra là từ sau khi Tiêu gia Lão Thái gia qua đời thì Đông Lai cũng đã bày ra cục diện này rồi. Im lặng. Nghe Tần Đông Tuyết nói thì không ai lên tiếng, mà là cùng đợi Tần Đông Tuyết nói tiếp. Tiêu gia Lão Thái gia qua đời. Trước tiên Tiêu Gia Gia liền phân rõ giới hạn với Đông Lai, thế cho nên ngay cả tư cách bước vào biệt thự và ngày đưa tiễn Tiêu Gia Lão Thái Gia Đông Lai cũng không có cơ hội để làm. Tần Đông Tuyết bắt đầu kể lại, giọng nói hờ hững, giống như là đang nói đến chuyện nhỏ bé, không đáng kể. Nàng vừa thốt xong thì Tiêu Nguyên Thanh có chút xấu hổ rất nhiều, trong lòng lại vô cùng hối hận, mà mấy người Tịch Nhân Đình cũng biết chuyện này cho nên không cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy... Một màn kia đã được Diệp Thạch, gia gia của cháu cùng như vị đại nhân vật khác thấy được. Tần Đông Tuyết tiếp tục nói. Đông Lai biết rõ lâm vào tuyệt cảnh, Diệp gia rất nhanh sẽ tiến hành đợt trả đũa đợt hai vì thế liền trầm tư suy nghĩ,
cố gắng nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Lúc ấy cậu ta có được một tin tình báo rất có giá trị là Nạp Lan Minh Châu của Nạp Lan gia ở Đông Bắc đoán được Đông Lai sẽ đi Đông Bắc để tảo mộ, đồng thời lập bia cho Bùi Thúc nên đã cố gắng liên lạc với thế lực ngoại cảnh để chặn giết Đông Lai, nhưng mà từ sau vụ án Giang Lăng thì thế lực của Nạp Lan gia đã tụt dốc, thực lực không đủ cho nên không có tư cách hợp tác cùng thế lực cảnh ngoại. Rơi vào đường cùng, Nạp Lan Minh Châu liền chạy tới Yên Kinh để tìm Diệp Tranh Vanh. Cố gắng muốn để Diệp Tranh Vanh ra mặt, nàng vẫn là vô cùng ái mộ Diệp Tranh Vanh, cũng rất hiểu Diệp Tranh Vanh, đoán chắc sau khi Diệp Tranh Vanh thua liên tục trong tay Đông Lai thì sẽ vô cùng biệt khuất, hơn nữa cũng không cam lòng muốn dùng thế lực của Diệp gia để trả thù. Sau đó, mọi chuyện đã xảy ra đúng như Đông Lai đoán, những người từng hợp tác với tập đoàn Đông Hải liền gặp mặt Đông Lai, tỏ rõ lập trường. Và lại còn giúp Diệp gia chuyển lời nói cho Đông Lai biết mặt trên cần khống chế cổ phần tập đoàn Đông Hải, mà cái gọi là mặt trên kỳ thật chính là Diệp gia. Diệp gia vừa muốn động thủ trả thù với Đông Lai, vừa muốn thu tập đoàn Đông Hải vào túi. Đối mặt với việc thu mua của Diệp gia thì Đông Lai chẳng những cự tuyệt hơn nữa còn quẳng ra câu ngoan thoại để đối phương chuyển lời lại cho Diệp Thạch, có ý muốn chọc giận Diệp Thạch, mà sau khi người này rời đi thì Đông Lai lại tìm gặp Trần Quốc Đào gia gia. Để phóng tín hiệu cho mọi người bên ngoài tưởng rằng Đông Lai đã rơi vào đường cùng nên vì muốn gặp Trần Quốc Đào Gia Gia là vì cần giúp đỡ. Mọi người đều biết, trong vụ án ở Giang Lăng thì Trần Quốc Đào Gia Gia đã ủng hộ Đông Lai, không tiếc đắc tội Diệp Gia mà đứng ra làm chứng cho Đông Lai, cho nên dưới tình hình như thế, Đông Lai cùng đường chẳng những cự tuyệt lời thu mua của Diệp Gia, hơn nữa còn quẳng xuống câu ngoan thoại, đồng thời thậm chí còn xin sự giúp đỡ của Trần Quốc Đào Gia Gia, nhất định sẽ chọc giận Diệp Gia. Tần Đông Tuyết nói tới đây, dừng lại một chút, rót một chén trà cho mình rồi uống một ngụm. Thừa dịp Tần Đông Tuyết uống nước thì Tịch Nhân Đình, Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu âm thầm Tần Đông Tuyết sẽ nói gì tiếp theo, mà Tịch Hồ còn lại là mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Đông Tuyết muội muội, dụng ý của Đông Lai là gì khi muốn chọc giận Diệp gia? Bức bách Diệp gia phải động thủ trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Nạp Lan Minh Châu tìm được Diệp Tranh Vanh nói rõ mục đích thì Diệp Tranh Vanh vẫn còn do dự, kể từ đó nếu như hắn biết Đông Lai đã cùng đường, Diệp gia lại ra tay thì hắn sẽ làm như thế nào? Tự mình ra tay, thứ nhất là do Đông Lai yếu thế nên hắn cảm thấy được Đông Lai đã là kẻ chết đi, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho dù hành động của hắn có thất bại thì vẫn còn Diệp gia đó. Còn nữa, Diệp gia lại muốn nhanh chóng ra tay động thủ, điều này đã ảnh hưởng đến tâm tính của Diệp Tranh Vanh. Để cho hắn trong lúc cấp bách liền vội vàng làm ra quyết định mù quáng. Tần Đông Tuyết không nhanh không chậm mà trả lời. Quên nói một chút, Đông Lai cự tuyệt lời thu mua của Diệp gia, muốn đi tới Đông Bắc để tảo mộ còn chưa có thời gian để thấy người phụ trách GZW. Tiếp đó, Diệp Tranh Vanh quyết định hợp tác với thế lực ngoại cảnh, mà quá trình đàm phán giữa hắn và thế lực ngoại cảnh đã bị Đông Lai ghi âm, hiện giờ, phần ghi âm này đang nằm trong tay của cháu. Tịch Hồ nghe vậy, cả kinh không nhẹ, thậm chí hai mắt của Tịch Nhân Đình và Bạch Hà Sầu cũng tỏa sáng, hiển nhiên là bọn họ biết được tác dụng của thứ này. Biết được Diệp Tranh Vanh cùng hợp tác với Thôi Gia SQ, biết được Diệp gia động thủ với tập đoàn Đông Hải nên trong cùng một lúc Đông Lai đã làm ra ba chuyện. Thứ nhất, mang theo cháu cùng Ina đi tới Đông Bắc. Thứ hai, lấy danh nghĩa lập mộ cho Bùi Thúc mà mời những vị đại sư võ học của Trung Quốc đến Đông Bắc. Thứ ba, phái người tới SQ. Lúc Đông Lai mang theo chúng cháu đến núi Đại Hưng An thì những vị cao thủ võ học đã đến đây trước, bọn họ đến trước là vì muốn bảo vệ an toàn của chúng cháu. Mà lúc đó, trước khi tử sĩ Thôi Gia SQ động thủ thì người Đông Lai phái đến SQ đã thành công lẻn vào Thôi Gia, âm thầm khống chế gia chủ của Thôi Gia. Hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nghe tới đây, Tịch Nhân Đình vỗ bàn tán dương, ở hắn xem ra, một chiêu củi dưới đáy nồi quả thật là xuất thần nhập hóa. Vào lúc quan trọng đã xoay chuyển được thế cục. Sau đó, bởi vì một chiêu rút củi dưới đáy nồi này mà đã làm cho Nạp Lan Minh Châu dùng dao giết chết Diệp Tranh Vanh, cuối cùng nàng ta lại chết trong tay tử sĩ Thôi Gia. Mà trong cả quá trình diễn ra đều bị chúng cháu quay lại. Ách! Lúc này đây, không riêng gì Tịch Hồ mà ngay cả đám người Tịch Nhân Đình cũng cả kinh, thủ đoạn chỉnh chết Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu của Bùi Đông Lai có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà càng quan trọng hơn chính là Bùi Đông Lai lại có được đoạn video này, trực tiếp có thể rũ sạch áo về việc hiểm nghi giết Diệp Tranh Vanh. Có thể nói là đem chữ âm trong âm mưu phát huy đến tinh tế. Sau khi Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu chết thì người của Đông Lai dựa vào kế hoạch,
cũng không buông tha cho gia chủ Thôi gia, từ đó làm cho những tử sĩ mà Thôi gia phái vào quốc nội truy kích Đông Lai. Tần Đông Tuyết nói tới đây, hiểu được đây mới là chỗ quan trọng để phá cục, đột nhiên giọng nói của nàng to hơn, mơ hồ có chút kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở lúc sắp đến mộ của Bùi gia thì Đông Lai hạ lệnh để cho người ở SQ huyết tẩy những thành viên ở Thôi gia, làm cho đám tử sĩ Thôi gia phái vào quốc nội không thể nào liên lạc được với gia chủ Thôi gia, vì thế bọn hắn liền tức giận, không tiếc giết chết 5 tên đặc công, đuổi tới mộ Bùi gia, muốn bắt sống Đông Lai. Nhưng thật không ngờ, lúc bọn chúng đến nơi thì lại gặp phải mấy chục vị cường giả của giới võ học Trung Quốc. Song chiêu rút củi dưới đáy nồi, liên tiếp dùng 2 chiêu mượn đao giết người, nhìn như đơn giản nhưng nếu như không tính chắc thì không thể nào làm được. Tịch Nhân Đình lại cảm thán, khuôn mặt lộ ra vẻ thán phục, đồng thời hắn cũng hiểu được lần này đến Yên Kinh là có chút dư thừa rồi, cho dù không có hắn ra mặt thì Bùi Đông Lai cũng không xảy ra chuyện gì. Bên tai vang lên lời cảm thán của Tịch Nhân Đình, Tiêu Nguyên Thanh cười khổ nói. Trong cục này vừa có âm mưu, vừa có dương mưu, thậm chí ngay cả thủ đoạn tàn nhẫn cũng có trong đó, thậm chí ngay cả tôi và Lão Tần cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn có thể vận dụng toàn bộ mọi thứ để bày ra thế cục này, hơn nữa lại phát huy tác dụng đến mức cao nhất, phần tính kế này không phải là tuyệt mà là vô cùng đáng sợ. Đi một tính 10, quả thật là đáng sợ. Tần Hồng Sơn gật đầu đồng ý quan điểm của Tiêu Nguyên Thanh, miệng có chút phát khổ, hắn phát hiện ra hắn đã đánh giá thấp đứa cháu rể kia. Cả thế cục đan xen nhau, chỉ cần một chỗ có vấn đề thì cả cục sẽ thất bại. Chẳng những làm cho địch nhân phải khắc cốt ghi tâm, từ từ đi theo sự bố trí của hắn, mà còn cho toàn bộ những thứ có xung quanh của hắn đến một lúc sẽ được phát huy tới mức tận cùng, và có tác dụng lớn nhất. Càng thêm bảo đảm cả thế cục không xảy ra chuyện gì cho đến lúc thu quan, quả thật là không thể dùng từ nào để hình dung ra. Bạch Hà Sầu nói xong đột nhiên có cảm giác tự tát vào mặt mình một cái. Bởi vì lúc trước hắn đã nói rằng Bùi Đông Lai tuổi trẻ khí thịnh, ẩn nhẫn không đủ, có chênh lệch với Tịch Hồ. Mà qua thế cục này của Bùi Đông Lai thì không nói riêng hắn mà ngay cả Tịch Nhân Đình, Tần Hồng Sơn, Tiêu Nguyên Thanh, Tịch Hồ cũng không dám nói tự mình làm được. Sát phá lang, thất sát trưởng toàn cục, cổ nhân thật không lừa ta. Bên tai vang lên những lời đánh giá của mấy vị lão nhân đối với Bùi Đông Lai thì Tịch Hồ nở nụ cười tự giễu, trên mặt không có lộ ra vẻ khinh thị đối với Bùi Đông Lai, mà là vẻ bội phục. Đây là lần đầu tiên hắn bội phục với những người bạn cùng lứa tuổi với hắn. Ngục giam Lang Sơn nằm cách Yên Kinh khoảng 50 km, đây là một trong những ngục giam thần bí nhất quốc nội. Ngục giam có 4 tầng, được xếp theo phương vị giáp, ất, bính, đinh. Tòa nhà được xây bằng gạch. Mỗi gian phòng trong ngục giam có diện tích 20 mét vuông. Những vách tường trong này được xây dựng theo cách đặc biệt để có thể để nhân viên ngục giam canh phòng nghiêm mật những tù nhân. Sau khi bị Diệp Cô Thành đưa về Yên Kinh thì Bùi Đông Lai lập tức được đưa đến ngục giam này. Đêm đã khuya, trong một phòng giam, Bùi Đông Lai ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, dựa theo pháp thổ nạp trong Bùi gia quyền mà làm. Từ sau khi luyện xong thất thương thì Bùi Đông Lai đã có thể khống chế được kinh lực của mình, bước chân vào ám kính đỉnh phong. Sau khi tới cánh cửa ám kính đỉnh phong thì Bùi Đông Lai lại muốn tăng lên, hắn muốn những cơ quan trong cơ thể có thể mở rộng để chứa nhiều kinh lực, đồng thời kích thích tiềm lực đại não, làm cho tinh khí thần của con người bước một bước mới, để làm cơ sở bước vào cảnh giới hóa kính. Cửa phòng nhà giam, hai gã thành viên Long Nha đứng thẳng như hai cây thương, trên người có đeo súng. Thỉnh thoảng thông qua lỗ nhỏ trên cửa sổ để nhìn vào giám thị nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai, thực tế là dựa theo chỉ thị của Long Vương Diệp Cô Thành, âm thầm bảo vệ Bùi Đông Lai, tránh Bùi Đông Lai bị người ta ám toán. Thân là thành viên của Long Nha thì bọn hắn chẳng những luyện tập qua ngoại công hơn nữa còn đã luyện tập qua phương pháp thổ tức. Ở bọn hắn phát hiện, Bùi Đông Lai chẳng những giống như những phạm nhân khác, tỏ ra uể oải, không phấn chấn mà còn có thể lợi dụng lúc này để tĩnh tâm để thổ tức. Điều này đã làm cho bọn hắn dâng lên một cỗ kinh ý. Dứt bỏ mọi thứ thì không nói năng lực tác chiến độc lập của Bùi Đông Lai, hơn nữa nếu nói về trình độ võ học thì Bùi Đông Lai đáng để bọn hắn khâm phục. Trong phòng làm việc, ngục trưởng của ngục giam cũng không ngừng hút thuốc. Từ khi Bùi Đông Lai được đưa vào đây thì hắn liền cảm thấy bất an cho nên hút rất nhiều thuốc. Cốc, cốc, đột nhiên, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Ngục trưởng liền lên tiếng. Két. Cửa phòng bị mở ra, người đi vào là một gã cảnh ngục,
thấy được bộ dạng ủ rũ của ngục trưởng thì hắn không dám nói lời vô nghĩa mà trực tiếp hành văn gãy gọn, hội báo. Ngục trưởng, cách đây 3 km đã phát hiện có một xe ô tô đang chạy đến đây, trải qua kiểm tra đã xác minh thân phận của đối phương. Đến rồi. Nghe được thủ hạ nói như thế thì hắn cười khổ hỏi. Đối phương là ai? Vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ. Thấy giám ngục trưởng lộ ra cười khổ, tên ngục giám trả lời một câu. Lai giả bất thiện a. Ngục trưởng nghe vậy thì giận dữ, nói. Người kẹp ở giữa thật khó a. Ngục trưởng, để cho bọn yêu vào sao? Tên giám ngục có chút nhịn không được mà hỏi. Cậu cứ nói đi. Giám ngục trưởng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vẻ mặt buồn bực nói. Luận thân phận, ta chỉ là một ngục trưởng, luận về cấp bậc thì ta chỉ làm ở cấp thính, cậu nói ta dám không để cho bọn họ vào sao? Ngục trưởng, đi cùng có đặc công của Bộ An toàn. Giám ngục nghe vậy thì bổ sung. Đặc công. Nghe được chữ này thì ngục trưởng vốn là ngẩn ra, sau đó khóe mắt giật giật, nổi giận mắng. Cậu là đồ ngốc, vì sao không nói sớm? Cậu muốn cho lão tử sống mãi ở nơi này sao? Ách! Nghe được ngục trưởng nói như thế thì tên giám ngục tỏ ra ủy khuất, không biết mình sai ở chỗ nào. Biến, cút nhanh lên. Ngục trưởng tức giận phất phất tay, đợi tên giám ngục đi ra thì chạy tới bàn làm việc, cầm lấy điện thoại bàn rồi gọi. Bộ trưởng, vừa mới nhận được tin tức, vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ mang theo đặc công của Bộ An toàn đến đây. Nhớ kỹ, phải cam đoan an toàn của Bùi Đông Lai, không cho bọn hắn đi vào phòng giam. Đầu bên kia điện thoại, chủ nhân của số điện thoại này nghe được lời báo lại thì mở miệng. Nếu bọn hắn nghi ngờ thì bảo bọn hắn gọi điện tìm tôi. Mặt khác, nếu như bọn hắn mạnh mẽ muốn tiến vào thì liền ngăn lại, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dạ. Nghe được chỉ thị của thượng cấp thì ngục trưởng trả lời, đồng thời thở phào một hơi, trong lòng càng thêm khẳng định, lại một cuộc chiến tranh không thấy khói thuốc súng rồi. Mà đầu bên kia điện thoại, vị thượng cấp kia khi nghe xong chuyện tình của Bùi Đông Lai cũng không cúp điện thoại mà là liền gọi điện cho vị lão đại ở trên. Cùng lúc đó trên tầng cao nhất của cao ốc Liên Minh Hoa Hạ, bốn người Tịch Nhân Đình, Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đang đem ván cờ đồ long của Bùi Đông Lai ra thảo luận. Reng, reng. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên. Hả? Thấy được điện thoại vang lên thì trong lòng Bạch Hà Sầu vừa động, vội vàng lấy điện thoại ra, mà những người khác thì đều nhìn về phía Bạch Hà Sầu. Xem chừng có trò hay đền xem rồi. Thấy số gọi đến thì Bạch Hà Sầu cũng không có nghe máy liền mà là cười nói với mọi người một câu. Nói xong, hắn liền nghe máy, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của một vị đại lão trong ngành cảnh sát. Thư ký. 30 giây trước thì ngục trưởng của ngục giam Lang Sơn đã gọi điện đến báo lại rằng vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ mang theo đặc công của Bộ Quốc an đang đi về phía ngục giam Lang Sơn, vì đảm bảo an toàn của phạm nhân nên ôi đã yêu cầu ngục trưởng nghiêm cấm không cho người nào tiến vào phòng giam, cũng để cho hắn khi có tình huống khác thì liền báo lại. Tiểu Hồ, cậu làm rất tốt. Nghe được vị đại lão kia báo lại thì Bạch Hà Sầu liền mở miệng khen một tiếng, sau đó bổ sung. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào. Nhất định bảo đảm chắc chắn an toàn của Bùi Đông Lai. Nếu an toàn của hắn xảy ra vấn đề, không riêng gì ngục trưởng của ngục giam Lang Sơn mà ngay cả cậu cũng cuốn gói cút đi cho tôi. Dạ. Vị đại lão kia liền trả lời, giọng nói mạnh mẽ, cảm giác kia giống như cho dù tan xương nát thịt thì hắn cũng đảm bảo an toàn cho Bùi Đông Lai. Lão Bạch, có chuyện gì thế? Nghe xong Bạch Hà Sầu nói chuyện điện thoại thì Tịch Nhân Đình liền mở miệng hướng Bạch Hà Sầu hỏi. Vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ mang theo đặc công đi đến ngục giam Lang Sơn. Bạch Hà Sầu cất điện thoại rồi trả lời, hắn cũng không giải thích gì nhiều, lấy trí tuệ của mấy người ngồi đây thì có thể đoán được mục đích của vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ. Xem ra có người muốn chơi với lửa a. Tịch Nhân Đình nghe vậy, không giận ngược lại cười, cảm giác kia làm cho người ta không rét mà run. Một khi đã như vậy thì chúng ta hãy mượn bọn hắn để khai đao đi. Được. Ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu nghe vậy thì âm thầm cảm thán Tịch Nhân Đình vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng biết rằng, nếu chúng một đao này thì Diệp gia có thể tổn thương đến gân cốt. Bão tố nổi lên. Trong màn đêm, ba chiếc xe hơi trước sau chạy vào ngục giam Lang Sơn. Diệp thư ký, từ sở trưởng. Trước ngục giam, ngục trưởng cùng hai tên giám ngục đã đứng đợi từ lâu, thấy xe dừng lại thì chủ động bước lên chào hỏi. Là ngục trưởng.
Chào ông, tôi là Sử Hồng, là sử trưởng của Quốc an Cửu Sử. Dựa vào mệnh lệnh thì tôi sẽ cùng với những thành viên trong tổ chuyên án đến đây để thẩm vấn Bùi Đông Lai. Xin ông hãy phối hợp. Không đợi Diệp Cấm, Từ Lệ đáp lời thì Sử Hồng liền bước lên, đưa ra một tờ văn kiện. Ngũ trưởng nghe vậy thì cầm lấy tờ văn kiện, thấy được trong đó đã có chữ ký của Khương Tuấn, nội dung trong đó cũng không khác gì lời nói của Sử Hồng. Chào ngài, Sử trưởng phòng. Xem hết văn kiện, ngục trưởng trầm ngâm một chút rồi nói. Dựa vào yêu cầu của thượng cấp thì phàm là người nào muốn tiến vào ngục giam Lang Sơn để thăm tù nhân thì phải được thượng cấp cho phép. Hả? Mắt thấy ngũ trưởng không cho phép thì chân mày Diệp Cấm, Từ Lệ nhíu lại, Sử Hồng thì có chút tức giận, nói. La ngục trưởng, tôi hy vọng ông hiểu được, chúng tôi không phải đến thăm tù mà là đến thẩm vấn, xin ông hãy phối hợp với chúng tôi. Thật có lỗi, Sử trưởng phòng. Dựa vào quy định thì muốn vào thẩm vấn người trong ngục giam Lang Sơn chỉ có hai hình thức, thứ nhất chính là do chính tay phạm nhân tự viết, thứ hai là do cấp trên phê chuẩn, bên tôi phối hợp, phụ trách giao người cho những ngành có liên quan. Tôi biết trình tự của các ông, chúng tôi cũng dựa theo loại thứ hai này, hơn nữa còn dựa theo yêu cầu của thượng cấp. Không đợi La ngục trưởng nói xong thì Sử Hồng nhíu mày nói, hắn tỏ ra bất mãn, đồng thời cũng cảm thấy đầu óc của La ngục trưởng có phải là bị lừa đá hay không. Vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ đang ở đây mà ông còn dám không cho đi vào. Nghe Sử Hồng nói thế thì ngục trưởng nói. Xin chư vị tới phòng làm việc của tôi chờ một lát, tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên. Không cần xin chỉ thị. Mặt Diệp Cấm không chút thay đổi nói. Lần này tổ chuyên ngành là do thượng cấp phái xuống, nếu như tổ chuyên ngành đã có văn kiện thì tự nhiên là đã được thượng cấp đồng ý rồi. Diệp thư ký, cái ngài nói thì tôi cũng biết nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Lúc này không đợi La ngục trưởng nói hết thì Từ Lệ liền lạnh lùng nhìn vào La ngục trưởng, nói. Thật có lỗi, Diệp thư ký, từ sở trưởng, bộ trưởng đã có chỉ thị, nếu như có người nào muốn đến đây tìm Bùi Đông Lai thì phải gọi điện để xin chỉ thị của ngài ấy. Thấy được vẻ tức giận trong giọng nói của Từ Lệ, thì La ngục trưởng đành phải lấy cớ. Diệp Cấm nghe vậy thì lạnh lùng nhìn vào La ngục trưởng, gằn từng chữ. Một lát nữa tôi sẽ đích thân gọi điện đến bộ trưởng của ông để giải thích chuyện này. Diệp thư ký, ông nói nhiều quá rồi. Diệp Cấm lạnh giọng, dẫn đường. Diệp thư ký, thứ cho tôi mạo phạm, tôi thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. La ngục trưởng cắn chặt răng, quyết tâm không để vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ đi vào. Đối với hắn mà nói thì nếu để đám người Diệp Cấm đi vào thì tương đương với việc đắc tội lãnh đạo. Ngược lại nếu không để đám người Diệp Cấm đi vào thì hắn đã dựa vào quy định, tuân thủ chức tránh, nếu xảy ra chuyện gì thì lãnh đạo có thể ra mặt giúp hắn. Được. Nghe được La ngục trưởng cứng rắn như thế thì sắc mặt Diệp Cấm phát lạnh, lạnh lùng nói. Bắt lại. Vù. 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 Nghe được mệnh lệnh của Diệp Cấm thì ba gã đặc công liền chạy lên, không đợi ba người La ngục trưởng làm gì thì liền bắt được bọn họ, hơn nữa còn dùng súng chĩa vào người. Dẫn đường. Diệp Cấm lạnh lùng phun ra hai chữ. Hô, hô. La ngục trưởng hổn hển thở, sợ tới mức ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng là đi phía trước để dẫn đường. Hả? Nghe được tiếng bước chân, thấy được La ngục trưởng mang theo đoàn người Diệp Cấm hướng về phía này đi tới thì hai gã thành viên Long Nha làm nhiệm vụ bảo vệ Bùi Đông Lai liền đề cao cảnh giác. Thủ trưởng. Coi như lúc đám người Diệp Cấm cách khoảng 5 mét thì hai gã thành viên Long Nha liền cúi chào với Diệp Cấm, sau đó yêu cầu đám người Diệp Cấm dừng bước lại. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng, phụ trách trông coi tội phạm hiểm nghi, nghiêm cấm những người khác tiếp xúc với tội phạm. Diệp thư ký, từ sở trưởng, sử trưởng phòng, bởi vì thân phận của tội phạm quá mức đặc thù, thêm vào vụ án lần này còn có liên quan đến thế lực ngoại cảnh nên quân đội đã phái hai vị này tới đây để theo dõi tội phạm hiểm nghi. Mắt thấy hai gã thành viên Long Nha tuân thủ giữ vững cương vị của mình thì ngục trưởng thở ra một hơi, vội vàng giải thích, nhưng trong lòng là rất muốn tìm cách để báo lại chuyện này cho cấp trên. Hai vị đồng chí, xin chào. Nghe được hai gã thành viên Long Nha cùng ngục trưởng nói thế thì Sử Hồng liền lấy văn kiện ra, muốn bước lên giải thích. Thủ trưởng, xin dừng bước. Rắc. Mắt thấy Sử Hồng tới gần, hai gã thành viên Long Nha lên tiếng, hơn nữa liền vung súng lên, lên đạn. Cảm giác kia chỉ cần Sử Hồng còn dám tiến lên nửa bước thì sẽ liền nổ súng. Ách, có lẽ không ngờ hai gã thành viên Long Nha sẽ làm như thế, Sử Hồng cả kinh,
sau đó theo bản năng dừng bước lại. Tôi là Sử Hồng, là trưởng phòng của Bộ An toàn Cửu Sử, lúc trước người của tôi cũng đã tham gia vào hành động vây bắt tội phạm hiểm nghi này. Hiện giờ, dựa vào điều tra của tổ chuyên án thì chúng tôi phát hiện ra trong vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ nên muốn thẩm vấn tội phạm hiểm nghi, xin hai vị đồng chí hãy phối hợp với công tác của chúng tôi. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Sử Hồng lấy lại tinh thần, khách khí nói. Báo cáo thủ trưởng, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng tôi nghiêm cấm tất cả mọi người tiếp xúc với tội phạm hiểm nghi. Cho nên, trước khi không nhận được mệnh lệnh của thượng cấp thì chúng tôi nhất định phải thực hiện chức trách của mình. Một gã thành viên Long Nha liền giải thích, đồng thời súng trong tay cũng không buông xuống. Mắt thấy hai gã thành viên Long Nha như thế thì Sử Hồng cũng không dám lấy thân mạo hiểm, đành phải quay đầu lại nhìn Diệp Cấm, để Diệp Cấm quyết định. Diệp Cấm thấy thế thì chân mày hơi nhíu lên. Hắn biết rõ năng lực cùng tính kỷ luật của Long Nha, cho nên hắn không hề nghi ngờ lời nói của hai gã thành viên Long Nha này, hắn cũng không dám để cho đặc công bên mình lên khống chế như lúc nãy. Hắc, ta muốn tới gần đó, các người muốn nổ súng bắn chết ta sao? Mắt thấy thế cục giằng co, Từ Lệ bỗng nhiên tiến lên từng bước, vẻ mặt hài hước cười nói. Không chỉ nói các ngươi cho Diệp Cô Thành 18 lá gan thì hắn có thể đụng vào ta sao? Hả? Nghe Từ Lệ khinh thường nhắc tới Long Vương Diệp Cô Thành thì hai gã Long Nha chau mày, trong lòng hiểu được thân phận của nữ nhân trước mặt cũng không hề đơn giản. Hiểu được điểm này, bọn hắn thấy Từ Lệ đi tới thì lên tiếng. Thủ trưởng, xin dừng bước. Ta muốn đi thì đi, bản thân ta muốn nhìn các ngươi có dám nổ súng không? Vẻ mặt Từ Lệ cười lạnh. Không biết là bị cừu hận làm cho đầu choáng váng hay là nghĩ đến việc quen với Diệp Cô Thành cho nên bước đi tới. Thủ trưởng, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Hai gã thành viên Long Nha lại mở miệng, lúc mở miệng thì vẫn cầm súng nhưng lại không dám nổ súng. Đến A, có dũng khí thì các ngươi nổ súng A. Vẻ mặt Từ Lệ tỏ ra khinh thường, tiếp tục bước lên. Thủ trưởng, mắt thấy Từ Lệ đến gần, một gã thành viên Long Nha bước lên. Đưa tay ngăn không cho Từ Lệ đi lên, kết quả bởi vì ra tay quá mức đột nhiên, thêm vào đó là lực đạo lớn nên thiếu chút nữa đẩy ngã Từ Lệ. Thủ trưởng, nhận thấy được điểm này, tên thành viên Long Nha tiến lên biến sắc, lập tức xoay người, giữ chặt lấy Từ Lệ, không để cho Từ Lệ ngã xuống. Ngươi dám động tay động chân với ta. Một phen giữ chặt Từ Lệ, không đợi tên thành viên Long Nha buông tay ra, Từ Lệ trừng to mắt, gào thét một tiếng, thuận thế tát một cái. Tên thành viên Long Nha cầm tay Từ Lệ, nghe được Từ Lệ nói như thế, biết được sự việc khó giải quyết thì biến sắc, lập tức buông tay ra. Bốp! Ngay sau đó, một tiếng vang vang lên. Tên thành viên Long Nha kia đã bị Từ Lệ tát một tát vào mặt. Bắt lại cho ta! Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Cấm vừa động, lập tức liền hạ lệnh. Không được nhúc nhích! Mệnh lệnh Diệp Cấm vừa ra, tám gã đặc công đi theo hắn liền giơ súng. Họng súng nhắm vào hai gã thành viên Long Nha. Hai gã thành viên Long Nha thấy vậy thì liền do dự một chút, cuối cùng không có động thủ, sắc mặt khó coi nhìn vào Diệp Cấm. Thủ trưởng, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Cút! Từ Lệ đưa tay chỉ lên trước mặt tên thành viên Long Nha, giọng nói không thể nghi ngờ. Diệp Cô Thành là em trai của tôi, sau này tôi sẽ nói rõ việc này. Diệp Cấm thấy thế thì giải thích với hai gã thành viên Long Nha một câu. Sau đó nhìn tên ngục trưởng rồi nói. Mở cửa ra. Hai gã thành viên Long Nha nghe Diệp Cấm nói thế thì biến sắc, do dự một chút, cuối cùng cũng là đi qua một bên. Ngục trưởng thấy thế, biết rõ nếu chống cự sẽ phí công cho nên liền cầm chìa khóa đi tới cửa phòng giam. Trong phòng giam, Bùi Đông Lai mở mắt ra, rốt cục Đông Lai lộ diện. Két. Sau đó, nương theo sau một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đã được mở ra. Đặc công liền xông vào phòng giam. Không được nhúc nhích. Tên đặc công đầu tiên đi vào phòng giam thì thấy Bùi Đông Lai đang ngồi ở trên giường, quát lên một tiếng, đem họng súng nhắm vào Bùi Đông Lai, ý bảo Bùi Đông Lai không nên hành động thiếu suy nghĩ. Người thứ hai tiến vào chính là Long Nhất. Sau khi tiến vào thì hắn cũng không nói gì, cũng không rút súng ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Bùi Đông Lai, sát ý trên người phát ra. Cảm giác kia chỉ cần Bùi Đông Lai dám hành động thiếu suy nghĩ thì hắn sẽ giết chết Bùi Đông Lai ngay tại chỗ. Bù, bù. Sáu tên đặc công khác cũng tiến vào, sau đó liền giơ họng súng nhắm vào Bùi Đông Lai, bộ dạng đằng đằng sát khí. Thấy một màn như vậy thì mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc,
như là không coi sự có mặt của tám tên đặc công, ánh mắt nhìn vào cửa phòng giam, đợi Diệp Cấm đi vào. Diệp thư ký, tội phạm hiểm nghi đã bị khống chế. Cửa phòng giam, Sử Hồng thấy thủ hạ đã khống chế được Bùi Đông Lai thì lập tức hội báo. Nghe được Sử Hồng nói thế thì ngục trưởng đứng ở một bên xoa 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 mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng, mà một gã thành viên Long Nha thì rút điện thoại vệ tinh ra, muốn liên lạc với Diệp Cô Thành. Diệp Cấm thấy vậy cũng không ngăn cản tên thành viên Long Nha kia, mang theo Tử Lệ đi vào phòng giam. Hiện giờ hắn đã khống chế được Bùi Đông Lai, cho dù là lão đại cảnh sát hay là Diệp Cô Thành thì cũng không thể ngăn cản việc làm kế tiếp của hắn. Còn về phần hậu quả, mất đi Bùi Vũ Phu, mất đi sự che chở của Tiêu gia lão thái gia, tập đoàn Đông Hải cũng đã mất đi, Bùi Đông Lai còn có thể làm gì? Bóp chết hắn thì có hậu quả gì sao? Ngoài ra, hắn cũng không sợ Bùi Đông Lai trước khi sắp chết là phản công lại. Dù sao cũng đã có 8 gã đặc công ở bên cạnh. Trong phòng giam, Bùi Đông Lai thấy Diệp Cấm và Tử Lệ đi vào thì vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vẻ mặt Diệp Cấm thì tỏ ra âm trầm, còn Tử Lệ thì vô cùng dữ tợn, cảm giác kia giống như hận không thể chạy tới giết chết Bùi Đông Lai, ăn thịt, uống máu Bùi Đông Lai để phát tiết mọi hận thù trong lòng. Dường như đã nhận ra trong lòng Tử Lệ đang nghĩ gì, Diệp Cấm liền nắm lấy cánh tay Tử Lệ, ý bảo Tử Lệ không nên vọng động, sau đó dừng bước lại, đứng ở phía sau 8 gã đặc công, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Đối mặt với ánh mắt âm lãnh của Diệp Cấm, Bùi Đông Lai chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, khóe miệng còn nở ra nụ cười trào phúng. Nghiệt trùng, mày cho rằng mày chết là mọi việc có thể kết thúc sao? Mắt thấy tình hình như thế mà Bùi Đông Lai còn mở miệng cười thì Từ Lệ Tư Xê giận đến cả người run lên, khuôn mặt dữ tợn, nói. Tao cho mày biết, không có khả năng, để cho mày chết thì quá tiện nghi cho mày, tao muốn cho mày sống không bằng chết. Nghe được Từ Lệ nói như thế thì Sử Hồng cùng với 8 tên đặc công ngẩn ra, bọn hắn cảm thấy Từ Lệ quả thật rất kiêu ngạo. Bất quá, bọn hắn lại cảm thấy Từ Lệ có tiền vốn để kiêu ngạo, lấy thân phận trước mắt thì Từ Lệ có thể đùa chết Bùi Đông Lai, hơn nữa còn không gánh lấy hậu quả gì. Các ngươi quá nóng lòng. Bùi Đông Lai nở ra nụ cười nhìn về phía vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lệ. Ha ha, nghiệt trùng, trước kia có Bùi Vũ Phu cũng lão già Tiêu gia bảo vệ mày. Hiện tại mày cảm thấy ai có thể bảo vệ được mày? Thấy Bùi Đông Lai không có bị những lời nói của mình hù dọa mà còn tỏ ra trào phúng thì Diệp Cấm giận quá hóa cười, giọng nói trầm thấp. Tao cho mày biết, lần này cho dù Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng không thể nào cứu được mày. Đã có nhiều người từng nói câu đó với tôi nhưng mà bọn hắn đều chết hết. Nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm. Mà hiện giờ tôi vẫn còn sống. Hắc, Bùi Đông Lai. Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, chết đã đến nơi còn dám nói khoác a. Lại nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Diệp Cấm cười lạnh, nhìn Long Nhất rồi nói. Long Nhất, đánh gãy chân cho của hắn rồi bắt hắn quỳ xuống. Vâng, Diệp thư ký. Long Nhất trầm giọng lĩnh mệnh, sắc mặt lạnh lùng đi về phía Bùi Đông Lai. Diệp Cấm, ông có biết tại sao thành viên Long Nha lại âm thầm bảo vệ tôi không? Bùi Đông Lai hoàn toàn coi thường Long Nhất. Tiếp tục nói. Nhất định ông cảm thấy rằng Diệp Cô Thành muốn bảo vệ mang ta cho nên muốn làm như vậy sao? Cho dù Diệp Cô Thành có muốn bảo vệ mạng của mày thì việc đó đã nằm khỏi tầm tay của hắn. Diệp Cấm cười lạnh một tiếng, tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu không phải Diệp Cô Thành nhớ tình cũ thì tại sao lại phái thủ hạ tới bảo vệ Bùi Đông Lai? Lại nghe Diệp Cấm mở miệng, Long Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là dừng bước. Tính đợi cho Diệp Cấm nói hết lời rồi mới động thủ. Vừa bắt đầu thì đúng là như thế. Bùi Đông Lai thừa nhận điểm này nhưng theo sau đột nhiên vừa chuyển, nói. Nhưng sau lại không phải, là Tiêu Nguyên Thanh để cho ông ta phải làm như vậy. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì Từ Lệ liền cười rộ lên. Tên nghiệt chủng, đến lúc này mà mày còn lôi Tiêu Nguyên Thanh ra, mày cảm thấy buồn cười sao? Mày cũng đã biết Tiêu gia đã phân rõ giới hạn với mày rồi, huống chi cho dù Tiêu gia bảo vệ mày thì đã sao? Mày nghĩ rằng bọn ta sẽ sợ Tiêu gia sao? Tao cho mày biết, Tiêu gia bây giờ đã không còn là Tiêu gia như trước kia rồi. Không cần nói nhiều với hắn. Diệp Cấm ý bảo Từ Lệ không cần nói nhiều với Bùi Đông Lai, sau đó nhìn Long Nhất một cái, làm ra chỉ thị. Tiêu gia thì không thể, nhưng nếu có thêm Tần gia thì sao?
Không đợi Long Nhất làm ra động tác gì, Bùi Đông Lai lại mở miệng. Nghiệt trùng, mày không cần phô trương thanh thế, tao cho mày biết, tất cả đều vô dụng. Diệp Cấm tỏ ra khinh thường, đánh chết hắn cũng không tin Tiêu gia cùng liên thủ với Tần gia, mạo hiểm để cứu Bùi Đông Lai. Diệp thư ký, ông là người trong quan trường, quy tắc trong ấy thì ông còn rõ hơn tôi. Bùi Đông Lai vẫn cười như cũ. Sau khi Tiêu gia lão thái gia chết thì Diệp gia đã giành được thắng lợi trong bàn cờ đó, khiến cho vị trí đứng đầu của Tiêu gia bị đá xuống, trước mắt đã ở dưới cùng trong tứ đại gia tộc. Mà Tần gia, Bạch gia cũng không đạt được lợi ích gì lớn cả, ông cho rằng bọn họ sẽ cam tâm sao?